cuối phần trước là trận chiến của thiên thần và ám hồn. Dù đã mưu tính nhiều năm, nhưng phe ám hồn vẫn không thể giành được lợi thế. Ám hồn đế Thích Thiên quyết định dùng đến con bài cuối cùng là đi gọi Nguyên Thủy Ngọc Tôn thức tỉnh. Vừa mới mở nắp quan tài, luồng khí xám lập tức bạo phát ra xung quanh. Nguyên Thủy Ngọc Tôn không ngờ rằng mình ngủ say ngàn năm, bây giờ lại có người đánh thức. Bộ dạng hắn ta cực kỳ quỷ dị, trên ngực lại có ba cái lỗ khá đáng sợ. Thân thể ngủ say lâu như vậy rồi, đúng là cần tầm bổ. Hắn bạo phát lực lượng, sức mạnh ám hồn như thế chè chè tuôn ra bên ngoài, phóng thẳng lên trời tạo thành một cột sáng. Trong lúc này, cả thiên vương cùng thần tướng vẫn đang chiến đấu với kẻ địch. Động tĩnh Nguyên Thủy Ngọc Tôn gây ra quá lớn, tất cả mọi người đều chứng kiến được động tĩnh khổng lồ này. Phe ám hồn thì vui mừng và mong chờ được diện kiến giáo tổ. Phía thiên thần thì cảm thấy lo lắng, bọn họ cảm nhận được luồng sức mạnh vừa xuất hiện vô cùng áp bách. Nguyên Thủy Ngọc Tôn chính là kẻ đầu sỏ điều khiển cuộc bạo động này. Sát tâm Quan Âm biết cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, còn lâu mới kết thúc được. Dưới nhân gian, Long tộc cũng cảm nhận được thiên giới đang xảy ra chuyện lớn. Theo hiểu biết của Đông Hải Long Vương thì ông biết thiên thần vốn có hai mặt đen và trắng. Ông nhắc nhở mọi người liên hệ với bọn hắn thì tuyệt đối phải cẩn thận. Tại Atula Quốc, Như Lai cũng cảm nhận được sự biến đổi của thiên giới, nhưng anh ta lại không tiết lộ điều này cho người đồ đệ, mà chỉ yêu cầu cậu ta cố gắng học tập. Bởi vì bị nhốt tại nơi này nên Như Lai rất sốt ruột. Anh chỉ hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng tới đám người Đường Tam Tạng. Vừa nhắc tới tên bọn họ thì bộ phim lập tức chuyển cảnh. Cuối phần trước, các thầy trò giao thủ với Cổ Long, Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết bị đánh rơi xuống vực. Ba Sới và Sa Ngộ Tĩnh lao xuống theo định cứu mạng bọn họ, nhưng không được. Cũng may là bọn họ bám được vào một cành cây khô, sau đó chật vật treo ngược lên trên. Không thấy sư phụ và Ngao Tuyết ở đâu, Bạch Lang nóng lòng muốn xuống dưới cứu bọn họ, nhưng bị Sa Ngộ Tĩnh ngăn cản. Điểm cuối của vực sâu là âm giới, thế giới tồn tại khác biệt với nhân gian. Ba Sới cũng khuyên ngăn Bạch Lang, nếu âm giới có thể xa vào tự do, vậy thì trên đời cũng sẽ không có sinh ly tử biệt. Rơi vào âm giới có nghĩa là mất đi toàn bộ hy vọng sống. Dù rất không muốn, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận rằng sư phụ và Ngao Tuyết không thể quay về được nữa. Trở lại với thiên giới, Đế Thích Thiên bẩm báo tình hình chiến sự cho Nguyên Thủy Ngọc Tôn nghe qua. Bởi vì phe quang hồn chống cự vô cùng ác liệt nên đại quân ám hồn đã rơi xuống thế yếu, cho nên ông ta phải chọn cách đánh thức Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Năng lực của hắn ta cực kỳ đặc biệt, chỉ cần liếc nhìn một cái đã có thể nhìn thấu nội tâm của từng người. Càng có nhiều ham muốn thì hắn ta càng thích và bàn cho bọn họ sức mạnh. Nhìn thấu nữ tỳ có dục vọng chiếm hữu sát tâm Quan Âm, thế là hắn bàn cho cô ta sức mạnh để thực hiện dục vọng của mình. Thực lực tăng lên nhưng bộ dạng lại cực kỳ xấu xí. Đại quân ám hồn nhanh chóng tập trung lại một chỗ, trận chiến tạm thời dừng lại. Sát tâm biết kẻ địch đang tập trung lại lần nữa, chuẩn bị nghênh đón giáo tổ của bọn họ. Thân ảnh Nguyên Thủy Ngọc Tôn lao nhanh về phía thiên cung. Chứng kiến luồng sức mạnh trên người hắn ta, ngay cả Tam Nhãn thần tướng cũng trầm tư. Hắn bay về phía Tôn Ngộ Không, quyết định sửa cậu ta đầu tiên. Vừa mới nhìn một cái, hắn đã nhìn thấu suy nghĩ và lai lịch của Tôn Ngộ Không. Hắn tán phục tính cách của cậu, nhưng cậu lại trực tiếp khinh thường, lớn tiếng cho biết mình không ưa hắn một chút nào, còn chê hắn ta quá yếu. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cảm thấy đáng tiếc vì tiểu tử này đã chọn nhầm bên rồi. Sau một lời khiêu khích của Tôn Ngộ Không thì hắn ta cũng động thủ định tóm cổ cậu ta. Cậu nhanh trí tránh né rồi tặng lại cho hắn một gậy, nhưng đánh vào người hắn ta lại giống như đánh vào một cục sắt cứng. Hắn ta tung nắm đấm phản công kịch liệt. Tôn Ngộ Không buộc phải bạo phát sức mạnh siêu viên kim cương thần rồi xông lên đánh phủ đầu. Đáng tiếc là vẫn không làm gì được Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Sau một lúc giao thủ, hắn ta cũng bắt được gậy như ý. Hắn thừa nhận cậu rất linh hoạt, nhưng muốn lấy cứng đối cứng để chiến đấu với hắn thì đúng là tự đi chịu chết. Bàn tay hắn có năng lực thay đổi vật chất, chỉ cần chạm vào liền bị biến đổi. Thế là gậy như ý của Tôn Ngộ Không nhanh chóng biến thành đá. Sau đó cậu cũng bị hắn ta túm đầu, cơ thể chậm rãi bị hóa đá. Không nói được lời chăn chối nào, đại yêu Tôn Ngộ Không cứ như vậy bị làm gỏi. Đôi tay của hắn có thể thay đổi bản chất của bất kỳ sinh mệnh nào, cho cuộc sống mới hoặc tạo thành diệt vong. Những tên khác cũng nhanh chóng có mặt. Bọn họ đều vô cùng hào hứng gặp mặt giáo tổ của mình. Nguyên Thủy Ngọc Tôn chỉ cần nhìn một cái liền biết bọn chúng muốn đoạt lấy sức mạnh của mình. Mặc dù có sự bất kính nhưng hắn lại không tức giận, bởi vì ám ảnh chính là tự do không trói buộc. Bây giờ tất cả lực lượng ám hồn đã tụ hội lại, chỉ cho hắn ra lệnh nữa. Với lực lượng của ám hồn, phía quang hồn đang rơi xuống yếu thế. Dù là vậy thì sát tâm Quan Âm cùng mọi người vẫn can đảm đi tới trước mặt bọn chúng để nói chuyện. Nguyên Thủy Ngọc Tôn giao thiên giới cho ám ảnh thiên đế lãnh đạo.
Ông ta muốn vứt bỏ tác phong khiêm tốn của thiên giới trước kia, quẳng bỏ cái gọi là tử bì. Long tộc, xạ xoa, Atula, bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới đều phải hoàn toàn thuần phục dưới chân ám ảnh thiên giới. Vừa mới nói tới đây thì tam nhãn thần tướng đã bắn một mũi tên cắt ngang, sau đó hiên ngang tiến lên phía trước. Ám ảnh thiên đế biết muốn thống nhất thiên giới thì phải dẹp được cái chướng ngại trước mắt này. Mặc dù Nguyên Thủy Ngọc Tôn là cổ thần với sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vậy nhưng các thiên binh thiên tướng vẫn không chùn bước. Việc động thủ với tam tôn được gọi là đại nghịch bất đạo. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cũng sử dụng thân phận tổ tiên để trục xuất thiên thần ra khỏi thiên giới. Sát Tâm Quan Âm thừa nhận hắn là thủy tổ khai sáng ra thiên giới, tổ tiên của thiên thần, nhưng đời trước không có nghĩa là người dẫn đầu, hậu bối cũng không có nghĩa là tùy tùng, cái bọn họ đi theo là chính nghĩa. Hơn nữa, hành động trục xuất này cũng không phải là ý định của tam tôn. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cũng không muốn nói nhiều, nếu không có nguyện ý thì động thủ đi. Lời thách thức này làm cho cả đám đều cảm thấy nghiêm trọng. Tam nhãn thần tướng định xông lên quyết chiến nhưng Sát Tâm đã ngăn lại. Nguyên Thủy Ngọc Tôn thấy vậy, liền tiếp tục mỉa mai. Mày mê nói chuyện, chẳng biết từ khi nào mà trên tay hắn đã cầm một quả chuối tiêu. Hung thủ làm chuyện này hóa ra lại là Tôn Ngộ Không. Nguyên nhân Tôn Ngộ Không chưa mất mạng là vì cậu đã sử dụng chiêu ve sầu thoát xác. Cậu lên tiếng mỉa mai hắn một trận, đồng thời còn hiên ngang đứng trên vai hắn, sau đó tuyên bố muốn chỉnh đốn hắn một trận. Hành động to gan lớn mật này làm cho tất cả đám người ám hồn tức giận. Tôn Ngộ Không lập tức biến lớn rồi điên cuồng tấn công. Bởi vì bất cần khinh địch nên hắn ta đã bị cậu đập cho tới tấp, sau đó tung một chiêu đánh bay hắn đầm nát một tòa cung điện. Hắn không ngờ yêu quái thế gian này đã thương được mình. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nguyên Thủy Ngọc Tôn đã ngủ say quá lâu rồi, thần lực dù có cường đại thì cũng chưa thể thích ứng được hoàn cảnh bây giờ. Thế là cậu hô hào thiên binh thiên tướng không cần sợ hãi, hãy cùng với hắn tác chiến. Hắn ta nghe lời khiêu khích này cũng tức giận đáp lại. Hắn hô hào toàn bộ quân đội ám hồn tấn công. Biết chiến tranh không thể tránh khỏi, tam nhãn thần tướng hô hào toàn bộ thiên binh toàn lực nghênh địch. Một trận chiến lớn nổ ra, đầy quân ám hồn bị chết như rơm rạ. Nguyên Thủy Ngọc Tôn thấy vậy cũng bắt đầu ra tay. Ông chỉ cần tung một chiêu đã đánh trọng thương Quảng Mục Thiên Vương. Sau đó hắn lao vào chiến trường tiêu diệt từng thiên binh. Mục tiêu kế tiếp là tam nhãn thần tướng. Hắn phóng ra một luồng thần lực về phía tam nhãn. Tam nhãn không kịp phản ứng thì đã bị hắn túm cổ, đánh bay vào tòa cung điện. Mục tiêu tiếp theo là Sát Tâm Quan Âm. Thấy kẻ địch đang lao về phía mình, Sát Tâm ngừng tụ ra sấy xích sắt khổng lồ trói hắn ta lại. Sau đó định dùng lửa thiêu đốt Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Hắn ta vẫn không lo lắng, chỉ cần bạo phát sức mạnh đã hóa giải được chiêu thức và đẩy lùi Sát Tâm Quan Âm về sau. Tam nhãn thần tướng nhanh chóng đứng dậy rồi lao tới quyết chiến trực diện với Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Đối mặt với cường địch bậc này, tam nhãn phải sử dụng ra thần kỹ nhưng cũng không làm gì được. Hắn vẫn chỉ cần tung ra một chiêu đã đánh cho tam nhãn bay ra xa. Tam nhãn vừa thất thủ thì Sát Tâm Quan Âm lại vùng lên chiến đấu. Sát Tâm cũng thi triển thần kỹ, ngưng tụ một đóa sen khổng lồ. Sức mạnh từ đó hoa sen liên tục tấn công Nguyên Thủy Ngọc Tôn, nhưng kết quả cũng chỉ làm khó được hắn một chút. Sau đó thần kỹ cũng bị hắn dùng một chiêu đánh tan. Lúc này Tôn Ngộ Không cầm theo mấy cục đá về phía hắn, ném đá thẳng vào mặt Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Nhân cơ hội hắn đang phân tâm đỡ mấy cục đá, Tôn Ngộ Không lao tới túm hắn ta ép xuống đất. Tuy nhiên Nguyên Thủy Ngọc Tôn lại dễ dàng thoát ra ngoài. Tôn Ngộ Không muốn tự mình kết thúc tên này, cậu lao tới đấm liên tục vào người hắn, ép hắn phải tung ra thần kỹ của mình. Tôn Ngộ Không rút gậy như ý lao lên, sau đó cũng bị trúng chiêu nằm sấp mặt. Như vậy là những người mạnh nhất trên thiên giới đều được giao thủ với Nguyên Thủy Ngọc Tôn và đều không phải đối thủ của hắn. Trong tình thế nguy cấp này, một luồng thần lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, đẩy lùi đại quân ám hồn. Người tới là Bảo Linh Thượng Tôn, đại diện cho phía quang hồn. Sự xuất hiện của Bảo Linh Thượng Tôn làm cho tình thế được cân bằng. Bảo Linh Thượng Tôn tiến lên đối mặt với Nguyên Thủy Ngọc Tôn, chỉ trích hắn vì mặt dày phá hủy hẹn ước. Cậu lớn tiếng tuyên bố, có mình ở đây thì thiên cung sẽ không bao giờ chìm vào trong bóng tối. Cùng với lời khẳng định đanh thép này là luồng thần lực kinh khủng bạo phát ra ngoài, ép cho đại quân ám hồn phải lui về sau. Ngay cả kẻ có thực lực mạnh như Thiên Căng Tinh cũng cảm thấy áp lực. Năm đó, giữa Tam Tôn đã lập lời hẹn sẽ không nhúng tay tới chuyện của thiên cung nữa, để cho thế gian tự do phát triển. Vậy mà giờ đây hắn ta lại phá vỡ hiệp ước. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cho rằng Bảo Linh Thượng Tôn vẫn ngây thơ như xưa, cô cần tuân thủ lời thề, còn hắn thì chỉ cần làm theo lòng mình mà thôi. Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, không ai chịu nhường ai, cho nên kết quả vẫn là chiến đấu một trận. Nguyên Thủy Ngọc Tôn lao về phía Bảo Linh Thượng Tôn,
Cú va chạm của hai người tạo ra một luồng kinh lực vô cùng khủng khiếp, trực tiếp chấn bay Tam Nhãn và Sát Tâm và Tôn Ngộ Không lùi về sau. Bảo Linh Thượng Tôn biến hóa ra thêm hai cánh tay, tổng cộng 4 tay, trong đó có 3 tay cầm vũ khí, một tay còn lại cầm khiên, cơ tung ra thần kỹ, công kích rơi xuống như mưa, giết chết vô số ám hồn. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cũng sử dụng thần kỹ đáp trả. Nhưng vì bên kia có tấm khiên che chắn nên không làm gì được, hắn tiếp tục sử dụng thần kỹ, sức mạnh thần lực cuồn cuộn tuôn ra tạo thành một cơn lốc siêu to khổng lồ, sau đó ngừng tụ thành một bàn tay khổng lồ quỷ dị. Bảo Linh Thượng Tôn nhanh chóng bắn ra một mũi tên khổng lồ. Đúng lúc hai chiêu sắp va chạm thì một cánh cổng bát quái đã xuất hiện hóa giải công kích. Người làm chuyện này là Đạo Đức Thái Tôn. Ông đứng trên một con thuyền bay, chậm rãi đi tới giữa cuộc chiến. Đạo Đức Thái Tôn tỏ ra cực kỳ bức xúc với hai người còn lại. Bọn họ ngoài việc muốn hủy diệt đối phương thì không còn chuyện khác để làm sao. Ông muốn đứng ra hòa giải. Ông cảm thấy chuyện chiến tranh giữa quang ảnh và ám hồn là không cần thiết. Nói cho cùng thì mọi người đều là thiên thần, sao cứ phải tàn sát lẫn nhau. Hại thì cả đống mà lợi chẳng thấy đâu. Không nhất thiết là phải một sống một chết. Mỗi bên chỉ cần nhường một bước thì lại trở về cảnh hòa bình rồi. Nhưng làm như thế cũng chỉ là kéo dài việc tranh chấp, chứ không phải cách giải quyết vấn đề. Người khơi mào chiến tranh là Nguyên Thủy Ngọc Tôn, cho nên Bảo Linh Thượng Tôn không thể lui được. Nếu lùi một bước thì hắn ta sẽ càng được nước lấn tới. Đạo Đức Thái Tôn cho biết mình sẽ đứng phía trung lập, không đứng về bất cứ phe nào, cho nên ông tự ý đưa ra quyết định là tuyên bố dừng cuộc chiến này. Thiên cung có một nửa sáng, một nửa tối. Thay vì đánh nhau tới lưỡng bại câu thương thì hãy cứ chấp nhận sự tồn tại của đối phương, coi nhau như huynh đệ. Trong lúc mọi người đang không biết nói gì thì Tôn Ngộ Không đã lớn tiếng yêu cầu Đạo Đức Thái Tôn bất làm càm lại. Những lời của ông làm cho cậu cảm thấy buồn nôn. Đi giảng hòa trước đám người ăn thịt người, vậy chính ông đã là tên khốn nạn rồi. Lại còn giả vờ như mình thành cao lắm, nói coi ám hồn là huynh đệ. Đúng là khiến cho cậu quá buồn nôn. Những lời này làm cho Đạo Đức Thái Tôn tức giận. Ông lập tức tung chiêu khống chế Tôn Ngộ Không. Dù bị trói chặt, nhưng cậu vẫn không chút lo lắng. Cậu thốt ra một tràng sư tử hống khiến ông ta và mọi người xung quanh điếc tai. Nhờ vậy mà thoát khỏi khống chế. Chưa dừng ở đó, cậu ta còn lên tiếng khiêu khích ông ta còn chiêu thức nào thì thi triển hết đi. Bảo Linh Thượng Tôn ngăn cản cậu không được làm loạn thêm nữa. Nhưng cậu vẫn không sợ, còn trực tiếp mắng luôn cả Tam Tôn. Sau đó thì chỉ tay thách thức Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Những lời này làm cho hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Hắn lập tức cho rằng Tôn Ngộ Không đang làm loạn, phá hủy cuộc hòa giải này. Đạo Đức Thái Tôn và Tôn Ngộ Không vốn đã có ân oán nên cực kỳ tức giận. Năm đó cậu đã lèn vào lò luyện đan để ăn cắp linh đan. Mối nợ này ông vẫn chưa tính, vậy mà hôm nay cậu lại dám tới làm loạn thiên cung. Thế là Tôn Ngộ Không lập tức bị khán cho tội danh kích động mâu thuẫn, làm chia rẽ chúng thiên thần thành hai phái đối đầu. Đám thiên binh nghe những lời này cũng bất ngờ, nhưng Đạo Đức Thái Tôn vẫn nhất quyết đem mọi tội lỗi đè lên người Tôn Ngộ Không. Để hóa giải mâu thuẫn này thì tiến hành xử phạt cậu ngay tại chỗ là cách công bằng nhất. Nguyên Thủy Ngọc Tôn đương nhiên không phản đối lời đề nghị này, còn Bảo Linh Thượng Tôn thì không chấp nhận. Các thiên binh hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Sát Tâm Quan Âm cho rằng chỉ thị của Tam Tôn không thể thoái thác được. Tưởng là liều sống chết vì thiên cung, kết quả cuối cùng nhận lại trở thành kẻ ngáng đường, cho nên Tôn Ngộ Không cực kỳ tức giận. Nhưng ý định của Sát Tâm không phải như vậy, hắn tuyên bố không làm thiên thần nữa. Trước kia hắn vẫn luôn tự hào vì là hộ pháp cho thiên giới, nhưng hôm nay nếu như phải dùng cách này để cầu hòa với ám hồn thì hắn không làm được. Sát Tâm Quan Âm thà đứng cùng phe với Tôn Ngộ Không, chứ không thể làm chuyện mất mặt như ông ta nói được. Đạo Đức Thái Tôn lập tức yêu cầu bắt cả hai lại. Đúng lúc này, Tam Nhãn Thần Tướng cũng tiến lên phía trước. Trong lòng Tam Nhãn cực kỳ phẫn nộ. Thái độ này làm cho Trì Quốc Thiên và Quảng Mục Thiên Vương khâm phục. Hai người cũng tỏ thái độ ủng hộ Sát Tâm Quan Âm, quyết đối đầu với ám hồn đến cùng. Đạo Đức Thái Tôn vẫn dùng những lời lẽ đạo lý, không muốn tất cả người ở đây chém giết lẫn nhau. Hành động luôn đứng trung lập trong mọi chuyện chính là cổ vũ cho cái ác. Nguyên Thủy Ngọc Tôn không muốn nói nhiều nữa, hắn nhanh chóng xông lên. Phía Quang Hồn cũng lao tới đáp trả, thế là trận chiến lại tiếp tục. Ai ai cũng muốn tiễn đối phương xuống địa ngục. Tôn Ngộ Không lao về phía Ám Ảnh Thiên Đế, định tiêu diệt ông ta báo thù cho Tô Y. Ông ta triệu hoán ra vô số thanh kiếm tấn công. Các thanh kiếm hợp nhất thành một thành khổng lồ, đẩy lùi Tôn Ngộ Không về sau. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này, Đạo Đức Thái Tôn cực kỳ tức giận. Ông bắt buộc phải động thủ, sử dụng ra thần kỹ, rất nhiều tấm lệnh phù đánh xuống mặt đất. Rất nhanh sau đó, mặt đất đột nhiên nứt ra, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Không ngờ rằng lệnh phù của ông ta lại mạnh tới như vậy. Thiên cung lập tức bị chẻ làm hai phần hình bát quái. Ý định của ông ta là mỗi bên sẽ quản lý một phần thiên cung,
Bảo Linh Thượng Tôn rất không muốn chuyện này, còn Nguyên Thủy Ngọc Tôn thì lại không phản bác. Hắn ta tin rằng lực lượng ám hồn sẽ càng lúc càng lớn mạnh, đám thiên thần ánh sáng cuối cùng sẽ vẫn bị tiêu diệt mà thôi. Tôn Ngộ Không biến cho Lai Bộ dạng thiếu niên rồi lớn tiếng thách thức ám ảnh thiên đế. Dù rất không muốn thả bọn họ rời đi như vậy, nhưng trước mắt đã không thể làm gì khác được. Tranh đấu giữa ám hồn và quang minh là rất phức tạp. Đến đây thì trận chiến đã được dừng lại. Đề Thích Thiên cảm ơn và khích lệ các tướng sĩ đã chiến đấu hết mình, đập tan âm mưu của ám ảnh. Các thiên binh cũng được quay về nghỉ ngơi, Bảo Linh Thượng Tôn cũng không ngồi yên, cô bắt đầu tu sửa thiên cung, tất cả đống đổ nát đều được dừng lại, giống như chưa từng có trận chiến nào xảy ra vậy. Năng lực này làm cho Trì Quốc Thiên cũng khâm phục. Một nữ tỳ tới xin chỉ thị của sát tâm, thế là hắn vội vàng vào trong phòng chỉ thị nữ tỳ thu dọn, cất giấu những văn kiện quan trọng. Tuy nhiên, ở trong đám tỷ nữ này lại có người của ám hồn. Sát tâm nhanh chóng phát hiện kẻ mạo danh, dù bị khống chế nhưng cô ta lại dễ dàng thoát ra ngoài. Hóa ra người mạo danh là Ninh Ninh, nữ tỷ đã sa đọa ở tập đầu tiên. Mục đích tới đây ngoài việc tiếp cận sát tâm thì à ta còn lấy đi quyển trục ghi chép hồi âm của sứ giả thiên cung. Từ đó biết được rõ hành tung của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Không thể để những bí mật này lộ ra ngoài. Sát tâm lập tức đuổi theo, nhưng vì phải giải cứu vài nữ tỳ nên hắn đã để cho ả chạy mất. Hắn định truy đuổi tiếp thì lại bị Đạo Đức Thái Tôn ngăn lại. Ông cho rằng không nên đuổi tận giết tuyệt, làm tình hình rắc rối thêm. Trong lòng sát tâm cực kỳ lo lắng, nếu Vĩnh Hằng Chi Hỏa lọt vào tay ám ảnh thì thế cục sẽ bị phá vỡ. Bây giờ thiên giới cần đề phòng ám ảnh nên không thể phái người đi bảo vệ đám người Đường Tam Tạng, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nhân cơ hội Đạo Đức Thái Tôn đi ra ngoài, Tôn Ngộ Không lập tức lèn vào lục lọi đồ đạc. Đến khi Đạo Đức Thái Tôn phát hiện và quay về, thì tất cả linh đan đã bị Tôn Ngộ Không vét sạch, chỉ để lại một viên duy nhất. Đã vậy, cậu ta còn to gan xuất hiện trước mặt ông ta rồi chia đùa một trận. Chuyển cảnh tới yêu quái đại đạo, phía ám ảnh cử ba tên sứ giả đến gặp mặt một tên hổ yêu. Mục đích bọn họ là muốn làm một cuộc giao dịch. Chỉ cần bắt sống nữ long nhân cho bọn họ, thì hổ yêu sẽ có được 1.000 mảnh vỡ hồn phách, tương đương với thành quả săn mồi 10 năm của hắn. Tuy nhiên, hổ yêu lại không muốn cuộc giao dịch này. Trước giờ vẫn chưa từng có ai có thể sống sót mà rời khỏi trước mặt hắn. Cho nên, hắn lập tức lao tới, giết chết ba tên sứ giả. Tên hổ yêu này là Nhất Hổ, nữ long nhân mà thiên giới đề cập tới, không ai khác chính là Tiểu Vũ. Về phía đám người Tiểu Vũ, bây giờ đã mất đi sư phụ. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào nữa. Tiểu Vũ vẫn cố gắng nở nụ cười vui vẻ. Cô nàng nấu cho mọi người bữa cơm, sau đó động viên Bạch Lang. Dù chỉ có mấy người thì vẫn có thể. Sa Ngộ Tĩnh cho biết hắn có một cách có thể điều tra tung tích của sư phụ ở âm giới. Bọn họ sống sờ sờ tiến vào âm giới, biết đâu vẫn còn có cơ hội ra ngoài. Sa Ngộ Tĩnh lập tức muốn thử. Hắn rời đi và yêu cầu mọi người ở đây chờ đợi tin tức của mình. Chư Bát Giới cũng ngỏ ý muốn đi giúp Sa Ngộ Tĩnh, tuy nhiên hành động cùng lời nói của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Hướng đi của hắn hoàn toàn trái ngược với Sa Ngộ Tĩnh. Tiểu Vũ biết bọn họ sẽ không quay lại nữa. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều vì Đường Tam Tạng nên mới đồng hành cùng đi. Tiểu Vũ không trách bọn họ, Bạch Lang vẫn kiên quyết sẽ đồng hành cùng nàng và kiên trì tới cùng. Bát Giới vừa đi vừa tâm sự một mình, bộ dạng vô cùng hài hước. Đúng như Tiểu Vũ đã nói, gánh nặng bảo vệ Vĩnh Hằng Chi Hỏa là quá lớn. Hắn không muốn nhận nó nên chỉ đành đổ hết lên người Bạch Lang. Đi đã lâu không có gì vào bụng, hắn vừa đói vừa khát, cố gắng lết từng bước chân. Đột nhiên có một đoàn người chở lương thực đi ngang qua. Từng là hai bên sẽ bước qua đời nhau như một cơn gió, nhưng vì không chịu được cơn khát nên Chư Bát Giới đã lên tiếng trước. Bọn họ tưởng là yêu quái nên lập tức đề phòng, dù hắn đã cố gắng giải thích nhưng đám người này lại không nghe. Cô gái A Miêu trong đoàn nhìn thấy hành động của hắn không có ác ý nên đã yêu cầu mọi người dừng lại, thế là hiểu lầm được giải quyết. Được biết những người này sinh sống trong một thị trấn gần đây, tất cả mọi người trong thôn sẽ cung phụng một vị trấn yêu. Chỉ cần nộp thuế định kỳ thì trấn yêu sẽ bảo vệ mọi người. Nhưng trấn yêu của bọn họ gần đây lại có chút khác thường, thờ ơ không màng tới chuyện trong trấn nữa. Mục đích mọi người ra ngoài lần này còn muốn tìm một thủ hộ giả mới cho thị trấn. Nàng ta ngỏ ý muốn mời Bát Giới làm thủ hộ cho bọn họ. Bát Giới lập tức từ chối và nhanh chóng rời đi. Nhưng còn chưa kịp đi xa thì đoàn người đã bị Sơn Yêu tập kích. Dù không muốn ra tay nhưng sau khi nhìn thấy cô gái gặp nguy hiểm, hắn không thể không ra mặt. Chỉ với vài đường vung bổ cào, Chư Bát Giới đã đánh cho đám Sơn Yêu hoảng sợ bỏ chạy. Chư Bát Giới được mời về trấn của bọn họ. Lúc đầu tất cả người trong trấn đều tỏ ra hoảng sợ, nhưng sau khi biết hắn là ân nhân cứu mạng đám người A Miêu thì lập tức nhiệt tình. Thôn trưởng muốn chiêu đãi Chư Bát Giới thật chu đáo. Ý định của ông ta là muốn giữ hắn ở lại bảo vệ cho thị trấn. Trong thôn có khá nhiều người sinh sống,
một số nhìn thấy chữ bát giới vẫn rất dè chừng. Để được sống yên ổn thì bọn họ phải cống hiến vật phẩm cho yêu quái đại đạo theo định kỳ. Tiến vào được một lúc, chữ bát giới lập tức cảm thấy kỳ quái, cổng chính bị đóng lại, thái độ của mọi người đột nhiên niềm nở tới đáng sợ. Nửa đêm đang ngủ thì hắn đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân. Cứ nghĩ rằng người ở đây không có ý tốt, chẳng lẽ ám hồn đã ra tay tới tận đây. Thế là hắn nhanh chóng cầm bồ cào xông ra ngoài, định đập cho bọn ám toán mình một trận. Nhưng sau khi đạp cửa ra ngoài thì mới nhìn thấy tình hình không đúng lắm. Người dân trong thị trấn đang mang rất nhiều hoa quả tới đây. Thôn trưởng cho biết bọn họ mang theo lễ vật tới đây để xin hắn đồng ý trợ giúp bọn họ, trở thành trấn yêu cho bọn họ. Trấn yêu trước đó tên là Linh Thố, vốn là yêu quái rất có uy danh ở vùng gần đây. Có sự bảo vệ của Linh Thố, bọn họ luôn được an ổn, không bị sơn yêu uy hiếp. Nhưng thái độ của Linh Thố gần đây rất khác thường, không quan tâm bọn họ nữa. Bọn họ phải có trấn yêu bảo vệ thì mới có thể sống sót được, cho nên mới cầu xin chữ bát giới đồng ý với thỉnh cầu này. Chữ bát giới cực kỳ lưỡng lự, tất cả mọi người đều quỳ xuống cầu xin. Cảnh tượng này làm hắn cực kỳ phân vân. Bọn họ đã tin tưởng mình như vậy, hắn không thể phụ lòng được nên đã đồng ý làm trấn yêu và khẳng định có hắn ở đây thì sẽ đảm bảo bọn họ không bị chút tổn thương nào. Tối hôm đó, chữ bát giới bất ngờ gặp ác mộng. Đường Tam Tạng xuất hiện trong giấc mơ nhắc nhở hắn đã nghĩ kỹ chưa. Cho dù không muốn hộ tống Vĩnh Hằng Chi Hỏa nữa, vậy thì trấn yêu có phải là cuộc sống mà hắn muốn? Đã đồng ý thì phải làm được, nếu như không có quyết tâm đó thì đừng lừa gạt người khác. Ăn nói lung tung sẽ làm hại người khác, đây chính là trách nhiệm. Những lời này làm cho bát giới cực kỳ phân tâm, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì hơn ngoài việc trở thành trấn yêu nữa. Đột nhiên A Miêu đi tới đập cửa thông báo có chuyện gấp, hóa ra là trấn yêu Linh Thố đã trở lại. Thế là chữ bát giới lập tức ra ngoài đối đáp với tên kia. Biết được thị trấn đã có người mới, tên kia cực kỳ buồn bã. Hắn ta đã bảo vệ người dân trong thị trấn cả đời. Vậy mà bọn họ không hề thông báo một tiếng nào, đã đuổi mình ra ngoài. Chữ bát giới lập tức tỏ thái độ cứng rắn. Sao đây, muốn đánh nhau sao? Hắn ta vội vàng giải thích mình đến không có ác ý, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị người dân đuổi đi. Thế là Linh Thố đành phải chấp nhận bị vứt bỏ. Hắn nhắc nhở chữ bát giới rằng cho dù có nỗ lực tới đâu thì khi trấn yêu ra rồi vẫn sẽ bị bọn họ vứt bỏ thôi. Nhưng làm trấn yêu thì hắn đành phải dùng cả đời mình để thực hiện trách nhiệm. Nói xong liền mang theo đống cà rốt rời đi. Những lời này làm cho bát giới phải trầm tư suy nghĩ. Thôn trưởng thấy vậy liền nghĩ mọi biện pháp giữ chân hắn lại. Ông nghĩ ra một biện pháp, đó là sử dụng mỹ nhân kế để cho A Miêu kết thân với bát giới. Dù rất không muốn nhưng A Miêu vẫn phải cố gắng thực hiện. Với tính háo sắc của mình, hắn ta nhanh chóng bị trúng chiêu. Thế là giấc mơ về một gia đình hạnh phúc đã đập tan mọi nghi ngờ và lo lắng trước kia. Bởi vì đã có trấn yêu mới nên người dân trong thôn cũng tháo rào chắn xuống. Như vậy thương hội và mọi người xuất hành sẽ càng thêm thuận tiện. Nhưng rào chắn mới được gỡ bỏ được vài phút thì đám sơn yêu lại tìm tới cửa. Người dân hoảng loạn chạy vào trong nhà để lẩn trốn. Chữ bát giới lấy ra bồ cào đập cho cả đám sấp mặt. Nhưng vì bọn chúng quá đông, một tên cầm chân bát giới lại, những tên khác thì tranh thủ cướp bóc. Nhưng đối mặt với một đám tôm tép này, hắn chẳng mất quá nhiều sức lực. Lão đại đám sơn yêu bị ăn hành ngập mồm bỏ chạy, thế là những tên đàn em khác cũng phải chạy để giữ mạng. Được biết, tần suất sơn yêu quấy nhiễu cũng rất thường xuyên xảy ra. Vậy nhưng tổn thất hôm nay đã ít đi rất nhiều so với trước kia. Tối hôm đó, bát giới không ngủ được, trong lòng hắn vẫn rất phân vân. Một bên suy nghĩ là sống an nhàn bảo vệ người dân cả đời, một bên là đi phiêu bạt giữa trần thế. Suy nghĩ một lúc thì hắn cũng quyết định mang theo hành lý rời đi. Hắn dự định đi tìm Linh Thố để gọi tên kia trở về bảo vệ người dân. Cuối cùng cũng tìm được Linh Thố, bộ dạng hắn cực kỳ buồn bã, đống cả rốt vứt rời vãi xuống đất. Chữ bát giới đồng lòng thương xót và tỏ ý muốn hắn quay về bảo vệ người dân. Nói xong liền rời đi, nhưng đi được một đoạn thì hắn lại thấy có gì đó không đúng. Linh Thố vốn là yêu quái ăn chay, nhưng bàn nãy lại vứt cả rốt khắp nơi, như vậy chứng tỏ tên kia đã thay đổi rồi. Chữ bát giới lập tức chạy về thị trấn, nhưng vừa đến nơi thì cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Một vài cái xác đang nằm trên vũng máu, hung thủ làm chuyện này chính là Linh Thố. Hắn ta đã bị sa đọa, chuyển sang ăn thịt người. Chữ bát giới cực kỳ phẫn nộ, nhưng tên kia lại không quan tâm. Gánh vác trách nhiệm trấn yêu lại tự mình chạy trốn. Hơn nữa, chính bát giới là người đã bảo hắn ta quay về đây. Bát giới cầm bồ cào lao lên tấn công, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị môi trưởng đánh bay đi. Tên kia tiếp tục làm thịt thôn trưởng. Điều này hoàn toàn chọc giận tới bát giới. Hắn biến hình rồi xông lên đập cho tên kia một trận. Thực lực Linh Thố bây giờ đã khác xưa, hắn ta dễ dàng đánh trọng thương bát giới. Nhưng vị chủ yêu lại không phải dạng tầm thường. Trong các đối thủ mà bát giới gặp phải, tên này chẳng là gì cả. Sau khi nghiêm túc chiến đấu, Linh Thố lập tức bị đập cho sấp mặt.
Dù hung thủ đã bị tiêu diệt, nhưng Amil lại cực kỳ phẫn nộ bởi vì hắn mà bé gái nàng thừa nhất đã bị ăn thịt. Nàng dùng hơi thở cuối cùng nguyền rủa hắn cả đời không được an bình. Những người dân khác cũng phẫn nộ, họ cầm đá lên xua đuổi. Chu Bát Giới mang theo tâm trạng hối hận chạy ra ngoài, bởi chạy vừa tự trách bản thân hèn nhát, luôn kiếm cớ chạy trốn. Trước đó bỏ lại Bạch Lang và Tiểu Vũ, bây giờ bỏ lại thị trấn. Bạn ấy bị Amil nguyền rủa nên lòng bàn tay hắn xuất hiện một hình thù kỳ lạ. Trở lại với hai người Bạch Lang và Tiểu Vũ, Bạch Lang nằm mơ lại những chuyện đã xảy ra. Dục vọng muốn bảo vệ Tiểu Vũ làm cho hắn càng thêm áp lực. Sau khi tỉnh dậy lại không nhìn thấy Tiểu Vũ ở đâu, tưởng là nàng ta đã bị yêu quái mang đi. Bạch Lang cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng bởi vì không có thực lực nên mới để cho kết quả ngày hôm nay. Bạch Lang trở nên mất lý trí, chỉ cần mạnh lên là sẽ có thể bảo vệ Tiểu Vũ. Thế là cậu muốn bất chấp mọi giá để mạnh lên. Vì điều này mà lực lượng ám hồn đã có cơ hội xâm nhập vào cơ thể Bạch Lang. Cũng may những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cậu được Tiểu Vũ gọi tỉnh dậy kịp thời nên chưa hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Thấy bàn tay và một phần cơ thể đã bị biến đổi, Bạch Lang cực kỳ hoảng hốt. Nhờ có sự an ủi của Tiểu Vũ nên cậu ta đã lấy lại được lý trí. Ngay sau đó, tên hổ yêu nhất hổ cũng tìm tới nơi. Hắn tuyên bố nơi này là địa bàn đi săn của mình. Người tiến vào đều sẽ bị làm thịt. Quy tắc của xâm lâm là mạnh được yếu thua. Thế là hắn lập tức lao lên. Bạch Lang còn chưa kịp làm chuyện gì thì đã bị đánh bay đi. Nhìn thấy Tiểu Vũ sắp bị làm thịt, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi xông lên ngăn cản nhất hổ. Hai người tấn công kịch liệt. Mỗi một chiêu thức của nhất hổ đều cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Lang liên tục ăn đòn. Bởi vì hồn phách thuần khiết của Long Nhân và ám hồn không thể cùng tồn tại nên Bạch Lang không thể sử dụng được Long Hồn để chiến đấu. Dù đã rất cố gắng nhưng sức chiến đấu của tên kia quá mạnh, Bạch Lang liên tục bị đánh lui về sau. Cậu cảm thấy tên này rất quen thuộc, hai bên cứ liên tục ăn miếng trả miếng. Bạch Lang bị lép vế hoàn toàn, những đòn đánh khiến cậu nhớ lại, hóa ra năm đó Bạch Lang và Nhất Hổ đã từng chạm trán nhau. Lúc đó Nhất Hổ đã giết chết một cô bé tên là Thành Nhi, thời gian đã trôi qua 16 năm rồi. Hắn và Nhất Hổ đều tu thành hình người, bây giờ lại có cơ hội gặp lại nhau. Tên kia định ra đòn kết liễu Bạch Lang thì bất ngờ bị nhiều rễ cây khống chế, người làm điều này là thổ địa. Hồn phách của thổ địa này lại chính là Thành Nhi. Năm đó cậu cứu cô bé, bây giờ cô bé muốn báo đáp ân tình này. Nhưng hai người chưa kịp trò chuyện được vài lời thì Nhất Hổ đã phản công thoát ra, sau đó tung một đấm vỡ luôn đầu thổ địa, hồn phách của Thành Nhi cũng bị tiêu diệt. Điều này làm cho Bạch Lang cực kỳ phẫn nộ, cậu xông lên tặng cho hắn ta một chảo vào người khiến hắn nằm đau đớn. Bạch Lang bộc phát lực lượng, sức mạnh Long Hồn hoàn toàn được thức tỉnh, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Bây giờ chiêu thức của cậu đều vô cùng sắc bén. Nếu chẳng may bị chém trúng thì cơ thể chắc chắn sẽ bị chia ra thành nhiều phần. Nhất Hổ bị ăn hành ngập mồm, hắn nhanh trí chọn cách bỏ chạy để giữ mạng. Do cơ thể bị thương quá nặng, Nhất Hổ nhanh chóng ngã xuống. Đột nhiên có mấy con giun yêu khổng lồ nhô lên từ dưới mặt đất. Bọn họ định làm thịt Nhất Hổ, nhưng hắn ta vẫn chưa chết. Hắn lập tức vùng dậy giết chết đám yêu quái này, sau đó ăn thịt bọn chúng. Sau khi ăn no bụng, thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn, thực lực cũng đã mạnh hơn trước. Bạch Lang dù có chạy thì cũng không thoát được sự truy sát của tên này. Cậu và hắn đã có thù hận nên nhất định phải có một kết thúc. Đúng như những gì đã dự đoán, Nhất Hổ rất nhanh đã đuổi tới. Bạch Lang lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tốc độ của tên này quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm vào mặt. Hắn ta lớn tiếng tuyên bố đây chính là ăn miếng trả miếng. Bạch Lang không chịu thua, cậu bộc phát sức mạnh rồi xông lên đánh cận chiến. Tuy nhiên, sức mạnh của Nhất Hổ bây giờ đã khác xưa, hắn dễ dàng bón hành cho Bạch Lang. Hết so đầu mỏng vuốt, hai người lại so xem đầu ai cứng hơn. Bạch Lang bị hắn đập đầu bay ra xa nằm ngã ngửa. Hắn chậm rãi tiến lại gần giải thích nguyên nhân hắn trở nên mạnh hơn, đó là sức mạnh ám hồn đến từ giết chóc. Giết van thịt càng nhiều thì sức mạnh càng mạnh. Sau khi ăn thịt hai người này thì hắn ta lại càng mạnh hơn nữa. Nhân cơ hội tên này đang đắc ý, Tiểu Vũ đã cầm cục gậy to chà bá đập cho hắn sấp mặt. Hắn tức giận mắng chửi, lời xúc phạm khiến Tiểu Vũ tức giận. Thế là cô nàng cầm gậy đập cho Nhất Hổ sấp mặt. Bình thường mạnh mẽ vô cùng nhưng bây giờ hắn lại yếu đuối đến khó tin. Nguyên nhân là vĩnh hằng chi hỏa có thể áp chế sức mạnh của ám hồn. Cơ thể Nhất Hổ giống như bị tê liệt. Thế là hắn nhanh chóng bị Bạch Lang bón hành cho ngập mồm. Cảm thấy lần này khó giải quyết rồi, Nhất Hổ đành phải chuyển sang kế đánh hội đồng. Hắn gọi ra đám yêu quái, bọn họ là huyễn trùng dưới mặt đất, bộ dạng con giun siêu to khổng lồ, chuyên ăn thức ăn thối rữa. Bọn họ đã bị mùi máu thu hút tới đây. Bạch Lang và Tiểu Vũ nhanh chóng bị bao vây. Trong lúc hai người đang chật vật ngăn cản bọn chúng thì Nhất Hổ đã thừa cơ hội lèn vào trong sương mù, định thừa cơ hội đánh lén.
Nhờ vào thính giác mạnh mẽ của mình, Bạch Lang dễ dàng phát hiện ra vị trí của tên kia. Cậu đuổi theo hắn ta, nhưng hành động này vô tình đẩy Tiểu Vũ vào nguy hiểm. Không có người bảo vệ, Tiểu Vũ nhanh chóng bị Nguyễn Trung Yêu bắt được. Bạch Lang quay lại định giải cứu nhưng sương mù lại quá dày đặc, không thể nhìn rõ xung quanh. Đến khi nhìn thấy thì lại bị Nhất Hồ ngăn cản. Tiểu Vũ gần như bị nuốt chửng. Rất nhanh sau đó, cô nàng sẽ biến thành món thịt tươi sống. Đám Trung Yêu vui mừng cười lớn, bọn họ định trở lại mặt đất, nhưng Nhất Hồ đã ngăn cản, kéo đứt một cái xúc tu. Tiểu Vũ là con mồi, nên hắn sẽ không thể để cho đứa nào cướp con mồi của mình đi cả. Nàng ta may mắn thoát được ra ngoài, đám yêu quái thấy vậy lập tức tháo chạy. Nhất Hồ tiến lại gần chuẩn bị định làm thịt cô nàng, hành động này làm cho cô sợ chết khiếp. Đúng lúc Nhất Hồ vung móng vuốt tấn công, thì Bạch Lang đã xông tới dùng thân mình đỡ đòn cho Tiểu Vũ. Dù bị ăn trọn môi chảo vào người, nhưng cậu vẫn không ngã xuống, thậm chí còn đứng hiên ngang như chưa có gì xảy ra. Điều này làm cho Nhất Hồ cũng giật mình. Hắn ta phẫn nộ vì cậu 5 lần 7 lượt ngăn cản. Hắn liên tục tấn công nhưng Bạch Lang vẫn cố chấp đứng lên. Sau đó cậu cũng phản công đập cho Nhất Hồ sấp mặt. Ý chí bảo vệ Tiểu Vũ đã giúp Bạch Lang sa đọa vào ám hồn, thực lực tăng vọt. Đúng lúc cậu định làm thịt Nhất Hồ thì Tiểu Vũ đã lên tiếng trấn an. Giọng nói của nàng ta giống như là liều thuốc chữa bệnh, thêm lời dặn dò của sư phụ và thú đại nhân. Chính nghĩa trong lòng Bạch Lang đã giành được chiến thắng, sức mạnh ám hồn trong người bị áp chế. Điều này làm cho Nhất Hồ cũng cảm thấy kinh ngạc. Việc khống chế ám hồn là điều trước nay chưa từng có. Cơ thể hắn đã bị thương quá nặng, chỉ có thể nằm một chỗ than trách bản thân. Tiểu Vũ không muốn nhìn thấy Nhất Hồ chết, thế là cô nàng quyết định cho hắn ta uống máu của mình để cứu hắn. Nàng cảm thấy giữa hắn, Bạch Lang và mình có liên kết nào đó, vậy nên nàng quyết định cứu mạng hắn. Đến khi trời sáng, Nhất Hồ cũng tỉnh lại, toàn thân đã bị dây thừng trói chặt. Thấy mình vẫn còn sống nên hắn ta cũng bất ngờ, dù là vậy thì hắn vẫn không cảm kích ơn cứu mạng của Tiểu Vũ, thậm chí còn cho rằng chỉ cần mình không chết thì sẽ có ngày ăn sạch nàng. Tiểu Vũ lại không hề tức giận, cô bắt đầu khuyên giải hắn làm người tốt. Nhất Hồ muốn cãi lời nhưng lại bị khí tức của nàng ta áp chế. Trước mắt, hắn đã không còn lựa chọn khác rồi, bây giờ cứ đồng ý với yêu cầu trước đã, sau này sẽ tìm cơ hội trốn đi. Thế là Nhất Hồ lập tức cúi đầu nhận lỗi. Cô nàng yêu cầu hắn cùng Bạch Lang bảo vệ mình, vượt qua yêu quái đại đảo. Sợ hắn ta chạy trốn nên dọc đường đi vẫn một mực bị trói lại. Đi một hồi lâu cũng sắp ra khỏi khu rừng rậm. Phía trước mặt là cổ thành. Chuyển cảnh về hai người Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết. Bọn họ đang ở dưới đáy vực sâu. Đường Tam Tạng thì vẫn tỉnh táo, còn Ngao Tuyết thì đã bất tỉnh. Hai người bị cuốn vào một dòng sống cát, sau đó thì lại rơi xuống bên dưới. Phía dưới chính là âm giới. Khung cảnh nơi đây vô cùng âm u. Người vừa mới tiến vào đều có ba ngọn lửa gọi là tam muội chân hỏa. Một khi cháy hết thì sẽ bị mục nát tha hóa. Một cô gái dẫn đường đi tới nói chuyện. Cô ta chính là vong linh dẫn đường của âm giới. Cô cho biết Đường Tam Tạng bây giờ chính là vong linh. Đường Tam Tạng hoàn toàn không tin là mình đã chết. Thử đánh một cái vào mặt liền cảm thấy đau đớn. Đúng với cảm giác ở nhân gian nên ông càng tin mình vẫn còn sống. Nhưng cô ta lại cho biết vong hồn cũng có trí giác, cho nên việc ông cảm giác được đau đớn cũng là điều hiển nhiên. Càng trùng hợp hơn là cô gái này cũng là người nằm đó đã dẫn đường cho Tôn Ngộ Không. Trước mặt ông là cầu Di Vong, bước lên cầu cũng là lúc phải buông xuống tưởng niệm và chấp nhất để đầu thai sống một cuộc sống khác. Như vậy Đường Tam Tạng sẽ phải từ bỏ việc hộ tống vĩnh hằng chi hỏa. Ông chỉ cảm thấy tình huống mình rơi vào âm giới rất đặc thù, trực giác lại mách bảo rằng không thể từ bỏ ở đây. Mặc kệ lời khuyên của nàng ta, Đường Tam Tạng chỉ cảm ơn nàng ta đã nhắc nhở, sau đó kéo theo Ngao Tuyết đi nơi khác. Nhưng đi một hồi lâu, Đường Tam Tạng vẫn quay lại chỗ cũ, đó là trước cây cầu. Sau khi chữa thương cho Ngao Tuyết, ông bất ngờ bị vô số vong linh mục nát bao vây. Bọn họ muốn cướp chân hòa trên người Đường Tam Tạng. Ông chỉ cần tung vài cú đấm đã đánh cho cả đám sấp mặt. Vì tiêu hao thể lực quá mức nên một đống lửa đã bị tắt, mà đám vong linh kia lại bất ngờ sống lại. Đường Tam Tạng chỉ còn cách là kéo theo Ngao Tuyết bỏ chạy. Ông cứ như vậy mang theo người đồ đệ đi rất lâu. Nơi này không có thời gian nên chẳng biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm. Ông cứ như vậy đi cho tới khi sắp cạn kiệt sức lực, phải ngồi xuống tịnh hóa khí tức mục nát. Sau bấy nhiêu thời gian bất tỉnh thì Ngao Tuyết cũng tỉnh lại. Hắn cực kỳ bất ngờ vì cánh tay trái của mình đã biến mất do bị cổ long chặt đứt. Thế là hắn ta cảm thấy thất vọng vô cùng, tự cho mình là phế nhân. Còn trách tại sao ông lại cứu mạng mà không để cho hắn chết quách đi cho xong. Sau khi nhận ra mình đang ở âm giới thì Ngao Tuyết lại phấn khích. Đường Tam Tạng đành phải tặng cho hắn một đấm để hắn bớt kêu ca lại. Ông khuyên hắn nên tin tưởng vào chính mình, chỉ có kiên trì tới cùng mới có tư cách nhận thua.
Lúc này đám vong linh mục nát đã đuổi tới, Đường Tam Tạng đành phải đấm cho mấy tên kia sấp mặt. Điều kỳ lạ là Ngao Tuyết hoàn toàn không nhìn thấy gì. Hắn chỉ thấy miệng của ông lẩm bẩm, tay chân thì đấm vào không khí mà thôi, chẳng có vong linh gì ở đây cả. Đường Tam Tạng nghe vậy liền nhận ra tâm trí của mình đã mất khống chế, bản thân đang bị hủ hóa, nhất định phải duy trì sự tỉnh táo. Nghĩ là như vậy, nhưng chỉ vài giây phút sau, tâm trí ông lại rối loạn. Ông bất ngờ nhìn thấy Ngao Tuyết đã biến thành vong linh, thế là Đường Tam Tạng lập tức xông tới tấn công Ngao Tuyết. Ngao Tuyết cực kỳ tức giận, vốn định đánh lại sư phụ nhưng do thực lực không bằng nên không thể làm gì được. Điều duy nhất hắn có thể làm là chịu đòn mà thôi. Cũng may Đường Tam Tạng kịp thời tỉnh táo. Đến đây thì ông cũng đã không còn niềm tin nữa. Điều này làm cho Ngao Tuyết càng thêm bực. Mới bản nãy còn nói là vùng vẫy tới cuối cùng, bây giờ lại buông bỏ và chấp nhận cái chết. Bản nãy khăng khăng muốn cứu hắn, bây giờ lại bảo hắn đi. Ngao Tuyết cực kỳ bức xúc. Đột nhiên ông nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh, tưởng là mình đang gặp ảo cảnh. Nhưng không, thực sự là Sa Ngộ Tĩnh đã xuống âm giới, hắn còn mang theo một cái vạc. Lực lượng bên trong vạc có thể xua đi khí tức mục nát. Đường Tam Tạng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trước đó, Sa Ngộ Tĩnh đã dùng bí pháp đi xuống âm giới để gặp mặt âm giới vương. Vốn dĩ hắn và âm giới vương là chỗ quen biết. Vậy nên hắn ngỏ ý muốn mượn cái vạc âm thế đồng bàn. Âm giới vương không cho, thế là hai bên đã xảy ra cuộc đại chiến. Sa Ngộ Tĩnh lợi dụng hình nộm cát đánh lừa được âm giới vương và trộm đi cái vạc, đồng thời cũng cứu được cô bạn thân của hắn. Nhờ vào âm thế đồng bàn nên tìm được vị trí của Đường Tam Tạng, cũng may là đến kịp lúc. Âm giới vương nhanh chóng đuổi tới. Bộ dạng ông ta cực kỳ tức giận, sát khí nổi lên đùng đùng. Mực độ sát khí quá mạnh, Đường Tam Tạng biết bọn họ đã không thể nói chuyện được nữa, họ chỉ còn cách ngăn cản âm giới vương. Nhằm tranh thủ thời gian để Sa Ngộ Tĩnh bày trận pháp, mở ra thông đạo rời khỏi đây. Đối mặt với âm giới vương cùng đám đàn em đông đảo, Ngao Tuyết và Đường Tam Tạng nhanh chóng bị yếu thế và bị khống chế. Cũng may Sa Ngộ Tĩnh kịp hoàn thành trận pháp, đưa mọi người thoát khỏi âm giới để trở lại nhân gian. Tuy Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết đã sống lại, nhưng bọn họ bây giờ lại đang ở dưới vực sâu vô tận, muốn thoát ra ngoài phải trèo lên trên. Đã vậy, Ngao Tuyết còn cố tình giả vờ ngất xỉu để cho Đường Tam Tạng cõng theo mình lên trên. Xung quanh vách núi có rất nhiều yêu quái đang ẩn thần, buộc ông phải cực kỳ cẩn thận không phát ra tiếng ồn. Sau nhiều giờ leo trèo thì ông cũng trèo được lên đỉnh núi. Trong lúc này, hai người Tiểu Vũ vừa mới đi tới trước cổ thành thì gặp phải bọn Thạch Bình phục kích. Bọn hắn người được mùi ám hồn trên người Bạch Lang. Chức trách của Thạch Bình là đóng giữ cổ thành, không tha cho bất kỳ ám hồn nào. Bạch Lang còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thạch Bình khống chế, sau đó nhốt ba người vào trong một cái lò thiêu, châm lửa định thiêu sống ba người. Trước tình thế nguy cấp, may mắn có một tiểu Thạch Bình đã cứu ba người ra ngoài. Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, bọn họ sẽ bị thiêu sống rồi. Tiểu Thạch Bình đưa bọn họ ra ngoài có số thứ tự là 996. Lão đại của bọn chúng tức giận, dưới lời thách thức của Tiểu Vũ, bọn họ đồng loạt phóng mũi lao về phía Tiểu Vũ. Ngăn cản xong mưa lao thì bọn chúng đã xông lên trên bao vây. Đám người Tiểu Vũ bỏ chạy nhưng chạy đâu cho tắt nắng, con đường phía trước đã bị chặn lại. Nhìn thấy hai người gặp khó khăn, Nhất Hồ đành phải đưa ra quyết định. Vì uống máu của Tiểu Vũ nên hắn cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Hai luồng sức mạnh thiện và ác trong người xung đột. Cuối cùng, hắn vẫn chọn cách cứu mạng Tiểu Vũ. Hắn xông lên dùng móng vuốt sắc bén tiêu diệt một tên Thạch Bình. Từng là đám này bất tử nhưng ai ngờ cũng bị giết chết như bình thường. Sau khi tiêu diệt thêm vài tên ngáng đường, bọn họ cũng có cơ hội bỏ chạy. Lão đại thấy vậy lập tức chạy tới chặn đường. Cơ thể hắn giống như quả bóng, liên tục lăn xung quanh ba người. Nếu không may bị đụng chúng thì sẽ bị đè bẹp. Tên lão đại này chính là Thạch Bình đầu tiên và cũng là kẻ đã xây nên cổ thành, nên hắn tự nhận mình rất vĩ đại. Hắn bất ngờ tấn công từ trên cao xuống, ba người tránh né rồi nhân cơ hội chạy vào rừng nhưng không thể chạy thoát. Bạch Lang liều mạng giải cứu Tiểu Vũ nên bị dính trưởng. Chưa kịp để cậu kịp đứng dậy thì tên kia đã lao từ trên xuống dưới, đâm thẳng vào người Bạch Lang, khiến cậu gãy nhiều khúc xương. Giải quyết xong một người, hắn ta tiếp tục xông về phía Tiểu Vũ. Nhất Hồ lao ra ngăn cản, hai bên giằng co kịch liệt. Bạch Lang dù bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn có thể đứng dậy. Dưới sự hợp lực, hai người đã ném hắn ta trở lại cổ thành, thế là kiếp nạn tạm thời vượt qua. Bọn họ bây giờ lại quay trở về khu rừng rậm ban đầu. Đám kia chỉ hoạt động xung quanh cổ thành nên sẽ không đuổi tới đây. Tưởng là sẽ được an toàn nhưng ai ngờ tên kia thực sự đã đuổi tới. Vì dục vọng muốn báo thù nên đã biến thành ám hồn. Nhất Hồ không may bị đánh trọng thương, thực lực hắn ta bây giờ đã mạnh hơn xưa. Tiểu Thạch Bình lao lên tấn công. Đáng tiếc còn chưa kịp làm gì thì đã bị nuốt vào bụng. Tiểu Vũ và Bạch Lang cũng nhanh chóng bị bao vây. Đúng lúc hắn định làm thịt hai người thì Đường Tam Tạng đã xuất hiện. Ông bắt đầu niệm chú ép lực lượng ám hồn ra ngoài cơ thể hắn.
Hắn ta vẫn cố chấp không chịu quay đầu, thế là Đường Tam Tạng đành phải tiêu diệt mối nguy hại. Cánh tay ông bộc phát lực lượng rồi đánh một trường cực mạnh xuống đầu tên kia. Lúc sắp chết, hắn mới nhận ra mình đã đi sai đường, bây giờ có hối hận thì đã muộn rồi. Cơ thể tên kia nhanh chóng biến thành đống đá vụn. Tiểu Vũ và Bạch Lang rất vui mừng vì đại pháp sư đã trở lại. Đường Tam Tạng tiến lại hóa giải lực lượng ám hồn trên người Bạch Lang. Mọi người quay lại cổ thành để nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Nhất Hổ cũng tỉnh lại. Tất cả đều là do Đường Tam Tạng chữa trị. Bởi vì bị thương quá nặng nên Nhất Hổ không thể vận động. Đường Tam Tạng vẫn cực kỳ cảnh giác với tên này. Dù sao hắn ta cũng là ám hồn, giữ lại bên cạnh là rất nguy hiểm. Chỉ khi hắn hoàn toàn ngộ ra sự thật thì mới quay đầu được. Tiểu Vũ thì lại tin tưởng Nhất Hổ sẽ quay đầu trở thành người tốt. Nếu như nàng đã có lựa chọn thì ông cũng không nói nhiều nữa, chỉ mong rằng lựa chọn của nàng là đúng. Bạch Lang ra ngoài tìm củi đốt, ai ngờ trên đường lại gặp đám sơn yêu. Thực lực những tên này không tầm thường, Bạch Lang phải chật vật chống đỡ. Cậu càng vận động thì lực lượng ám hồn trong cơ thể lại bắt đầu phát tác. Tương lai chỉ có 2 tên, nhưng ai ngờ xung quanh có tận mấy chục sơn yêu. Đánh đấm bình thường không phải là cách. Thế là Bạch Lang gọi ra lực lượng long hồn của thú đại nhân trợ giúp. Chứng kiến uy lực này, đám sơn yêu mới chịu bỏ đi. Bạch Lang định dung hợp lực lượng long hồn và lực lượng lang hồn lại với nhau. Lực lượng liều lĩnh này làm cho cơ thể bị cắn trả, suýt chút nữa là biến thành ám hồn. Cũng may sự kiên quyết trong lòng đã giúp cậu tỉnh táo lại. Sau đó thành công dung hợp hai loại sức mạnh rồng và sói lại với nhau. Đột nhiên cậu cảm thấy có động tĩnh xung quanh, nhìn bộ dáng liền biết người này chính là Trư Bát Giới. Bạch Lang vội vàng đuổi theo nhưng Trư Bát Giới cảm thấy hổ thẹn nên đã không chịu ra mặt. Tại thiên giới, chuyện Tam Tôn đồng thời thức tỉnh sẽ khiến thế cục lâm vào tình trạng kiềm chế lẫn nhau. Nguyên Thủy Ngọc Tôn không thể làm gì được. Ám Ảnh Thiên Đế đã nhanh trí phái người đi tiêu diệt đám người Đường Tam Tạng để cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Hai tên được cử đi nhanh chóng tìm tới chỗ Đường Tam Tạng. Khí tức trên người bọn họ rất mạnh, không phải hạng tép diêu. Lão già đầu chọc tự giới thiệu mình là Ám Ảnh Thần Thiên Mãn Tình, muốn mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Lão bộc lộ rõ ý đồ muốn đưa Vĩnh Hằng Chi Hỏa trở về Ám Ảnh Thiên Giới. Đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng đắc thủ. Nếu như đã không chung đường, vậy chỉ còn cách tiêu diệt lẫn nhau mà thôi. Tên băng bó khắp người chủ động tấn công Đường Tam Tạng. Mỗi một cú đấm của hắn vô cùng mạnh mẽ. Đường Tam Tạng thừa nhận lực chiến của kẻ này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Sa Ngộ Tĩnh lao tới chém vào người hắn, nhưng cơ thể tên này lại giống như sắt thép. Hắn tự khoe loại công kích của Ngộ Tĩnh hoàn toàn không có cửa đả thương hắn được. Tên này không những có lực công kích mạnh mà cơ thể cũng cứng rắn, đao kiếm không thể làm bị thương. Sa Ngộ Tĩnh triệu hồi ra một cơn bão cát xung quanh hắn nhằm che tầm nhìn, sau đó liên tục ra đòn bất ngờ nhưng cũng chỉ làm khó được tên này một chút. Hắn nhảy lên cao rồi lao xuống đè bẹp Ngộ Tĩnh. Cũng may là Sa Ngộ Tĩnh không dễ dàng chết như vậy. Đường Tam Tạng nhanh chóng xông lên, hai thầy trò cùng nhau liên thủ tấn công. Dù phải lấy một địch hai nhưng tên này vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đánh cho cả hai sấp mặt. Bây giờ đã không có ai cản đường mình nữa, hắn ta lao nhanh về phía Tiểu Vũ. Đúng lúc này Bạch Lang cũng kịp về tới, cậu triệu hồi long hồn ngăn cản, sau đó xông lên đánh tay đôi với tên ám hồn. Lực lượng tên kia mạnh mẽ, còn Bạch Lang thì linh hoạt, thân thể lại chịu đòn cực kỳ dai, bị cậu ép cho quay như chòng chóng. Hắn ta cực kỳ tức giận. Sau khi sử dụng lực lượng sức mạnh ám hồn, hắn ta liền dễ dàng bón hành ngược lại Bạch Lang. Bạch Lang nhận ra chiêu thức tên này rất quen thuộc, hóa ra tên này từng là kim cang của thiên giới. Năm đó bị Bạch Lang dùng long hồn thiêu đốt và bị chôn vùi trong đám lửa. Bạch Lang chủ động cúi đầu xin lỗi vì đã làm cho hắn chịu khổ cực. Hành động này làm cho Nhất Hổ cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ là Bạch Lang bị đánh cho ngu người rồi? Tên kim cang thì càng tức giận, muốn xin lỗi thì xuống địa ngục mà nói lời xin lỗi. Hắn muốn trả lại nỗi đau đớn này gấp bội. Nhìn thấy Bạch Lang liên tục bị ăn hành, Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh cũng cảm thấy không ổn. Thực lực tên kia đã mạnh hơn rất nhiều, khó đối phó rồi. Lão già còn lại cũng bắt đầu đọc chú ngữ triều hoán ra rất nhiều võ sĩ vong linh. Thực lực đám võ sĩ vong linh này cũng không tầm thường. Hơn nữa, số lượng lại quá đông, Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh liên tục giết chết bọn chúng. Tuy nhiên, đám vong linh này cứ chết rồi lại hồi sinh. Chẳng mấy chốc, hai thầy trò đã bị bao vây. Bọn họ phải thừa thế xông ra ngoài, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng vây. Đột nhiên, tốc độ đám vong linh tăng lên, Đường Tam Tạng không may bị đánh trọng thương. Sa Ngộ Tĩnh phải lao tới ngăn cản bọn chúng. Trong lúc hai thầy trò đang bị bao vây, thì vài tên vong linh đã tiến về phía Tiểu Vũ. Ngao Tuyết phải xông ra đánh địch. Vì mất đi một cánh tay nên hắn ta không thể phát huy hết sức mạnh. Đã vậy hắn ta vừa giết được một vài tên thì bỏ người để chạy giữ mạng. Cũng may Đường Tam Tạng kịp thời phá vòng vây để lao tới giải cứu Tiểu Vũ.
Lão xám hồn thấy vậy lại tiếp tục triệu hoán ra thêm rất nhiều vong linh. Đường Tam Tạng chật vật cầm cự, nhưng vì kẻ địch quá đông, trong phút lơ là lại bị chém vào tay. Ông biết cách duy nhất để phá giải thế cục hiện tại là giải quyết người thi chú. Bạch Lang dù bị ăn hành ngập mồm nhưng vẫn không nằm xuống. Cậu bạo phát long hồn của thú đại nhân định thiêu đốt cho tên này thành tro, nhưng kết quả lại không khả quan. Cơ thể hắn giống như miễn nhiễm hoàn toàn với hỏa diễm. Làm ám hồn, hắn có được sức mạnh trước này chưa từng có. Hắn chỉ cần bạo phát lực lượng đã hóa giải hỏa long hồn, sau đó xông tới túm cổ Bạch Lang. Bạch Lang bây giờ giống như một cục thịt, tùy ý bị hắn đánh đập mà không còn sức phản kháng. Đúng lúc tên này ra đòn kê liễu Bạch Lang thì chữ bát giới đã xuất hiện ngăn cản. Bát giới tung bồ cầu đánh trả ngược lại. Sự xuất hiện của bát giới làm cho mọi người vui mừng, còn Ngào Tuyết thì lại tỏ vẻ tức giận vì hắn đi ra ngoài trăng hoa, đến bây giờ mới chịu trở về. Bát giới tỏ vẻ hổ thẹn, hắn liền tiếng xin lỗi, cho dù trở về thì e rằng không thể tiếp tục đi cùng mọi người nữa. Hắn giống như người sắp chết rồi. Nói xong liền cởi bỏ mũ đội trên đầu, để lộ ra đôi mắt đã bị khâu lại. Nguyên nhân bị như vậy chính là chúng phải chú ấn của Ám Miêu. Trước khi chết thì chữ bát giới vẫn muốn đập cho ám ảnh thiên thần một trận. Thế là hắn cầm theo bồ cao lao lên, tên kia dễ dàng ngăn cản lại. Hắn ta còn tưởng là nhân vật nào ghê gớm, nhưng thực lực cũng chỉ có vậy. Hắn liên tục đấm vào mặt bát giới, tưởng như thế là đã giải quyết được chữ yêu, nhưng không. Chữ bát giới nhanh chóng đứng dậy khiêu khích hắn cho ăn cơm hay sao? Để lão sư dạy dỗ hắn cách đánh nhau này, chữ bát giới nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu đại tập khí. Đại tập khí là chiêu thức biến hình của bát giới, uy lực vô cùng mạnh, nhược điểm là phải có rừng cây, nếu ở trên sa mạc thì không thể thi triển. Lực lượng tập khí của bát giới mạnh hơn trước kia rất nhiều, tên ám ảnh thiên thần cũng nhận ra mức độ tập khí này tuyệt đối không phải là yêu quái bình thường. Ngay cả Đường Tam Tạng cũng bất ngờ, thái độ tác chiến tích cực như vậy hiếm thấy vô cùng. Chữ bát giới nhanh chóng lao lên, ám ảnh thiên thần buộc phải tung ra tuyệt chiêu, phóng ra rất nhiều công kích. Bát giới ngăn cản toàn bộ, ném thẳng bồ cào thẳng vào mặt hắn ta, sau đó xông lên đánh cận chiến. Tên kia vừa mới tuyên bố không ai có sức mạnh hơn mình thì đã bị bát giới tặng cho một đấm vào mặt. Về phần những người khác, bọn họ vẫn đang phải chật vật đấu với đám vong linh. Bạch Lang triệu hoán ra long hồn quét sạch một nửa phe địch. Bát giới cũng liên tục chèn ép đối thủ. Một bên là lực lượng tuyệt đối, bên còn lại là nhục thể cường hãn. Nhưng dưới những đòn đánh của Chu Yêu, hắn ta đã trọng thương. Nhận ra tình thế đang chuyển biến xấu, lão già đầu chọc lại thi triển thêm chú ngữ nhằm bắt giữ Tiểu Vũ nhanh hơn. Bạch Lang được giao nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Vũ, còn Đường Tam Tạng và Ngộ Tĩnh thì cùng nhau xông lên. Mục tiêu của hai người là lão già đang thi triển chú ngữ. Sao Ngộ Tĩnh thi triển một trận gió cát tiêu diệt hết đám vong linh trước mặt. Đường Tam Tạng nhân cơ hội này lao tới chỗ Thiên Mãn Tình, nhưng đối phương đã có chuẩn bị trước. Đám vong linh phía sau lão lập tức dương cung. Đường Tam Tạng đang trên đường lao tới thì đã trúng tên. Điều này làm cho lão cực kỳ vui mừng, nhưng niềm vui chưa kéo dài được quá lâu thì đã bị dập tắt. Hóa ra thân ảnh bị trúng tên lại là hình nộm cát của Ngộ Tĩnh. Hiển nhiên là ý đồ canh phòng của Thiên Mãn Tinh đã bị ông nhìn thấu. Đường Tam Tạng nhanh chóng đập cho lão ta sấp mặt và phá hủy luôn quyển sách ghi chép chú ngữ. Về phía bát giới, dù tên ám ảnh thiên thần đã rất cố gắng, nhưng đối mặt với chư yêu quá mạnh mẽ thì vẫn không có cửa. Lần này cũng may là có bát giới trở về kịp thời, tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Không khí xung quanh đột nhiên sao động, khí lạnh ập tới, cảm giác vô cùng khó chịu. Bọn họ lập tức nhận ra người tới là cường địch mạnh mẽ. Quả đúng là như vậy, Tăng Thiên Trưởng đích thân tới đây giải quyết các thầy trò. Ngạo Tuyết vô cùng lo lắng, tên này so với 2 năm trước vốn không phải là cùng cấp bậc. Tăng Trưởng Thiên Vương lập tức mở ra hộp chứa pháp bảo và lấy ra một cái lệnh bài, coi như đây là món quà gặp mặt. Năng lực của Tăng Trưởng Thiên Vương chủ yếu là những món pháp bảo. Nhờ vào nó, lão có thể triệu hoán ra rất nhiều bảo vật mà mình đã thu thập. Món đầu tiên lão sử dụng có tên Sâm La Bảo Kính. Ánh sáng từ chiếc kính phát ra vô cùng chói mắt. Lực lượng ánh sáng hút các thầy trò vào thế giới bên trong chiếc kính, giam giữ bọn họ ở đây. Đường Tam Tạng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Tiểu Vũ không bị hút vào trong, nhìn xung quanh không thấy người của mình ở đâu, cô nàng vô cùng hoảng hốt. Tăng Trưởng Thiên Vương vô cùng đắc ý. Chỉ khi lão rút lại pháp thuật hoặc là phá vỡ từ bên ngoài thì đám người Đường Tam Tạng mới thoát ra được. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các thầy trò Đường Tam Tạng sẽ không thể dùng vũ lực phá hủy tấm kính được. Không có người ngăn cản thì bắt giữ Tiểu Vũ đã dễ như bàn tay rồi. Nhưng điều lão ta đã bỏ sót đó là chữ bát giới. Vì mắt đã bị chột nên chữ bát giới đã không bị cuốn vào thế giới trong tấm gương. Hắn ta bây giờ chính là hy vọng duy nhất của mọi người. Tăng Thiên Trưởng rất khinh thường bát giới, chủ yêu như hắn há có thể so sánh được với thực lực của ám ảnh thần.
lão lại ném ra một tấm lệnh bài triệu hoán một con bạch tuộc khổng lồ. Xem bộ dạng thì bát giới bây giờ chính là người khổng lồ xanh, còn bên kia là quái thú khổng lồ. Chú bát giới cầm theo bồ cáo lao lên, thành công bổ một cú vào đầu con mực, nhưng lớp da của nó lại quá cứng, bồ cáo không thể làm gì được. Nó vùng xúc tu đánh bay chú bát giới, những cái xúc tu khác thì nhanh chóng vươn ra cuốn chặt lấy người hắn. Chú bát giới cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài. Điều này làm cho đám người đường Tam Tạng lại thêm lo lắng. Bọn họ bây giờ chỉ có thể ở đây chờ chết mà thôi. Nhưng không để cho bọn họ chờ đợi thì xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh cổng. Từ trong cánh cổng chui ra đám yêu quái vực sâu. Bạch Lang suýt chút nữa bị ăn thịt, các thầy trò phản công kịch liệt. Bạch Lang tránh trốn vào phía sau tảng đá, tưởng thế là an toàn. Nhưng không, vài tên yêu quái đã lẻn ra phía sau. May có sự nhắc nhở của Nhất Hổ, nếu không Bạch Lang đã trở thành món thịt nướng rồi. Đám yêu quái càng bị tiêu diệt thì càng xuất hiện nhiều hơn. Bạch Lang định sử dụng hỏa long hồn nhưng không được. Hóa ra nơi này không thể thi triển bất cứ pháp thuật nào. Bọn họ chỉ có thể chống lại bằng võ lực mà thôi. Càng đánh thì bọn họ càng đuối sức. Còn yêu quái thì càng lúc càng đông. Chẳng mấy chốc nữa, các thầy trò sẽ biến thành món thịt tươi sống của bọn chúng. Bên ngoài, chú bát giới vẫn dãy dụa thoát ra. Bởi vì hắn đã chọc giận mình, cho nên Tăng trưởng Thiên Vương muốn cho hắn một cái chết đau đớn. Chữ bát giới vẫn như cũ lên tiếng mắng chửi. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ tính tới con đường chạy trốn. Nhưng bây giờ đã trở thành người sắp chết rồi, nên hắn không còn sợ cái gì nữa. Hắn bộc phát lực lượng, trực tiếp xé đứt mấy cái chân xúc tu, rồi sút cho con bạch tuộc lăn lồng lốc. Hắn giơ tay triệu hồi bồ cào rồi bắt đầu một lời tuyên bố hùng hồn. Dù có chết, thì cũng muốn làm anh hùng oanh oanh liệt liệt một lần. Hắn trực tiếp cầm bồ cào lao lên tấn công. Tăng trưởng Thiên Vương hoàn toàn yếu thế và liên tục bị chèn ép. Nhưng con bạch tuộc vẫn chưa chết. Bạch tuộc bây giờ cũng đã bị ám hồn hóa, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chú bát giới lập tức bị xúc tu của nó và no đòn. Nhưng với cơ thể cơ bắp của mình, hắn ta nhanh chóng đứng dậy tránh thoát khỏi đòn công kích thứ hai. Sau đó, cầm bồ cào bổ vào xúc tu của nó. Thấy tên này đã mất bình tĩnh, chú bát giới nhanh chóng xông lên, nhưng tên kia đã nhanh trí phóng ra mực, đẩy lùi bát giới. Mực của nó có khả năng ăn mòn, chú bát giới vô cùng đau đớn, không thể đứng dậy phản kháng được nữa. Kết quả sau đó là liên tục bị nó dùng gốc cây đập vào người. Tiểu Vũ lo lắng chạy ra ngoài cổ vũ chú bát giới, nhưng nàng ta nhanh chóng bị Tăng trưởng Thiên Vương bắt giữ. Lão thuyết phục cô nàng gia nhập vào ám hồn, Tiểu Vũ từ chối nên lão đành phải dùng sức mạnh bắt nàng ta đi. Thấy nàng ta sắp bị mang đi, chú bát giới điên tiết, hắn há miệng cắt đứt xúc tu và tiễn con mực khổng lồ về đất mẹ. Tăng trưởng Thiên Vương hoàn toàn không ngờ được chuyện này, bảo vật bị giết chết, lão ta cực kỳ điên tiết. Nhìn thấy lão định thi triển ra bảo vật, chữ bát giới lập tức xông lên ngăn cản, sau đó bắt đầu bón hành cho đối thủ. Tăng trưởng Thiên Vương bây giờ chỉ giống như một cục thịt, liên tục bị ăn đấm, cơ thể đâm vào gốc cây, bảo vật bên trong hộp đều bị rơi ra ngoài. Tuy nhiên, trận đòn vừa rồi vẫn chưa thể giết chết được Tăng trưởng Thiên Vương. Lão ta cười phẫn nộ, hai tay bắt đầu thi triển pháp thuật. Chưa rõ lão sẽ sử dụng chiêu gì tiếp theo thì bộ phim đã chuyển cảnh. Các thầy trò đường Tam Tạng đang phải chật vật đánh nhau với đám yêu quái. Bộ dạng ai nấy đều mệt mỏi. Nhưng dưới sự công kích liên tục, bọn họ hoàn toàn không có một giây phút nào rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng không may bị yêu quái xiên vào bả vai. Những người khác cũng gặp tình trạng nguy hiểm. Đám yêu quái cứ liên tục xông ra. Biết tình thế không ổn rồi, đường Tam Tạng yêu cầu mọi người tập trung lại một chỗ. Chiến đấu nãy giờ, Sa Ngộ Tĩnh nhận ra đặc tính của tấm gương. Nó hấp thụ năng lượng và sinh mệnh của con người. Sau đó, thúc đẩy sinh trưởng ra đám yêu quái này. Cứ như vậy, yêu quái sẽ xuất hiện liên tục không dứt, cho tới khi bọn họ kiệt sức mà chết thì mới thôi. Bây giờ bọn họ chỉ cố gắng cầm cự kéo dài thời gian mà thôi. Chữ bát giới vẫn đang cố gắng, bọn họ cũng không thể từ bỏ. Lúc này Tôn Ngộ Không đã rời khỏi thiên giới, đáp xuống một hòn đảo trên biển. Cậu vô cùng vui mừng, lần này khổ cực một chuyến, sao có thể không tiện tay kiếm bộn chứ? Trên vai là một túi linh đan của đạo đức lão đầu, tuy rằng nhân phẩm của lão chẳng ra sao, nhưng mà linh đan thì cũng không tệ lắm. Trong lúc cậu đang ngồi ăn uống thì sát tâm Quan Âm tìm tới thông báo, Phi Ám Ảnh đã tăng tốc kế hoạch cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa, trước mắt đã đến cổ thành, bây giờ bọn họ rất cần sự trợ giúp của cậu. Dù biết ý đồ của Ám Ảnh, nhưng sát tâm Quan Âm lại không trực tiếp ra tay được, bởi vì đạo của thiên thần rất là phức tạp, hắn rất khó để giải thích nguyên soi cho cậu biết. Lời đã truyền đạt xong, hắn ta liền rời đi. Thái độ ấp úng nửa vời làm cho Tôn Ngộ Không khó chịu.
Đột nhiên cậu nhìn thấy vòng kim cô, kể từ lúc cậu bị Tam Nhãn Thần Tướng chém đầu, chiếc vòng này đã bị rơi ra ngoài. Sau bấy nhiêu thời gian thất lạc, chiếc vòng kim cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, giống như là định mệnh đã sắp đặt, và định mệnh của cậu là tiếp tục hộ tống Vĩnh Hằng Chi Hòa đến bỉ giới. Cậu đeo chiếc vòng lên đầu rồi lập tức lên đường. Đoạn đường có hơi xa nên Tôn Ngộ Không liền đi nhờ mấy chú chim, cơ thể thành bộ dạng tí hon, leo lên lưng bọn chúng ngồi ké một đoạn đường. Các thầy trò vẫn đang chật vật đối phó với đám yêu quái. Tốc độ bọn chúng xuất hiện còn nhanh hơn cả tốc độ bị tiêu diệt. Đường Tam Tạng liên tục cổ vũ tinh thần cho mọi người. Thấy chữ bát giới vẫn còn chiến đấu, ông biết rằng mọi người vẫn còn cơ hội. Tuy rằng cơ hội rất mỏng manh nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách đó nữa thôi. Bên ngoài, chữ bát giới liên tục chèn ép Tăng Trưởng Thiên Vương. Điều này càng làm cho ông ta thêm tức giận. Ông khinh thường và cho rằng mình sẽ tận hưởng niềm vui đi săn này. Chữ bát giới tiếp tục cầm bồ cao lao lên, Tăng Trưởng Thiên Vương suy nghĩ. Đối mặt với loại mãnh thú như hắn thì nên dùng pháp khí bảo vật gì? Sau thoáng chốc, ông ta cũng chọn ra một món bảo vật, đó là một cái lồng giam. Thì triển lồng giam nhốt chữ bát giới lại bên trong. Vậy nhưng cách này lại không có quá nhiều hiệu quả. Bát giới nhanh chóng phá tan lồng giam thoát ra ngoài, sau đó lại vung bồ cao tấn công liên tiếp. Tăng Trưởng Thiên Vương lại sử dụng thêm một món pháp bảo nữa, triệu hồi 4 con yêu quái. Năng lực của 4 yêu quái này tấn công bằng âm thanh, bọn chúng liên tục gào thét vào tai chữ bát giới. Bát giới vung bồ cao tiêu diệt bọn chúng, nhưng đợt công kích vừa rồi đã làm cho thính giác của hắn bị tổn thương, không thể xác định vị trí bằng âm thanh được nữa. Bước kế tiếp là trừ đi khứu giác, ông ta thì triển ra nhiều quả cầu phát nổ trước mặt chữ bát giới. Hơi cay tỏa ra xung quanh khiến hắn không thể ngửi được mùi gì nữa. Bây giờ chữ bát giới đã hoàn toàn bị mất đi khả năng phán đoán, không thể đưa ra bất kỳ phản ứng gì với bên ngoài thì chỉ là bộ xác biết đi mà thôi. Hắn liên tục vung bồ cầu theo bản năng của mình. Tăng Trưởng Thiên Vương sử dụng ra một cái chuồng màu, định sử dụng nó để đâm vào người bát giới. Không may là chữ bát giới đột nhiên xoay người, thế là vô tình tránh được đòn công kích. Bồ cầu trên tay cũng đánh trúng người Tăng Trưởng Thiên Vương khiến ông ta bị thương. Tăng Trưởng Thiên Vương lấy ra một cái nỏ. Với chiêu tấn công từ xa này, chữ bát giới hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hắn ta nhanh chóng bị nhiều mũi tên găm vào người. Như vậy, hành động ban nãy đúng là chỉ đang đánh bừa mà thôi. Tuy không thể cảm nhận được chuyển động xung quanh, nhưng bát giới lại có thể cảm ứng được Tiểu Vũ. Tiểu Vũ liên tục chỉ hướng cho bát giới, nhờ vậy mà hắn lại có thêm niềm tin chiến thắng. Hắn chủ động xin lỗi cô nàng vì ngày đó đã tìm cách chạy trốn. Dù bây giờ đã quay trở lại, trong lòng hắn lại có thêm một nỗi đau lớn hơn. Vì sự ích kỷ của mình nên đã gây ra rất nhiều chuyện thương tâm. Tiểu Vũ lập tức cổ vũ, thế là trừ bát giới, lập tức lấy lại tinh thần. Lời thách thức của hắn làm cho Tăng Trưởng Thiên Vương đã tức giận, lại càng thêm tức giận thêm. Ông ta triệu hồi ra một cái roi bằng xương, liên tục quật về phía bát giới. Sau vài lần ăn đòn thì hắn cũng ngăn cản được. Tăng Trưởng Thiên Vương lại thi triển pháp bảo. Nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì con mắt của ông đã bị thương, hóa ra là có người đang động tới bảo kính. Người làm chuyện này chính là Tiểu Thạch Bình. Tiểu Thạch Bình liên tục dùng trường thương đâm vào tấm kính, sau đó bồi thêm một tuyệt kỹ Bá Liệt Xuyên Vân Thương. Thành công phá tan tấm kính, nhờ vậy mà các thầy trò Đường Tam Tạng thoát được ra ngoài. Bảo bối bị phá hủy, lão ta cực kỳ tức giận. Chữ bát giới vì không cảm nhận được gì nên dù đã bị thương rất nặng thì vẫn cố gắng gượng đứng dậy, liên tục vung bồ cào. Đường Tam Tạng nhanh chóng tiến lại gần. Biết sư phụ và mọi người đã thoát được ra ngoài, hắn ta thở phào nhẹ nhõm và biến trở lại thành hình dạng ban đầu. Ngao Tuyết và Nhất Hổ Nhát Gan nên nhanh chân trốn sang một tảng đá. Tăng Trưởng Thiên Vương lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, bảo bối thì có rất nhiều, nhưng vì tiếc của nên phân vân mãi không tìm được pháp bảo. Kẻ địch thì trước mặt rồi, lão ta vẫn còn muốn suy nghĩ, lưỡng lự và yêu cầu Đường Tam Tạng chờ mình một chút, đợi chọn được bảo bối thích hợp đã. Nhưng Đường Tam Tạng đã nói không. Ông lao tới, đấm liên tục vào mặt rồi vào người Tăng Trưởng Thiên Vương, khiến cơ thể lão ta lăn như trái bóng, đâm vào một tòa nhà gần đó. Ngao Tuyết thấy vậy liền lên giọng lấy lại uy danh, hắn sớm biết Tăng Trưởng Thiên Vương yếu như vậy thì đã tham chiến rồi. Hai tên ám hồn chứng kiến chuyện này liền hoảng hốt, bọn họ khuyên Tăng Trưởng Thiên Vương nên rút lui, nhưng lão ta bị mất mặt quá rồi, rút lui quay về thì cũng không còn mặt mũi nữa. Lão đổ lỗi cho sự thất bại này lên đầu hai tên ám hồn, cho rằng bọn chúng vô dụng, không làm được cho chúng gì. Lão quyết định thôn phệ lực lượng của hai tên này, lực lượng thần hồn điên cuồng bị lão hấp thu. Thiên Mãn Tinh Cầu xin đừng giết chết mình, nhưng lão ta lại cho rằng việc trở thành một phần sức mạnh của lão chính là vinh hạnh của bọn chúng. Rất nhanh chóng, hai tên ám hồn đã bị hút sạch thần hồn, cơ thể biến thành hai bộ xác khô.
Tăng trưởng thiên vương cười lớn sảng khoái, toàn thân cảm thấy tràn đầy sức mạnh, dục vọng khao khát bấy lâu nay đã được thỏa mãn. Trong thời gian làm thiên thần, bị những quy định rườm rà của thiên giới ép vào khuôn khổ. Điều này làm cho tăng trưởng thiên vương cực kỳ chán nản, lão cảm thấy linh hồn của mình dường như từ từ chết héo. Thế là trong lòng xuất hiện khao khát tự do, Nguyên Thủy Ngọc Tôn cảm nhận được khát vọng đó nên đã ban cho lực lượng ám hồn và sự tự do. Lão muốn xóa bỏ tất cả gông xiềng trên thế gian. Giờ đây, suy nghĩ của tăng trưởng thiên vương đã thay đổi, lão cảm thấy những món bảo vật mình luôn trân trọng chính là thứ đang trói buộc mình bấy lâu nay. Bảo vật chỉ là đồ ngoài thân, tất cả vẫn cần đến thực lực chân chính. Vậy nên lão ta đã trực tiếp phá hủy các tấm lệnh bài. Hành động này làm cho các thầy trò cũng cảm thấy bất ngờ và cảm thấy áp lực. Lão bộc phát lực lượng rồi nhanh chóng xông lên, cánh tay chém ra một trường kiếm khí. Đường Tam Tạng may mắn né được, uy lực kiếm khí quá mạnh, trực tiếp đánh nát tòa kiến trúc. Lão ta nhảy lên không trung rồi bổ xuống đòn công kích thứ hai. Chỉ hai lần tấn công đã khiến Đường Tam Tạng ngộp thở. Tăng trưởng thiên vương quyết định chơi lớn, ngưng tụ sức mạnh thành một cơn lốc. Từ cơn lốc đó phóng xuống hàng ngàn đòn công kích, phá hủy tất cả mọi thứ bên dưới. Vô số vụ nổ xảy ra. Mặt đất và kiến trúc xung quanh đều bị chém thành bột. Nếu chẳng may dính phải một đòn kiếm khí thì cũng bị thương hộc máu. Các thầy trò buộc phải chọn cách bỏ chạy là thượng sách. Nhưng chạy đâu cho tắt nắng, tăng trưởng thiên vương bay đến trước mặt chặn đường và tuyên bố lối này không thông. Lão bộc phát lực lượng rồi chậm rãi tiến về phía các thầy trò, trên miệng cũng không quên tuyên bố sẽ không có ai chạy thoát đâu. Cuộc đi săn này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhóm người Đường Tam Tạng nhanh chóng thủ thế sẵn sàng đối phó, nhưng còn chưa kịp để cho tăng trưởng thiên vương tấn công thì giọng nói mỉa mai của Tôn Ngộ Không đã vang lên. Rất may là Tôn Ngộ Không đã kịp thời chạy tới. Bởi vì diện mạo thay đổi nên các thầy trò đã không nhận ra. Tiểu Vũ thắc mắc, không biết con khỉ nhỏ này là ai. Sa Ngộ Tĩnh thì cảm thấy khí tức con khỉ này vô cùng quen thuộc. Sau khi nhìn chiếc vòng kim cô trên đầu, Đường Tam Tạng cũng đoán ra đây chính là người đồ đệ của mình. Tôn Ngộ Không lấy ra gậy như ý chỉ thẳng mặt tăng trưởng thiên vương. Đây không phải là địa bàn của ám ảnh, biết điều thì mau lượn đi chỗ khác. Tăng trưởng thiên vương mỉa mai ngược lại. Chỉ bằng cậu thì có thể làm được gì cơ chứ? Muốn thể hiện thì dùng hành động để nói chuyện đi. Dứt lời liền phóng ra một chém. Kinh khí sắc bén đi tới đâu, mặt đất bị nứt tới đó. Tôn Ngộ Không lách nhẹ đầu né tránh. Sau đó tăng trưởng thiên vương liên tục tấn công. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích. Bộ răng còn cực kỳ thong dong. Lão ta bị những hành động chọc kẹo của cậu làm cho tức giận. Lão nhảy lên không trung, ngưng tụ ra hai thanh đao. Mỗi một lần vung đao là một lần kinh khí được phóng ra. Công kích giáng xuống như mưa, Tôn Ngộ Không xoay gậy như ý để ngăn cản. Lão ta lại chém ra một luồng kinh lực khổng lồ nhưng Tôn Ngộ Không vẫn ngăn cản được. Nhân lúc đối thủ choáng váng, cậu lập tức cầm gậy xông lên đập cho tăng trưởng thiên vương nằm sấp mặt. Đến đây thì các thầy trò mới có thời gian để trò chuyện. Tôn Ngộ Không vẫn không quên chọc ghẹo mọi người. Xem ra lúc không có mình ở đây, đường không dễ đi nhỉ. Mọi người cũng thắc mắc, sau khi bước lên cầu di vong ở âm giới, lẽ ra phải mất đi toàn bộ ký ức. Nhưng tại sao cậu ta vẫn còn nhớ mọi chuyện của kiếp trước? Tôn Ngộ Không lại khoác lác, bị xóa đi ký ức là tình huống của phàm nhân thôi, còn mình chính là Tề Thiên Đại Thánh, đương nhiên không sống bình thường. Thấy tăng trưởng thiên vương vẫn chưa xong đời, thậm chí còn bạo phát lực lượng mạnh hơn, cậu lập tức đưa linh đan lấy trộm từ đạo đức thái tôn cho mọi người, để bọn họ dùng trị thương, sau đó xông lên đánh phủ đầu. Tăng trưởng thiên vương chém ra một luồng kinh lực, sức mạnh của lão ta bây giờ đã tăng lên rất nhiều, dễ dàng đẩy lui Tôn Ngộ Không. Xem ra lão già này đã hoàn toàn hiến tế bản thân cho ám ảnh rồi. Lão bay lên không trung, một lần bạo phát khí tức đã tạo ra hàng trăm luồng kiếm khí. Tôn Ngộ Không cầm gậy lao lên đánh cận chiến, hai bên liên tục va chạm vào nhau. Bạch Lang thấy vậy, liền nôn nóng muốn trợ giúp, cậu ta hô hào mọi người xông lên. Dứt lời, liền xông ra ngoài, nhưng sau khi quay đầu lại thì đã thấy mọi người ngồi xung quanh bếp lửa, bộ dạng cực kỳ thong dong, còn tranh thủ uống trà. Điều này làm cho Bạch Lang cực kỳ thắc mắc. Đường Tam Tạng thản nhiên giải thích, theo kinh nghiệm trước kia, những lúc Tôn Ngộ Không ra tay thì bọn họ sẽ được nghỉ ngơi. Tuy rằng bộ dạng Ngộ Không thay đổi, nhưng kỹ năng đánh nhau vẫn giỏi như trước. Lúc này Chư Bát Giới đã kiệt sức, dù đã được ăn hai viên linh đan nhưng tình trạng vẫn không khả quan. Hắn ta cho biết mình đã chuẩn bị kỹ để lên đường rồi. Sau vài câu nhắn nhủ thì Chư Bát Giới cũng về đất mẹ. Bạch Lang cùng mọi người vô cùng đau buồn. Bạch Lang cầu xin Đường Tam Tạng cứu chữa cho Bát Giới. Đường Tam Tạng vẫn bộ mặt không cảm xúc. Ông giơ tay lên tát liên tục vào mặt hắn ta. Hành động này làm cho Tiểu Vũ cũng hoảng hốt, không biết ông đang làm cái gì. Đường Tam Tạng chỉ giải thích một câu đơn giản rằng có người chỉ là thiếu ăn đòn mà thôi. Sau nhiều cú tát, Chư Bát Giới cũng lên tiếng cầu xin tha mạng.
Hóa ra Đường Tam Tạng đã biết bát giới giải chết để lấy lòng Thương Hải, nhưng màn thể hiện này lại không qua được mặt Đường Tam Tạng. Ông muốn biết hắn đã gây ra tai họa gì. Nhưng còn chưa kịp kể lại thì Tôn Ngộ Không đã bị đánh bay vào tòa nhà. Cậu nhanh chóng đứng dậy lao tới quyết chiến. Tăng Trưởng Thiên Vương ngưng tụ hai thanh đao liên tục chém về phía Ngộ Không. Kiếm khí quá mạnh, Tôn Ngộ Không cũng bị thương và bị chèn ép rơi xuống đất. Cậu vẫn tiếp tục cầm gậy xông lên rồi thừa cơ sút cho lão già rơi xuống, sau đó bồi thêm một gậy đẩy lão ta ra xa. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ, sức mạnh của lão già này quá mạnh, lão bạo phát lực lượng chấn bay Ngộ Không. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy lo lắng, Chư Bát Giới và Ngộ Tĩnh tiến lên trợ giúp. Thực lực Tăng Trưởng Thiên Vương không thể khinh thường, ba người hợp lực đối phó vẫn tốt hơn. Đối mặt với ba đại yêu, lão ta không một chút lo lắng. Lão ta tung ra tuyệt kỹ, ngưng tụ một thanh đao khổng lồ chém về ba người. Một đao bổ xuống làm cho mặt đất bị nứt thành hai phần, dư chấn đẩy lùi ba người ra xa. Chưa để cho bọn họ kịp phản ứng thì lão ta đã vung ra đao thứ hai. Sang Ngộ Tĩnh biến thành người cát khổng lồ để ngăn cản, nhưng chỉ với hai lần tấn công, người cát đã bị chém tan. Chư Bát Giới cầm bồ cào lao lên, đáng tiếc là chưa kịp thể hiện sức mạnh thì đã bị ăn một đao nằm bất tỉnh. Uy lực chiêu thức của Tăng Trưởng Thiên Vương quá mạnh, Tôn Ngộ Không biết đánh chính diện khó mà ngăn cản được, chỉ có thể ra tay từ người điều khiển. Thế là cậu lập tức lao về phía Tăng Trưởng Thiên Vương. Lão triệu hồi ra thêm một thanh đao nữa, hai tay hai đao liên tục chém ra đòn công kích. Dù đã rất cố gắng nhưng Ngộ Không vẫn không thể nào tiếp cận được đối thủ. Sau đó còn bị trúng đòn, cơ thể giống như cục thì rơi xuống đất. Tăng Trưởng Thiên Vương cười lớn, bây giờ đã không còn ai ngáng đường nữa. Lão lập tức vung đao chém về phía Tôn Ngộ Không. Tưởng là hầu yêu sẽ bị chém thành bột, nhưng đúng lúc này, vài đòn công kích đột nhiên xuất hiện đâm vào người Tăng Trưởng Thiên Vương. Người vừa xuất thủ không ngờ lại là Cổ Long. Toàn thân Cổ Long toát ra khí tức lạnh lẽo, ông chậm rãi tiến về phía trước. Tôn Ngộ Không thắc mắc không biết người đến là ai, Ngọ Tuyết thì toát mồ hôi lạnh, hắn không ngờ được rằng lão già này vẫn chưa chết. Cổ Long thản nhiên cho biết, hắn có thể chui ra từ vực sâu thì ông đương nhiên cũng có thể. Cổ Long thì hứng thú với Tăng Trưởng Thiên Vương, muốn xem thiên thần bây giờ có bản lĩnh như thế nào. Tăng Trưởng Thiên Vương tỏ vẻ hứng thú vì tìm được đối thủ xứng tầm. Lão vung tay tung ra nhiều luồng kinh lực về phía Cổ Long. Cổ Long vẫy tay phóng ra một chiêu ngăn cản, chỉ giao thủ nhẹ một chiêu mà Tăng Trưởng Thiên Vương đã rơi xuống thế yếu. Lão bay lên không trung rồi tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu, ngưng tụ ra vô số thanh đao, tất cả ồ ạt phóng xuống dưới. Vài trăm đòn công kích nhắm thẳng về phía Cổ Long, khói bụi bay tứ tung. Chứng kiến sự hùng hãn này, Bạch Lang cũng bất ngờ. Lão già Tăng Trưởng Thiên Vương đó đã bị thương nặng như thế rồi mà vẫn còn hùng hãn ngoài sức tưởng tượng. Tưởng là Cổ Long đã bị chém thành bột rồi, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Đối mặt với cỗ máy xay thịt của ám ảnh thiên thần, Cổ Long vẫn toàn thây. Tăng Trưởng Thiên Vương càng thấy hứng thú. Giao chiến với đối thủ như thế này mới thỏa thích chứ. Lão bạo phát lực lượng rồi lao lên, Cổ Long triệu hồi ra một trận gió lốc bằng bằng. Tăng Trưởng Thiên Vương còn chưa kịp làm gì thì đã bị đông cứng lại, cơ thể biến thành cục thịt đông lạnh. Chỉ với một đòn đã tiêu diệt được kẻ địch mạnh mẽ, các thầy trò Đường Tam Tạng cũng bất ngờ. Thêm vào đó là sự lo lắng bởi vì bọn họ sắp phải đối mặt với kẻ địch còn mạnh hơn. Thế là mọi người lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cổ Long thấy vậy liền trêu đùa. Ông là ân nhân cứu mạng bọn họ, lẽ ra nên được cảm ơn, vậy mà bộ mặt ai nấy cũng đều ngưng trọng. Ông tiến tới trước mặt Ngao Tuyết dọa cho hắn ta sợ chết khiếp. Vì tìm hắn mà ông đã tốn không ít công phu, bây giờ có lời muốn hỏi Ngao Tuyết. Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tĩnh lập tức xông lên đánh phủ đầu, nhưng Đường Tam Tạng đã lên tiếng ngăn cản, yêu cầu hai người sống văn minh lên. Cổ Long chỉ là muốn hỏi Ngao Tuyết vài vấn đề thôi mà, đánh gì mà đánh chứ. Trong trận chiến với Cổ Long trước đó, Ngao Tuyết đã bạo phát lực lượng Long Hồn Hoàng Kim, cảnh giới Long Hồn cao nhất của loài rồng. Ngao Tuyết nghe vậy hoàn toàn không biết, bởi vì lúc đó hắn cho rằng mình sắp mất mạng rồi, thế là sử dụng sức mạnh theo bản năng, cũng không nhớ ra gì nữa. Cổ Long muốn hắn thi triển cho mình xem, nhưng Ngao Tuyết phủ nhận mình không làm được. Nếu mà làm được thì còn đứng đây thành thật trả lời câu hỏi sao? Cổ Long mặc dù rất nôn nóng, nhưng ông ta vẫn đặt hy vọng lên người Ngao Tuyết, còn yêu cầu hắn phải cố gắng tu luyện, ngày nào đó hiện ra Hoàng Kim Long Hồn cho ông xem. Đồng thời yêu cầu các thầy cho bảo vệ hắn cẩn thận. Trước khi có thể thi triển được Hoàng Kim Long Hồn thì không được để tiểu tử này chết. Đường Tam Tạng vội hứa hẹn sẽ chăm sóc hắn ta thật kỹ. Cổ Long cũng để lại lời nhắn rằng ngày sau sẽ còn gặp lại rồi sau đó rời đi. Ngao Tuyết cũng được thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lang thấy vậy bất ngờ vì lần này ông ta đến đây không phải nhắm vào Tiểu Vũ. Đường Tam Tạng suy đoán rằng Ngao Tuyết đã làm cho Cổ Long nhớ tới người nào đó.
Vừa rồi trong ánh mắt đối phương xuất hiện đau thương và tưởng niệm. Có thể là ông ta sẽ đem hắn thay thế người kia. Dù là thế nào thì các thầy trò cũng đã tránh được một kiếp nạn. Ít nhất là trong thời gian ngắn, Cổ Long sẽ không tìm tới đây gây sự nữa. Trở lại Thiên Ngoài Thiên, Cổ Long vừa đặt chân tới nhà thì đã tỏ rõ bộ dạng yếu đuối. Bởi vì nhân gian ô nhiễm sẽ khiến ông nhiễm bệnh, nên đây chính là lý do Cổ Long không ở lại quá lâu và chẳng mấy khi xuống nhân gian chơi. Ông kể lại chuyện mình vừa trải qua ở nhân giới cho đứa cháu nghe. Cô bé vô cùng tò mò về cái người tên Ngao Tuyết nên rất muốn đi xem thử. Bị người khác nói tới tên mình, Ngao Tuyết cũng hắt xì hơi. Chứ bát giới nhanh miệng trêu chọc, có khi là Cổ Long ra da của hắn đang nhớ hắn đó. Lời này làm cho Ngao Tuyết cứng họng. Tôn Ngộ Không tiến lại cảm ơn Tiểu Vũ. Điều này làm cho cô nàng cũng bất ngờ, không biết con khỉ này đang cảm ơn chuyện gì. Tôn Ngộ Không đành giải thích, lúc đi qua cây cầu di vong ở âm giới, cậu được một đốm lửa chỉ đường, nhờ vậy mà cậu mới đầu thai đúng nơi và bây giờ có mặt ở nơi này. Tiểu Vũ hoàn toàn không biết, nhưng Đường Tam Tạng thì lại biết rõ. Từng có một khoảng thời gian ở dã Ngưu Bảo, Tiểu Vũ đang ngủ liên tiếp rất nhiều ngày, có lẽ tâm trí lúc đó đang ở âm giới chỉ đường cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thề sẽ dốc hết sức bảo vệ cô nàng trở về nơi cũ. Đột nhiên, Chư Bát Giới chạy tới ôm chân Tôn Ngộ Không thảm thiết, sau đó bắt đầu kể khổ, bản thân không còn sống được bao lâu nữa, sợ là sau này không thì ở bên cạnh Đại sư Huynh nữa rồi. Tôn Ngộ Không biết thừa tên này đang diễn kịch, nên cũng giả vờ hỏi han quan tâm. Thế là Bát Giới lại được đà khóc lóc, hắn bắt đầu giải chết để lấy lòng Thương Hải. Nhưng đáng tiếc rằng mấy trò này đã quá cũ kỹ, không có ai quan tâm tới Bát Giới cả. Các thầy trò thản nhiên rời đi, giống như thiếu đi hắn cũng không quan trọng. Đừng Tam Tạng giới thiệu các thành viên cho Tôn Ngộ Không biết. Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tĩnh được cử đi làm việc gì đó. Hỏi ra thì biết bọn họ có chút việc cá nhân, phải đi xuống âm giới một chuyến. Lời này làm cho Bạch Lang và Tiểu Vũ bất ngờ. Chưa để bọn họ tiếp tục hỏi thêm, thì Chư Bát Giới đã chạy tới cầu xin Đường Tam Tạng phá giải chú ấn. Đường Tam Tạng thở dài và yêu cầu Bát Giới nói rõ ràng. Chư Bát Giới chậm rãi tháo sợi dây đã khâu mắt ra ngoài. Chỉ cần hắn mở mắt thì sẽ lập tức nhìn thấy cô bé Ba Ba. Chỉ một mình hắn nhìn thấy được, những người khác thì không. Bát Giới vô cùng hoảng sợ. Ba Ba chính là con của miều nữ, cô bé đã bị con thỏ linh thú ăn thịt. Cô bé liên tục bám đuôi đời chơi đùa với hắn, dọa cho Bát Giới sợ mất hồn nên bắt buộc phải phá lại con mắt. Đường Tam Tạng lộ rõ vẻ tức giận, dù sao hắn cũng là đồ đệ của mình, ông sẽ không mặc kệ. Lời này làm cho Bát Giới vui mừng, nhưng đó mới chỉ là vế trước mà thôi. Vế sau chính là hắn tưởng ông sẽ nói như vậy sao? Đường Tam Tạng liên tục đập cho Bát Giới lên bờ xuống ruộng. Ông nhắc nhở cho hắn biết đã làm việc thì phải phụ trách, ăn nói lung tung sẽ hại chết người đó. Chứ Bát Giới vẫn liên tục cầu xin sư phụ giúp đỡ. Đường Tam Tạng cũng chỉ biết thở dài, tuy rằng hắn tự làm tự chịu, nhưng nếu như không hóa giải oán hận của miều nữ, thì cô ấy sẽ trở thành ác linh vĩnh viễn không siêu sinh. Muốn mở ra tuyệt mệnh nguyền rủa trên người thì nhất định phải bắt đầu từ căn bản. Ông nhắc nhở hắn phải cẩn thận, oán linh rất nguy hiểm đó. Có thể độ hóa miêu nữ hay không đều phải xem hắn có thành thật hay không. Thế là ông bắt đầu làm phép gọi miêu nữ ra ngoài. Đột nhiên, ấn ký trên người hắn phát sáng. Một luồng khói từ lòng bàn tay bay ra ngoài rồi ngưng tụ thành bóng hình của A Miêu. Cô nàng vô cùng tức giận, định xông lên đập cho Bát Giới một trận. Nhưng Đường Tam Tạng đã ngăn cản và khuyên ngăn cô bình tĩnh lại. Bát Giới cũng cúi đầu xin lỗi, bây giờ cô đã là người chết. Nếu như không buông xuống thù hận để chuyển sinh thì sẽ hóa thành ác linh. A Miêu cười mỉa mai, lúc trước cô tin tưởng Bát Giới như vậy, thậm chí tình nguyện gả cho hắn, nhưng hắn lại hại chết hai mẹ con cô. Chứ Bát Giới có thể thỏa mãn bất cứ tâm nguyện nào của cô, chỉ cần đừng để hắn nhìn thấy Ba Ba nữa. Lời này làm cho A Miêu tức giận, nếu hắn đã không muốn nhìn thấy con gái của nàng, vậy thì sự ăn năn hối lỗi cũng không phải là thật lòng. Chẳng qua là vì không muốn bị quỷ ảnh quấn thân nữa mà thôi. Cô tức giận xông lên tấn công tâm trí của Bát Giới. Bát Giới đột nhiên thấy mình xuất hiện tại Hắc Thủy Trấn. A Miêu muốn nhốt hắn trong cái đêm mà con gái cô chết, để cho hắn phải chịu tra tấn dày vò đến chết. Đột nhiên, tiếng hét của Ba Ba vang lên, Bát Giới lập tức lao tới nhưng vẫn không kịp. Chứng kiến cô bé bị làm thịt trước mặt, hắn tức giận bạo phát lực lượng xông lên tấn công nhưng bị linh thố đánh bay ra ngoài. Thực lực linh thố đã mạnh lên rất nhiều, ăn thêm một mạng người là sẽ có thêm một phần sức mạnh. Thế là tên này bắt đầu tàn sát. Chữ Bát Giới cầm bồ cào xông lên, nhưng thực lực linh thố này đã khác xưa, liên tục bón hành cho Bát Giới, sau đó lại tiếp tục tàn sát dân chúng trong làng. Bát Giới tức giận, nỗi cam phẫn chuyển thành sức mạnh, thế là hắn nhanh chóng đập cho linh thố nằm sấp mặt. Đúng lúc định kết liễu tên này,
thì đối phương lại sử dụng đến giọng nói của Amil để đánh lạc hướng. Ba giới cảm thấy hối hận, lập tức quỳ xuống xin lỗi. Linh Thố nhân cơ hội này xông lên tặng cho Chư Yêu một chảo vào ngực. Tưởng là đã hạ gục được Chư Bát Giới, nhưng ý chí của Bát Giới bây giờ lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ý chí chuyển hóa thành động lực. Hắn đứng dậy rồi tuyên bố, cho dù chỉ còn một chút hơi thở thì sẽ không cho đối phương làm hại tới dân làng. Liên tục bị ngăn cản, Linh Thố tức giận lao tới bón hành cho Bát Giới liên tục. Nhưng cứ mỗi lần nằm xuống thì hắn lại đứng lên, giống như kiểu đánh mãi không chết. Bát Giới muốn kiên trì tới cùng, điều này làm cho dân làng cũng cảm động, bọn họ không còn hoảng sợ nữa. Dân làng cùng nhau xông lên, chỉ tiếc rằng sức lực của con người làm sao đấu lại được với yêu quái. Tên kia chỉ cần múa vài đường võ đã đánh cho dân chúng nằm sấp mặt. Bát Giới chứng kiến cảnh tượng này liền phẫn nộ, hắn thề rằng hôm nay dù có liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ dân làng. Thế là hắn bạo phát lực lượng rồi cầm bồ cao xông lên đánh cận chiến với đối thủ. Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục, dân chúng ở bên ngoài hô hào. Điều này làm cho Bát Giới càng có thêm động lực. Dù mình đã làm cho bọn họ thất vọng, thì bọn họ vẫn bằng lòng tin tưởng, nên bây giờ hắn cũng có cơ hội làm anh hùng. Trong lúc Chư Bát Giới bị oán niệm bổ vây thì Tôn Ngộ Không cũng bước lên con đường nghĩ cách cứu viện Tố Y. Sau Ngộ Tĩnh bắt đầu thi pháp đưa Ngộ Không xuống âm giới. Được biết, hồn phách của Tố Y được giấu trong các con rối mà âm giới vương chế tạo. Chỉ cần nhận ra được nàng ta thì có thể mang người rời đi. Một cái thông đạo được mở ra, Tôn Ngộ Không lập tức rơi vào trong đường hầm. Cơ hội chỉ có một, cậu phải cố gắng nắm bắt. Khi nào muốn trở về, Sao Ngộ Tĩnh sẽ cảm nhận được. Trước khi Tam Muội Chân Hòa biến mất phải ra ngoài, nếu không sẽ không thể trở lại nhân gian được nữa. Rất nhanh cũng hạ cánh xuống âm giới, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Tôn Ngộ Không lập tức chạy đi tìm Tố Y. Ở nơi khác, âm giới vương đang tiến hành tra hỏi đám nô lệ của mình. Trước đó, đã có người chỉ điểm Sao Ngộ Tĩnh 7 trận pháp. Nhờ vậy mà thầy trò Đường Tam Tạng mới chạy thoát. Lão cũng nghe được giọng nói của người chỉ điểm đó, nhưng nơi này có rất nhiều nô lệ con rối, ai ai cũng giống nhau. Âm giới vương chỉ còn cách là cho tất cả tập trung lại một chỗ rồi tiến hành tra hỏi. Cả đám bị dọa sợ chết khiếp, nhưng bọn họ đều lắc đầu không biết. Không có ai dám nhận, nên âm giới vương quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ. Lão cầm một cô gái lên định ăn thịt, cô nàng liên tục cầu xin tha mạng. Chứng kiến chuyện này, cô gái chỉ điểm không nỡ trốn tránh nữa. Nàng bước ra ngoài và thừa nhận mình là người đã hướng dẫn Sa Ngộ Tĩnh 7 trận pháp. Nguyên nhân vì sao lại trợ giúp thì nàng cũng không biết, chỉ là không đành lòng nhìn bọn họ gặp nạn mà thôi. Âm giới vương cảm thấy hồn phách cô gái này rất đặc biệt. Nàng cho rằng đây không phải làm phản, mình chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Lời này khiến cho lão tức giận, lập tức tung một đấm thẳng vào mặt cô gái khiến cô nằm bẹp dưới đất. Đúng lúc lão định xuống tay kết liễu cô gái thì Tôn Ngộ Không đã chạy tới ngăn cản. Âm giới vương chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị cậu cầm cổ ném bay đi. Lão tức giận vì có kẻ dám đánh lén mình, là ai thì mau xưng tên ra đi. Tôn Ngộ Không cũng thẳng thắn tuyên bố mình là Tề Thiên Đại Thánh, đặc biệt tới đây để tính sổ. Âm giới vương từng nghe qua tên tuổi của cậu. Trong lòng còn đang bực tức vì để đám người Đường Tam Tạng chạy mất, đúng lúc đang muốn tìm bọn họ tính sổ thì cậu lại chạy tới. Tôn Ngộ Không yêu cầu âm giới vương giao hồn phách Tố Y ra. Vậy nhưng lão không những không đưa mà còn mỉa mai ngược lại. Điều này làm cho cậu tức giận. Cậu bạo phát lực lượng rồi xông lên đấm cho âm giới vương bay ra xa. Lão ta cũng tức giận không kém. Lão tung ra tuyệt chiêu triệu hoán ra vô số lốc xoáy màu xanh. Một khi bị chướng khí chạm vào thì linh hồn sẽ bị ăn mòn. Ý chí cùng sức mạnh đều giảm mạnh. Có sự nhắc nhở của Sa Ngộ Tĩnh, Tôn Ngộ Không lập tức chạy lòng vòng tránh né. Âm giới vương thấy vậy liền triệu hoán ra một lốc xoáy khổng lồ. Tôn Ngộ Không cố gắng chạy hết tốc lực, nhưng cuối cùng vẫn bị lốc xoáy cuốn đi. Tưởng là hầu yêu đã tan xác rồi, âm giới vương vô cùng vui mừng. Đấy chính là kết cục của những kẻ dám dương oai trên địa bàn của mình. Vậy nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã dập tắt. Ngộ Không đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng, tung ra một đấm, vậy nhưng cú đấm hoàn toàn bị âm giới vương chặn lại. Lúc này một đốm Tam Muội Chân Hỏa đã bị tắt, Tôn Ngộ Không thấy lo lắng, còn âm giới vương thì vui sướng. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, đến khi hai đống lửa còn lại tắt thì hầu yêu sẽ trở thành con rối của lão. Lời này khiến Ngộ Không tức giận, cậu liên tục tấn công nhưng tất cả đều bị lão ta tránh né, bộ dạng vô cùng thong dong. Bản nãy cậu đã dính phải chướng khí, điều này làm cho phản ứng và sức phán đoán bị giảm xuống, trên người lại mất đi một đống lửa nữa. Âm giới vương tự tin cho rằng cậu bây giờ đã là vật trong tay rồi. Lão xông đến định dập tắt ngọn lửa cuối cùng, Tôn Ngộ Không nhanh trí đá văng đối thủ ra xa. Có vẻ như sức chiến đấu của âm giới vương không quá mạnh.
Chỉ là ăn một chút thôi mà đã nằm ngã ngửa không đứng dậy nổi. Thế là bị Ngộ Không đấm liên tục vào người. Đang ăn hái bón hành cho lão già này thì đám tỳ nữ đã xông lên ngăn cản. Bọn họ luôn trung thành với âm giới vương. Thấy chủ nhân của mình bị đánh, cả đám đành phải xông lên hỗ trợ. Tôn Ngộ Không tức giận nhưng cậu lại không thể xuống tay đả thương bọn họ. Bởi vì linh hồn của Tố Y được giấu trong số những người này. Nhớ chẳng may đả thương tới nàng, thế là cậu phải kiên nhẫn thả bọn họ xuống đất. Âm giới vương nhân cơ hội này phá đám, lão bắt đầu đốt quyển trục. Bên trong sinh tử bộ này ghi chép tên của các linh hồn. Chỉ cần thiêu hủy nó thì hồn phách của Tô Y cũng lập tức tan thành mây khói. Đối phương nắm giữ át chủ bài, cậu không thể xông lên tấn công được. Thế là lão lập tức rời trò, điều khiển một sợi xích phá hủy đốm lửa thứ ba. Sau đó dùng dây xích quấn chặt cơ thể, treo Tôn Ngộ Không lơ lửng. Âm giới vương vui sướng, không cần biết cậu ở nhân gian có bao nhiêu bản lĩnh. Vậy nhưng ở âm giới này, lão chính là vị vua chí cao vô thượng. Mất đi tam muội chân hỏa, linh hồn sẽ mất đi ý thức, không thể vùng vẫy được nữa. Muốn đi cứu người, nhưng tự mình lại trở thành vật hy sinh. Mấy chuyện này, âm giới vương đã gặp qua nhiều rồi nên cũng thấy quá bình thường. Tuy nhiên, điều mà lão không tính tới là Tôn Ngộ Không vẫn còn ý thức. Cậu chỉ giả vờ để cho đối phương không đề phòng. Đến khi tiếp cận đủ gần thì cậu mới giơ tay túm cổ âm giới vương, sau đó phá dây xích thoát ra ngoài. Chuyện kế tiếp là ném lão ta bay lăn lóc, quyền trục ghi chép tên các linh hồn rời khỏi tay. Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhặt lên rồi bẻ nó làm đôi, nhờ vậy mà quyền trục mất đi tác dụng, âm giới vương không còn gì để uy hiếp được cậu nữa. Lão vô cùng thắc mắc, tại sao không có tam muội chân hỏa mà cậu vẫn có thể cử động được? Hóa ra là vì vĩnh hằng chi hỏa. Rất nhiều năm về trước, Ngộ Không đã cất giấu vĩnh hằng chi hỏa vào trong trái tim của mình. Nhờ vậy mà cơ thể cũng được tẩy lễ. Dù không có tam muội chân hỏa thì cũng không bị ảnh hưởng. Cậu bỏ phát sức mạnh rồi lao lên tấn công. Bây giờ thì không còn gì khắc chế được yêu hầu nữa, cho nên âm giới vương vô cùng hoảng hốt. Lão nhanh chóng bị ăn một đấm vào mặt, cơ thể bị đánh bay ra xa. Chưa kịp để cho lão đứng dậy thì Ngộ Không đã lao tới. Âm giới vương bị hất bay ra xa, may mắn là bên cạnh lại có một sợi dây xích. Lão ta lập tức sử dụng nó làm vũ khí. Nắm trên tay vũ khí, chiến lực của âm giới vương đã tăng cao. Tôn Ngộ Không liên tục bỏ chạy để tránh né. Chẳng may bị lưỡi liềm chém trúng thì cơ thể sẽ bị cắt thành hai phần. Âm giới vương điên cuồng tấn công, vô số tòa nhà đổ sập xuống, các mảnh vỡ bay loạn tứ tung, suýt chút nữa rơi xuống người các tỷ nữ. Sợ rằng tiếp tục như vậy sẽ khiến Tô Y bị thương nên phải tốc chiến, tốc thắng. Cậu ném một tòa nhà vào thẳng mặt âm giới vương, ép cho lão phải phân tâm ngăn cản. Tôn Ngộ Không lập tức nhân cơ hội này lao lên, tung ra một nắm đấm vô cùng khủng bố. Âm giới vương cũng tức giận phóng vũ khí về phía nắm đấm. Tôn Ngộ Không lách nhẹ cái đầu tránh né được lưỡi liềm, còn âm giới vương thì không may mắn như vậy. Lão bị ăn trọn một đấm vào mặt. Song chiều này, âm giới vương đã bị thương nặng, Tôn Ngộ Không cầm cổ lão xách lên như một con gà. Lão yêu cầu cậu dừng lại, không thể giết chết lão được. Lời này càng làm cho Tôn Ngộ Không tức giận, bóp cổ âm giới vương chặt hơn. Lão già này không những làm hại đến Tố Y, còn làm hại nhiều vong hồn, chết cũng không hết tội. Âm giới vương vẫn uy hiếp, nếu lão mà chết rồi thì sẽ không có ai giúp được cậu tìm ra Tố Y nữa. Tôn Ngộ Không cũng bị lời này làm cho phân tâm, thế là âm giới vương lại được đa lên mặt. Lão đã từng đọc qua linh hồn của Tố Y, thấy cô ấy vô cùng quan tâm tới cậu. Đừng quên là chỉ có lão mới có thể giúp cậu tìm thấy người. Hàng vạn năm qua, chỉ có lão đang duy trì vận chuyển của âm giới. Nếu không có mình thì tất cả linh hồn ở đây cũng sẽ bị hủ hóa, thành tai họa cho âm giới, thậm chí nhân gian cũng sẽ bị liên lụy. Tôn Ngộ Không rất phẫn nộ, nhưng mà lời lão già này nói cũng có lý, cho nên cố gắng kìm nén cơn giận lại. Âm giới vương âm thầm với tay, định nhặt vũ khí, trên miệng cũng không quên nói về câu đánh lạc hướng. Lão khuyên cậu đừng vì kích động nhất thời mà tạo thành sai lầm lớn. Cậu chậm rãi bỏ tay khỏi cổ âm giới vương, chỉ chờ có vậy, âm giới vương lập tức cầm vũ khí tấn công bất ngờ. Nhưng Tôn Ngộ Không đã phản ứng quá nhanh, giống như là đã biết trước, bà nãy chỉ đang giả vờ đóng kịch mà thôi. Ngộ Không hoàn toàn không muốn tha mạng cho lão già này, thế là cậu cầm lấy cây liềm cắt một đường vào cổ âm giới vương. Nơi này chính là âm giới, là nơi linh hồn sau khi chết đi xuống. Không biết là sau khi chết tại đây thì linh hồn âm giới vương sẽ đi đâu về đâu. Tôn Ngộ Không thẳng thắn tuyên bố cậu sẽ tự mình tìm được Tố Y. Cậu gầm lên một tiếng cho hả giận. Đám linh hồn dẫn đường thấy chủ nhân đã chết nên hoảng hốt la hét. Bọn họ không biết sau này phải làm gì nữa. Tôn Ngộ Không tiến lại hỏi thăm, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã dừng lại. Hóa ra trước đó Sa Ngộ Tịnh đã nhắc nhở rằng không thể hỏi thăm người dẫn đường.
nhất định phải trực tiếp xác nhận, gọi tên mới có thể thành công. Vốn dĩ đám người dẫn đường đã bị mất đi ký ức, không có danh tính nên bọn họ cũng không biết bản thân mình là ai. Đúng vào lúc này, bầu trời âm giới đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hút tất cả mọi thứ bên dưới vào bên trong. Sau khi âm giới vương chết, âm giới đã mất đi cân bằng. Rất nhanh nữa thôi, mọi thứ tại đây sẽ bị sụp đổ và biến mất hoàn toàn. Biết không có nhiều thời gian nữa, Tôn Ngộ Không lập tức chạy đi tìm kiếm. Mặt đất bị nứt ra, các tòa nhà đổ sập xuống, người dẫn đường hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Điều này làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Tìm ra một người trong số nghìn người là chuyện vô cùng khó khăn. Tôn Ngộ Không cũng bị áp lực, cậu cứ cảm thấy giữa mình và Tô Y đã gặp mặt nhau. Nhớ lại lần xuống âm giới trước đó, cậu đoán rằng người dẫn đường cho mình chính là Tô Y. Cô ấy đang ở ngay trước mắt, nhưng khi đó cậu lại không nhận ra. Cậu lên tiếng gọi người đã dẫn đường cho mình, nhưng sau khi đã báo tên của mình ra mà vẫn không có ai hồi đáp, Tôn Ngộ Không đành phải tìm cách khác. Nhớ lại những lần đã gặp gỡ với Tô Y, nhiệm vụ thường ngày của cô nàng là mang hương hoa tươi đến cho các cung điện. Vừa vặn bàn này cũng ngửi được mùi hương trên người âm giới vương. Đây chính là mấu chốt để tìm ra Tô Y. Có thể nàng ta đang ở gần âm giới vương, nên cậu lập tức quay lại bãi chiến trường. Đi được một đoạn thì các tòa nhà đổ sập xuống, khói bụi bay tứ tung, lấn áp đi mùi hương và không còn người được xỉ nữa. Đột nhiên, tên hòa thượng phụng lệnh Như Lai đi ra ngoài. Trước đó, cậu vẫn một mực mang theo ông ta. Ông tỏ vẻ biết chuyện gì đó. Không còn nhiều thời gian nữa nên cậu đành phải uy hiếp bằng vũ lực. Thế là tên hòa thượng đành phải khai ra. Trước đó, Như Lai đã dự đoán được rằng cậu sẽ xuống âm giới tìm Tô Y, cho nên đã có chuẩn bị trước, cố ý giữ lại một món tín vật của nàng. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đuổi theo tín vật. Được biết, âm giới vương vừa chết, những người dẫn đường không thể xác sẽ hoàn toàn chết đi. Cậu bắt buộc phải tìm thấy người trước khi quá muộn. Cuối cùng thì cũng tìm được Tô Y, cô nàng đang nằm bất tỉnh dưới đất. Tô Y chính là cô gái đã trợ giúp Sa Ngộ Tĩnh và bị âm giới vương đánh đập, đến bây giờ vẫn nằm thoi thóp. Tôn Ngộ Không vội lao nhanh về phía nàng ta. Không may là thời gian để tìm nàng đã trôi qua quá lâu, cơ thể Tô Y dần dần tàn vỡ. Rất may là Như Lai dường như đã có chuẩn bị. Nhờ vào tín vật, Tô Y đã không bị tan biến như bao linh hồn khác. Cô nàng lấy lại được thể xác linh hồn và tỉnh táo trở lại. Nhìn con khỉ nhỏ trước mặt, nàng cũng rất thắc mắc. Tôn Ngộ Không thừa cơ trêu ghẹo một phen. Hai người vừa mới nhận ra nhau, còn chưa có thời gian trò chuyện thì âm giới đã sắp chạm tới giới hạn sụp đổ. Tôn Ngộ Không lập tức bế theo Tô Y lao lên bầu trời. Chỉ cần vượt qua được bầu trời thì sẽ thoát thân khỏi âm giới. Nhưng vừa mới xuyên qua tầng mây thì sấm sét đột nhiên xuất hiện. Một tia sét giáng xuống về phía Tôn Ngộ Không. Sa Ngộ Tĩnh ở trên nhân gian vẫn quan sát được tình hình bên dưới. Hắn cảm thấy bất an. Cỗ lực lượng sấm sét đó không phải là vô tình mà là có kẻ nào đó đang ngăn cản hai người rời đi. Tôn Ngộ Không bị đánh ngược trở lại mặt đất. Tô Y vô cùng lo lắng. Cậu lập tức trấn an. Bản thân chính là hầu tử đại vương có thể lên trời xuống đất. Âm giới nho nhỏ sao có thể nhốt được mình. Cậu lấy ra gậy Như Ý rồi lao lên bầu trời. Nếu như không có lối ra thì mình sẽ đánh xuyên qua âm giới, mở ra một con đường thoát. Cậu vung một luồng kinh lực về phía bầu trời. Bầu trời lập tức đáp trả lại đòn công kích bản nãy. Đến đây thì Tôn Ngộ Không cũng nhận ra là có kẻ đang ngăn cản mình. Rất nhanh sau đó, một con chim khổng lồ cũng lao xuống bên dưới. Đứng trên lưng là một nữ tử. Cô ta được gọi là âm giới chi chủ. Âm giới vương là người quản lý âm giới, còn nữ tử này chính là chủ nhân của âm giới. Âm giới vương cũng chỉ là thuộc hạ của cô ta mà thôi. Cô giơ tay bạo phát lực lượng ngăn cản sự sụp đổ của âm giới, sau đó mới lên tiếng chất vấn Tôn Ngộ Không. Cậu thẳng thắn thừa nhận mình đã làm thịt âm giới vương. Vì điều này, âm giới chi chủ muốn cậu phải cho mình một lời giải thích. Hai người phải ở lại, đợi cho cô ổn định lại âm giới rồi sẽ xử lý sau. Tôn Ngộ Không tỏ thái độ không muốn hợp tác. Âm giới chi chủ nghe vậy cũng nhắc nhở cậu, đừng trách là cô không khách khí. Nói đánh là đánh, Tôn Ngộ Không lập tức xông lên động thủ, vung một gậy định đập nát đầu nữ nhân này. Thân ảnh âm giới chi chủ biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện ở một nơi khác. Cậu tiếp tục lao tới tấn công, nhưng đối phương lại di chuyển quá nhanh. Thế cách này không có hiệu quả, ngay cả một sợi tóc cũng không thể chạm tới. Cậu lập tức đổi qua kế sách khác, đó là triệu hồi ra 3.000 phân thân bao vây cô ta lại. Các phân thân ồ ạt xông lên, âm giới chi chủ thản nhiên tránh né. Sau đó bắt buộc phải động thủ giải quyết đống phân thân rắc rối này. Tôn Ngộ Không cầm gậy lao lên đánh trực diện. Âm giới chi chủ thản nhiên phóng ra vô số công kích. Thấy không làm gì được yêu hầu nên cô ta cũng không tránh né nữa. Cô rút ra trường thương rồi bắt đầu chiến đấu. Hai người lao vào nhau quần chiến vài trăm hiệp.
Tôn Ngộ Không biến hóa cây gậy Như Ý thành khổng lồ rồi bổ về phía cô nàng. Cô ta cũng xông lên đón đỡ. Sau màn chạm trán này, hai người đều bị đẩy lui về sau. Âm giới chi chủ càng thêm tức giận. Tôn Ngộ Không đáp trả sự giận dữ này bằng cách chủ động lao lên, cơ thể biến hóa thành con khỉ to xác. Trong trạng thái siêu viên kim cương thân này, sức mạnh, độ bền và khả năng chịu đựng của cậu được gia tăng rất nhiều, thích hợp cho đánh cận chiến thô bạo. Âm giới chi chủ kịp thời tránh né, nhưng con chim thì không. Điều này làm cho cô điền tiết, quyết định tung ra tuyệt chiêu để trừng phạt yêu hầu. Đúng vào lúc này, giọng nói của Như Lai đã vang lên. Như Lai để lại một tia thần hồn để nói chuyện với âm giới chi chủ, giải thích mọi chuyện và mong rằng cô nàng này mở ra một con đường thoát. Bây giờ ám hồn gây họa cho thiên hạ, Ngộ Không còn có trách nhiệm bên mình. Đợi cho tới khi cậu hoàn thành sứ mệnh, ắt sẽ đến nhận tội. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn không chịu, cậu cảm thấy mình không có tội gì cả nên yêu cầu Như Lai đừng có nói linh tinh. Cũng may Tô Y đã yêu cầu Ngộ Không bớt nói lại. Âm giới chi chủ nghe vậy cũng không muốn làm khó nữa. Nếu như ép Ngộ Không ở lại thì e rằng nơi này sẽ bị phá hủy thê thảm hơn. Cô đồng ý để cho hai người rời khỏi. Tôn Ngộ Không vội thu hồn phách của Tố Y lại, sau đó cũng không quên cảm ơn âm giới chi chủ, hẹn ngày sau gặp lại. Vừa nói xong thì cảm thấy mình đã lỡ lời nên lập tức sửa đổi, vẫn mong đừng gặp lại thì hơn. Âm giới chi chủ vẫn thái độ thản nhiên. Trong lúc này, Chu Bát Giới vì sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ thôn làng nên cũng may mắn thoát ra khỏi huyễn cảnh. Tâm tính miêu nữ đã tha lòng hơn, Chu Bát Giới tỏ rõ bộ mặt hối hận. Điều này làm cho cô nàng không thể trách móc được. Cô thừa nhận hắn không hề nhu nhược như mình nghĩ. Có trách thì phải trách cô không đủ kiên cường, quá ỷ lại vào người khác. Cô tha thứ cho Bát Giới, những chuyện đáng tiếc đều đã trải qua rồi, cô sẽ cố gắng đi đầu thai. Nhưng mà trước khi làm chuyện đó, cô muốn hắn giúp một chuyện. Chu Bát Giới vội đồng ý, bất kể là chuyện gì thì hắn cũng bằng lòng giúp đỡ. Miêu nữ cho biết mình muốn gặp con gái ba ba. Cô nghe nói rằng sau khi đầu thai sẽ bị xóa đi trí nhớ kiếp trước nên cô muốn hai mẹ con cùng lên đường. Nhiều khả năng cao là sau khi đầu thai, hai mẹ con không còn gặp lại nhau nữa. Dù là vậy thì miêu nữ vẫn không hối hận. Chỉ cần trong lúc cuối cùng vẫn gặp được cô bé là cô đã thỏa mãn rồi. Đường Tam Tạng nghe về cũng động lòng, quyết định chiều theo ý của miêu nữ. Ông cầm lên một cành cây khô rồi bắt đầu viết xuống đất nhiều chữ kỳ lạ. Vòng tròn chữ hòa hợp lại với nhau bao xung quanh Bát Giới. Việc kế tiếp là để cho Bát Giới gọi cô bé ra ngoài. Rất nhanh chóng, linh hồn cô bé cũng hiện ra, hai mẹ con lần nữa gặp lại nhau, họ vô cùng xúc động. Đám người Bát Giới, Bạch Lang và Tiểu Vũ cũng bị màn cảm động này làm cho rớt nước mắt. Linh hồn hai mẹ con cuối cùng đã mãn nguyện, bọn họ vẫy tay chào tạm biệt rồi dần dần tan biến vào hư không. Rất nhanh sau đó, chú ấn trên lòng bàn tay Bát Giới cũng biến mất, kiếp nạn của hắn đã được hóa giải thành công. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng vẫn còn việc phải làm, ông mở cái túi ra ngoài. Bên trong là linh hồn của Đô Đốc Thạch Bình, linh hồn của một vị tráng hán cao to nhanh chóng xuất hiện. Ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, bị nhốt trong đá lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng được tự do. Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng bất ngờ. Đến bây giờ nàng mới được nhìn thấy bộ dạng thực sự của Thạch Bình, bọn họ vốn là linh hồn bị nhốt bên trong các tảng đá. Đường Tam Tạng cảm thấy tiếc nuối vì gặp lại nhau trong tình cảnh này. Nếu năm đó ông khuyên can kịp thời thì có lẽ sẽ không tạo thành hậu quả xấu như hôm nay. Đô Đốc Thạch Bình cũng thừa nhận giữa mình và Đường Tam Tạng đã có suy nghĩ khác biệt ngay từ đầu. Nhớ lại năm đó, Đô Đốc Thạch Bình vốn vô cùng căm ghét yêu quái. Có một đám yêu quái ngang nhiên xông vào cổ thành, thế là ông lập tức ra lệnh cho Thạch Bình xông lên tấn công. Bởi vì cơ thể của Thạch Bình là những tảng đá cứng rắn, cho nên đám yêu quái nhanh chóng bị tiêu diệt. Ông tự cho rằng mình vì bảo vệ chính nghĩa nên từ bỏ thân xác để làm Thạch Bình, mà đám yêu quái này lại có thân thể tự do, đây là không công bằng. Lúc đó, Đường Tam Tạng đang trên đường đi lấy Vĩnh Hằng Chi Hỏa, bọn họ đi qua cổ thành và gặp gỡ Đô Đốc Thạch Bình. Đường Tam Tạng cũng rất kính phục vì hành động xa thân cứu thế của ông ta. Chỉ là trong nỗi thống khổ vĩnh sinh rất dễ sinh lòng oán hận. Lúc mới gặp Đô Đốc Thạch Bình, Đường Tam Tạng đã phát hiện ra sát ý của ông ta quá nặng. Ông ta nghe vậy liền cười lớn và cho rằng Đường Tam Tạng đã quá lo lắng rồi. Đám yêu quái kia tùy tiện là có được sức mạnh. Điều đó đối với những bậc chính nghĩa như bọn họ là rất bất công. Ông chấp hành chính nghĩa thì có gì là không đúng hay sao? Đường Tam Tạng lại cho rằng con đường chính nghĩa quan trọng nhất là thủ vững bản tâm. Đừng lấy chính nghĩa ra để nhân danh rồi có quyền làm thế này, thế nọ. Đô Đốc Thạch Bình không muốn nghe thêm nữa nên vội vàng nói qua loa vài câu.
Sau khi các thầy trò rời đi, thì ông ta lại lấy danh thực thi chính nghĩa để tàn sát yêu quái xung quanh, không cho bọn chúng một con đường sống nào. Thậm chí còn bắt ép người dân xung quanh phải hy sinh thân xác, ép cho Thanh Thạch Bình để gia nhập chính nghĩa. Trở lại hiện tại, Đô Đốc Thạch Bình tỏ vẻ vô cùng hối hận. Đường Tam Tạng muốn siêu độ cho ông ta, nhưng mục đích của tên Đô Đốc này lại không phải như vậy. Ông mỉm cười mỉa mai rồi bắt đầu thi pháp, bảo phát ra lực lượng hắc ám, gọi đến vô số Thạch Bình. Bọn họ nhanh chóng bao vây đám người Đường Tam Tạng. Ngao Tuyết đang ngủ ngon thì bị Nhất Hổ đánh thức. Tưởng là Nhất Hổ đang gây sự với mình, nên hắn cũng khá tức giận. Nhưng sau khi nhìn thấy mình đã bị bao vây, thì lập tức hoảng hốt. Tên Đô Đốc tỏ vẻ tức giận, cho rằng Đường Tam Tạng chả có tư cách gì để giáo huấn mình. Ông đã hy sinh thân xác để thực thi chính nghĩa, cho nên không có ai có đủ tư cách phân xử chính nghĩa hơn mình. Ông bạo phát sức mạnh điều khiển đám Thạch Bình tấn công các thầy trò. Đám Thạch Bình giống như bị mất đi lý trí, bọn chúng ồ ạt xông lên tấn công. Các thầy trò cũng lao ra đánh địch, chỉ riêng Ngao Tuyết là coi chân bỏ chạy. Nhờ vào ưu thế cơ thể rắn chắc, đám Thạch Bình cứ bị đánh ngã rồi lại đứng dậy. Các thầy trò liên tục bị chèn ép. Dù Đường Tam Tạng đã cố gắng sử dụng sức mạnh để xua đuổi lực lượng ám hồn, nhưng cách này lại không có hiệu quả. Sau một hồi chiến đấu, các thầy trò cũng rơi xuống thế yếu. Đúng vào lúc nguy cấp đó, Tôn Ngộ Không đã quay trở lại. Cậu ném ra gậy như ý đập cho đám Thạch Bình tan tành. Linh hồn của bọn họ bay ra ngoài. Điều này làm cho tên Đô Đốc vô cùng hoảng hốt. Linh hồn người dân sau khi được giải thoát liền vui sướng. Cuối cùng thì bọn họ cũng được tự do rồi. Thấy dáng vẻ vui mừng đó, tên Đô Đốc càng thêm phẫn nộ. Ông cho rằng nguyện vọng của Thạch Bình là trở nên mạnh mẽ mới phải. Linh hồn của người dân lập tức chỉ trích. Đó chẳng qua là ý nghĩ của ông mà thôi. Cái bọn họ cần là mong muốn được sống yên ổn tự tại. Tâm nguyện ban đầu của ông là xả thân cứu thế. Nhưng sau khi bị nhốt trong Thạch Bình, ông đã cảm thấy đau khổ. Từ đó nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Bọn họ quyết không để cho tên Đô Đốc này sai khiến nữa. Đường Tam Tạng cũng bày tỏ lòng muốn hỗ trợ, giúp cho bọn họ siêu thoát. Điều này đối với bọn họ là cảm kích rất lớn. Thế là Đường Tam Tạng lập tức đọc chú ngữ, siêu thoát cho các linh hồn đầu thai làm kiếp mới. Đô Đốc Thạch Bình cũng nhận ra mình đã sai lầm. Dưới sự khuyên giải, ông ta cũng buông bỏ chấp niệm. Linh hồn chậm rãi tan biến vào hư không. Sau khi Đường Tam Tạng độ hóa cho Đô Đốc Thạch Bình thì cũng đến lượt Sa Ngộ Tĩnh chia tay với người bạn của mình. Cuối cùng là Tôn Ngộ Không chia tay Tố Y. Cuộc gặp gỡ thoáng qua rồi lại chia tay nhau. Trải qua trận chiến lần này, các thầy trò đều đã thấm mệt nên Đường Tam Tạng muốn mọi người chỉnh đốn lại một chút. Tôn Ngộ Không vẫn còn đang thất thần vì màn chia ly với Tố Y. Đúng vào lúc còn đang rơi nước mắt thì lại bị cắt ngang. Một nữ nhân thấy tò mò nên muốn hỏi thăm Tôn Ngộ Không. Điều này làm cho cậu cáu gắt. Tâm trạng đã không tốt rồi, còn hỏi cái đầu nhà người. Còn hỏi nữa thì sẽ đánh tan xác nhà người đó. Nữ tử kia cũng không chịu thua. Cô cứ muốn hỏi đấy, có giỏi thì tới đây. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ thì Tôn Ngộ Không mới ngỡ ngàng. Cô gái này chính là Ngưu Tiểu Muội, nhân cách chính của Ngưu Mao Vương. Ngưu Tiểu Muội cảm thấy dung mạo của cậu rất giống với người bạn Tôn Ngộ Không của mình. Tôn Ngộ Không nghe vậy, liền giả vờ không biết. Cô nàng nghe vậy lập tức quay sang hỏi Đường Tam Tạng. Ông ấp úng nói dối, cậu ấy không đi cùng với bọn họ. Ngưu Tiểu Muội vẫn tiếp tục tra hỏi. Cô muốn biết con khỉ nhỏ này là ai, sao bề ngoài trông giống hắn vậy. Lời này làm cho cả đám hốt hoảng. Nếu sự thật bị bại lộ thì phiền phức to. Đường Tam Tạng phải nói dối thêm lần nữa. Bịa cho cậu cái tên Ngộ Vân là đệ tử mới đến. Cả hai đều là hầu yêu nên có chút giống cũng không lạ. Ngưu Tiểu Muội nghe vậy cũng tin tưởng Đường Tam Tạng. Cô thở dài rồi rời đi, tiếp tục tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Thấy đối phương mạo hiểm vì mình, Tôn Ngộ Không lên tiếng nhắc nhở. Yêu quái đại đạo rất nguy hiểm, đừng khinh thường. Sau khi cô nàng đi khỏi, Đường Tam Tạng mới thở dài. Ông cảm thấy tội lỗi, người xuất gia không nên nói dối, nhưng cũng hết cách rồi. Nếu bị cô nàng này dính theo thì biết khi nào mới đến được bỉ giới. Buổi tối hôm đó, Tiểu Vũ đang nằm ngủ thì mơ gặp được Thú Đại Nhân. Thú Đại Nhân là người đã bảo vệ cho cô nàng, tiếc là đã bị giết chết. Gặp lại người thân quen, Tiểu Vũ vô cùng xúc động. Thú Đại Nhân đột nhiên khuyên nàng tuyệt đối đừng tới bỉ giới, nếu không, nàng sẽ bị biến trở lại trạng thái ngọn lửa vĩnh hằng, mất đi thân xác này. Tiểu Vũ vẫn kiên quyết, nếu như sự hy sinh của nàng có thì cứu vớt được muôn dân trăm họ thì cũng đáng giá. Thú Đại Nhân tiếp tục khuyên ngăn Tiểu Vũ, điều này làm cho cô nàng tức giận. Nàng nhanh chóng nhận ra tên này không phải ca ca của mình. Hắn ta nghe về cũng không che giấu thân phận nữa, hắn để lộ nguyên hình là Nguyên Thủy Ngọc Tồn. Bây giờ Tiểu Vũ đã bị vây nhốt trong giấc mơ, chỉ cần ý thức của nàng bị mang đi thì Tiểu Vũ sẽ không còn tỉnh lại được nữa.
Đối mặt với cường giả bậc này, Tiểu Vũ vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc hắn ta định đưa cô nàng đi thì bị Sang Ngộ Tĩnh can thiệp. Điều này nằm ngoài dự liệu của Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Hắn không ngờ rằng trong nhóm người này cũng có kẻ am hiểu pháp thuật, có thể xông vào đây đúng là không tầm thường. Nguyên Thủy Ngọc Tôn nhanh chóng bị đuổi khỏi giấc mơ, thân thể hắn ta hiện ra trước mặt đám thầy trò. Đám người bát giới chưa từng gặp mặt nên không biết kẻ này là ai. Chỉ riêng Tôn Ngộ Không đã từng giao thủ vài lần nên biết rõ sự nguy hiểm của hắn. Đường Tam Tạng tức giận, ông lao lên định đấm vào mặt Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị đánh bay ra xa. Những người khác thấy phải lập tức rút vũ khí xông lên chiến đấu. Hắn ta dễ dàng bón hành cho Tôn Ngộ Không và sút cho bát giới nằm lăn lóc. Sang Ngộ Tĩnh cũng không phải đối thủ. Tôn Ngộ Không ném ra cây gậy giải cứu cho Ngộ Tĩnh, sau đó ba thầy trò cùng nhau xông lên đánh hội đồng. Hắn ta chỉ bạo phát sức mạnh đã đẩy lui được ba người. Chuyện kế tiếp là lao về phía Tiểu Vũ. Nhất Hồ đột ngột lao ra ngoài ngăn cản nhưng cũng chỉ đỡ được một chiều duy nhất, cơ thể bị dính một trường bay ra xa. Bạch Lang bạo phát long hồn và đấu khí ngăn cản. Nguyên Thủy Ngọc Tôn giơ tay ngăn cản, dáng vẻ vẫn thong song. Thực lực Bạch Lang này đã khác xưa, có thể ngăn cản được thế tiến công của hắn ta một thời gian. Ngao Tuyết bây giờ cũng gan dạ hơn xưa, không còn chạy trốn tranh né nữa. Hắn lao lên bầu trời rồi triệu hoán ra thiên lôi tấn công Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Bát Giới và Ngộ Tĩnh thừa cơ hội này lao lên tấn công bất ngờ. Tôn Ngộ Không biến lớn gậy như ý ném về phía đối thủ, đẩy lui hắn ta. Đường Tam Tạng đã ở phía trước đón đầu, ông thi triển ra tuyệt chiêu. Chiêu thức của ông truyền khắc chế ám hồn nên sau khi bị dính trưởng, cơ thể Nguyên Thủy Ngọc Tôn đã bị tàn sát. Bởi vì đây chỉ là nguyên thần, không phải bản thể nên sức chiến đấu của hắn bị hạn chế đi rất nhiều. Dù là vậy thì các thầy trò cũng phải chật vật mới đánh thắng được. Đường Tam Tạng nhắc nhở, tên đó có thể xâm nhập vào tư tưởng của bất kỳ ai. Sau này mọi người phải cẩn thận, đừng để hắn có cơ hội lợi dụng. Tuy lần này thất bại, nhưng Nguyên Thủy Ngọc Tôn vẫn thong dong. Ban nãy chỉ giống như thăm dò chiến lực của đám người Đường Tam Tạng mà thôi. Hắn cảm thấy trong đám người này có người mình có thể lợi dụng được. Yêu quái đại đạo lại có quá nhiều yêu quái để hắn xâm nhập vào tâm trí và điều khiển, cho nên khó khăn của các thầy trò lại tăng lên rất nhiều. Sau nhiều thời gian di chuyển thì các thầy trò cũng bước vào địa bàn khác. Bầu trời sấm chớp rền vang, các thầy trò phải chạy qua một hẻm núi. Xung quanh là vô số yêu quái truy đuổi. Chỉ cần chạy qua hẻm núi thì sẽ đến được Bạch Cốt Quốc. Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy. Con đường phía trước đã bị vô số yêu quái bao vây. Phía đằng sau lại có vô vàn yêu quái truy đuổi. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể ứng chiến mà thôi. Thế là các thầy trò đồng loạt xông lên đánh địch. Chư Bát Giới vung bồ cào, Ngao Tuyết dùng đôi chân vừa bỏ chạy vừa đánh địch. Nhất Hổ thì sử dụng cách đánh hung bạo. Tôn Ngộ Không cũng vung gậy tấn công, vô số yêu quái bị tiêu diệt. Nhưng bọn chúng lại có hành động vô cùng kỳ lạ, đó là ăn thịt đồng loại đã chết. Sau khi ăn thịt, sức mạnh và tốc độ liền tăng lên đáng kể. Đúng là đám này đã bị ám hồn xâm nhập. Nhất Hổ bị đánh cho tơi bời, Đường Tam Tạng cũng rơi vào nguy hiểm. Đúng vào lúc nguy cấp đó, một thanh kiếm bất ngờ lao từ xa đến giải cứu. Kẻ làm chuyện này là một tên thanh niên, con ngựa mà hắn ta cưỡi chỉ có đúng bộ xương, không hề có chút da thịt nào. Đám yêu quái xông lên tấn công hắn ta. Tên tráng hán lập tức rút kiếm lao ra ngoài giết địch. Tốc độ vô cùng nhanh, chỉ với vài đường kiếm cơ bản đã tiêu diệt vô số yêu quái, khiến những tên còn sống sót hoảng sợ bỏ chạy. Hắn ta có biệt danh là chiến sĩ Bạch Cốt, phụng lệnh công chúa đến đây để tiếp đón các thầy trò. Đường Tam Tạng cảm ơn rồi cùng nhau đi theo hắn ta. Không khí xung quanh vô cùng mờ ảo, điều này làm cho Bạch Lang thắc mắc nên đã lên tiếng hỏi thăm nguyên nhân vì sao Bạch Cốt Quốc lại có sương mù dày đặc tới như vậy. Đường Tam Tạng từng đi qua nên hiểu rõ, ông cho biết những thứ này không phải là sương mù, nó là khí tử thi của người chết tích lũy không tiêu tan. Yêu tinh ở Bạch Cốt Quốc đã cắm rễ ở đây ngàn năm, hơn nữa lại còn là yêu ám hồn. Ông nhắc nhở mọi người đừng trêu chọc bọn họ. Chư Bát Giới nhát gan nên vội đồng ý. Hắn thừa nhận nơi này rất là âm u, quái gở. Muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chỉ không biết là Bạch Cốt Quốc hiện giờ biến thành như thế nào rồi. Vào tới nơi, các thầy trò mới ngỡ ngàng vì không khí tại đây hoàn toàn khác biệt. Không hề có chút dấu hiệu u ám nào. Đầu đầu cũng nhộn nhịp và náo nhiệt. Người nơi này trông đều rất hòa thuận. Cô gái xinh đẹp này chính là công chúa của Bạch Cốt Quốc. Nhìn thấy Đường Tam Tạng, cô nàng vô cùng vui mừng. Lần trước từ biệt tới giờ đã là 10 năm không gặp rồi. Khoảnh khắc lúc đó khiến cho công chúa vô cùng hoài niệm. Đường Tam Tạng nghe vậy cũng cười gượng. Nhớ lại năm đó, công chúa Bạch Cốt vô cùng yêu thích Đường Tam Tạng. Vậy nên muốn giữ ông lại ở Bạch Cốt Thành.
không có yêu tinh nào có thể rời khỏi phạm vi Bạch Cốt Thành được. Chỉ cần ông cũng trở thành yêu tinh như bọn họ thì sẽ được ở cùng nhau. Cô bắt đầu nhả một luồng khí màu xanh vào mặt Đường Tam Tạng. Rất may là Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ngăn cản. Sau đó tuyên bố nếu cô động tới sư phụ thì không còn chỗ để thương lượng nữa. Công chúa vẫn nhất quyết không bỏ qua, thế là cô tung chiêu định kết liễu ông. Bởi vì có chuyện xưa liên quan tới tình cảm nên bây giờ gặp lại, Đường Tam Tạng mới tỏ vẻ ngượng ngùng. Công chúa Bạch Cốt cũng bất ngờ vì lần này có thêm vài người nữa đồng hành cùng ông. Cô ngỏ ý đưa mọi người đi dạo trước. Người dân ở đây sau khi thấy Đường Tam Tạng cũng chắp tay cúi chào, vẻ thân thiện. Biến hóa lớn ở đây đều là do công chúa dốc sức cải tạo mới khiến cho diện mạo của Bạch Cốt Quốc trở nên rực rỡ như bây giờ. Bạch Cốt công chúa lại lên tiếng cảm ơn Đường Tam Tạng vì năm đó đã được ông giáo huấn giúp cô tỉnh ngộ, từ đó mới làm cho nơi này có cảnh tượng như ngày hôm nay. Bạch Lang định giúp đỡ một đám trẻ, vậy nhưng Tôn Ngộ Không đã ngăn lại và khuyên cậu đừng tiếp xúc quá nhiều với người ở đây. Bạch Cốt công chúa thấy vậy liền giải thích, yêu tinh ở đây không có ác ý. Lần này gặp lại, cô có một chuyện muốn nhờ vả. Mấy năm nay cô góp nhặt được một ít cổ kinh, chỉ là tuệ căn còn thấp mà những kinh thư này lại thâm thúy khó hiểu nên cô muốn ông ở lại giảng kinh cho mình. Tôn Ngộ Không lập tức xen vào cắt ngang. Cậu khuyên sư phụ mau chóng đi qua nơi này thì hơn. Đường Tam Tạng cực kỳ khó xử, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ muốn được giúp đỡ của công chúa thì ông lại đồng ý giúp đỡ. Bạch Cốt công chúa vui mừng, cô lập tức đi chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Các thầy trò được an bài đến một phòng cực kỳ rộng rãi. Đã rất lâu rồi bọn họ không được nghỉ ngơi trong một nơi sáng sủa như thế này, cho nên tâm trạng của mọi người đều vô cùng vui mừng. Nhìn vẻ náo nhiệt bên ngoài, Bạch Lang muốn dẫn Tiểu Vũ ra ngoài đi dạo chơi. Sa Ngộ Tĩnh lập tức ngăn cản, hắn khuyên mọi người cứ yên tâm đợi ở nơi này. Đây là đang lo lắng cho an nguy của Tiểu Vũ, nhưng cô nàng này lại cảm thấy yêu tinh ở đây rất thân thiện. Sa Ngộ Tĩnh cho biết nguy cơ nguy hiểm trên yêu quái đại đạo thường khó mà phát hiện, bọn họ vẫn bớt gây phiền phức đi thì hơn. Vậy nhưng Bạch Lang cùng mọi người vẫn chứng nào tật nấy, bọn họ âm thầm lẻn ra ngoài. Sa Ngộ Tĩnh còn chưa nói hết câu thì Bát Giới và Nhất Hổ đã không thấy đâu nữa. Hai tên này đi tới một quán ăn, gọi ra vô số thịt và rượu rồi cùng nhau ngấu nghiến. Vài cô gái ở bên cạnh liên tục khuyên Bát Giới ăn từ từ thôi. Bát Giới vừa ăn vừa không quên khoác lác, chê bai Tôn Ngộ Không. Mấy nữ hầu nghe vậy liền được đà khen người hắn lợi hại. Chỉ bằng uống thêm chén nước cho trơn cổ, Bát Giới được khen lại càng thích thú. Hắn đứng dậy tuyên bố cự trừ nhất tộc của hắn có tiếng tăm lừng lẫy trên yêu quái đại đạo. Trong đó chữ Bát Giới hắn chính là đẹp trai nhất, lợi hại nhất. Ăn uống một lúc, Bát Giới cũng đã phê pha, không kiểm soát nổi hành động nữa, tay chân liên tục vung loạn xạ. Vô tình đẩy ngã một nữ tỳ, còn hất văng ly rượu ngã ra nền nhà. Hành động vô lễ này làm cho cô gái tức giận. Thế là cô ra hiệu cho hai nữ tỳ còn lại chuốc say rượu Bát Giới. Lúc này Đường Tam Tạng vẫn đang miệt mài ghi chép lời giải thích cổ kinh. Ông muốn ghi chép thật nhanh để lên đường. Công chúa dù ở lại thêm vài hôm nhưng Đường Tam Tạng từ chối. Ông còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn, không thể trì hoãn được. Tôn Ngộ Không cũng ở bên cạnh canh chừng. Cô lên tiếng cho rằng công chúa tìm mọi cách giữ các thầy trò ở lại là có ý đồ khác. Bạch Cốt công chúa vẫn cho rằng bọn họ đang hiểu lầm, mình không có ý đồ xấu gì cả. Nhưng cậu đâu có tin, cậu muốn ở lại canh chừng. Sau khi Bạch Cốt công chúa cùng chiến sĩ Bạch Cốt rời đi, hai thầy trò mới có dịp trò chuyện. Đường Tam Tạng cảm thấy ánh mắt của công chúa không có gì khác thường, loài yêu này sẽ không hại người. Trong lúc này Bạch Lang lại một mình đi bộ bên ngoài, không khí bên ngoài làm cho hắn cũng thắc mắc. Đây thực sự là Bạch Cốt Quốc mà hắn từng biết sao? Một tên tráng hán mời Trào Ngao Tuyết tới nếm thử món thịt nướng. Xem bộ dạng thì đúng là ngon, nhưng sau khi biết đây là thịt ngựa thì hắn liền bực mình bỏ đi. Đừng một đoạn thì lại có một đứa trẻ cầm theo quả bóng đến dù hắn chơi đùa. Trong lòng Ngao Tuyết đã bực rồi, thế là hắn liền đá quả cầu bay lên trời. Hành động này làm cho tên nhóc kia buồn bã. Không may là quả cầu đã bay quá cao, sau khi rơi xuống liền phá tan một căn nhà gần đó. Hành động ngoài ý muốn này làm cho Ngao Tuyết lo lắng. Sau khi đứa bé ngẩng đầu lên thì bộ dạng đã khác. Không khí mờ ảo lạ thường, người dân không còn vẻ thân thiện nữa. Họ bây giờ đây giống như là thây ma biết đi. Bạch Cốt công chúa đi tới một cái hang động âm u. Hóa ra hành động giữ chân Đường Tam Tạng ở lại đều là làm theo phân phó của người khác. Cô gọi Bạch Cốt hoàng đế là phụ thần. Điều nằm ngoài dự đoán là Tôn Ngộ Không cứ ở bên cạnh canh chừng Đường Tam Tạng. Bạch Cốt hoàng đế hiện nguyên hình là một bộ xương cốt.
Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng đều không phải là mục đích mà ông ta để ý. Cái mà ông ta muốn lấy chính là Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Công chúa muốn nhận nhiệm vụ này, nếu để cho ông ta ra tay thì an nguy của Đường Tam Tạng khó mà đảm bảo. Bạch Cốt Hoàng đế biết thừa đứa con gái của mình đang lo lắng cho Đường Tam Tạng nên lập tức ủy hiếp. Bạch Cốt công chúa đành phải thừa nhận mình đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, không còn ý định rời đi nữa, nàng nguyện đời đời ở lại đây hầu hạ. Ông ra lệnh sau khi đạt được Vĩnh Hằng Chi Hỏa hãy giết chết Đường Tam Tạng. Chiến sĩ Bạch Cốt chủ động ra mặt, nhận mệnh lệnh này. Hắn tin tưởng là chỉ cần ở trong Bạch Cốt thành này, cho dù có Tôn Ngộ Không bảo kê thì chắp cánh cũng khó thoát. Thế là nhiệm vụ tiêu diệt các thầy trò được giao cho chiến sĩ Bạch Cốt, còn Hoàng đế Bạch Cốt thì muốn tự tay cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Lão phóng thích tất cả âm thi chi khí ra khỏi mặt đất. Ngao Tuyết vừa bỏ chạy vừa hù dọa đám thầy ma. Nếu như bọn chúng còn đuổi theo nữa thì hắn sẽ không khách sáo đâu. Trên miệng nói là như vậy, thực chất là trong bụng đã sợ mất mật rồi. Âm thi chi khí nhanh chóng lan rộng ra ngoài, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Ngao Tuyết, khiến hắn không còn nhìn rõ nữa. Bây giờ tầm nhìn đã bị hạn chế, hắn không còn biết chạy đi đường nào nữa. Sau đó thì bị dính một cú ném cầu, cơ thể ngã xuống. Hắn vừa đứng lên định bỏ chạy thì lại hết đường chạy, xung quanh tứ phía đã bị bao vây hoàn toàn. Hắn bộc phát lực lượng long hồn đánh cho cả đám nằm sấp mặt. Vậy nhưng cả đám này chỉ bị đánh ngã chứ không chết. Một tên nhóc bò tới giữ chân Ngao Tuyết lại rồi tặng cho tên này một nhát cắn. Trong lúc này, chữ Bát Giới vẫn đang vui vẻ trong tử quán. Nữ hầu liên tục rót rượu vào miệng Bát Giới. Hắn ta đang tận hưởng vui vẻ thì đột nhiên mở mắt. Đập vào mắt là hai bộ xương khô đang rót rượu cho mình. Thế là Bát Giới giật mình đứng dậy. Nhìn xung quanh, hóa ra đồ ăn trên bàn đều bị pháp thuật che mắt. Đồ ăn đã chẳng biết thối rữa từ khi nào. Nhất Hồ cũng tỉnh táo trở lại. Ba bộ xương lao tới tấn công, sợ cho hai người sợ mất hồn. Nhất Hồ nhanh trí ném bàn ăn đè lên người bọn họ. Vừa giải quyết được mối nguy hiểm trước mặt thì mối nguy hiểm khác lại xuất hiện. Người dân bên ngoài đã tiến vào trong quán, bọn họ lập tức truy đuổi. Bát Giới trốn phía sau một cái bình, nhờ vậy mà đánh lừa được các bộ xương đang truy đuổi. Bạn nãy ăn uống còn tuyên bố mình lợi hại, chỉ cần Nhất Hồ đi theo thì sẽ bảo kê. Bây giờ gặp hoạn nạn thì Chư Yêu lại tìm cách bỏ chạy giữ mạng, để cho Nhất Hồ một mình chống chọi với đám xương khô. Tưởng thế là đã thoát, Chư Bát Giới vừa lết đi một đoạn thì gặp ba nữ tỷ. Quá hoảng sợ, hắn ta lập tức quay xe bỏ chạy, nhưng chạy đi đường nào cũng không thoát, cuối cùng bị dồn vào góc tường. Cứ ngỡ rằng Chư Yêu sẽ bị ăn thịt, nhưng không, hắn ta chạy về phòng trọ gõ cửa, giọng nói vô cùng gấp gáp. Bạch Lang vừa ra mở cửa thì ngỡ ngàng, khuôn mặt của Bát Giới đã khô héo giống như bị hút hết thịt, chỉ còn lại lớp da bọc xương, đầu còn tỏa ra luồng khí màu xanh. Hắn ta lao tới tấn công, định cắn vào người Bạch Lang, hai người cứ như vậy giằng co nhau. Tiểu Vũ định lao tới trợ giúp thì sang Ngô Tĩnh ngăn cản. Có vẻ như Ngô Tĩnh đã quen với cảnh tượng này nên không hề có bất ngờ cũng như sốt ruột. Hắn dùng một quyển trục ném vào miệng Bát Giới, sau đó dùng dây thừng trói tên Chư Yêu lại. Chuyện kế tiếp là liên tục vào mặt Bát Giới. Bị đánh đau, Chư Bát Giới cũng tỉnh táo lại và vô cùng thắc mắc vì sao Ngộ Tĩnh lại đánh mình. Tiểu Vũ đem mọi chuyện kể lại, tên kia vẫn phủ nhận tại sao lại như thế được chứ. Hắn quay trở về đây để nói cho mọi người biết là bên ngoài xảy ra chuyện rồi, muốn gọi sư phụ cùng rời đi mà thôi. Hắn cứ khăng khăng khẳng định mình vẫn bình thường, muốn mọi người cởi trói, không tin thì cứ tiến lại kiểm tra thử xem. Vàng thật không sợ lửa. Sang Ngộ Tĩnh chậm rãi tiến lại gần cởi trói. Tới đây thì Chư Bát Giới há miệng mỉm cười. Chỉ chờ Ngộ Tĩnh không để ý, khuôn mặt gã lập tức thay đổi rồi lao tới tấn công. Đáng tiếc là ý đồ này sớm đã bị Sang Ngộ Tĩnh nhìn thấu rồi. Gã còn chưa kịp làm gì thì đã bị ăn một trận đòn rồi bị xích lại. Gã cực kỳ bất mãn vì ra tay cũng không cần phải nặng như vậy chứ. Đây là đang báo thù riêng hay sao? Sang Ngộ Tĩnh cho biết Chư Bát Giới đã bị nhiễm thi khí. Vì an toàn của mọi người nên chỉ đành cho gã chịu thiệt thòi mà thôi. Lời này đã không tiện ở lâu nữa, bọn họ phải tìm sư phụ rồi cùng nhau rời đi. Chư Bát Giới bị trói ném lên xe, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh canh chừng, không khí bên ngoài vô cùng khó ngửi. Sang Hồ Tĩnh giải thích, sương mù bao phủ nơi này là âm thi chi khí, nồng độ càng lúc càng đậm. Đi được một đoạn thì bọn họ cảm thấy không ổn, giống như mình đang bị theo dõi. Đột nhiên, Nhất Hồ xuất hiện, bộ dạng hắn vô cùng hốt hoảng, nhưng cơ thể thì vẫn bình thường. Trước khi để cho Nhất Hồ tiến lại gần thì Sang Ngộ Tĩnh vẫn chặn lại kiểm tra. Nhất Hồ nhìn về phía Bát Giới với bộ mặt vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn lao lên đập cho Chư Yêu một trận. Bởi vì bà nãy đã dùng mình làm mồi để dụ địch, còn gã thì tự mình chạy trốn. Nhất Hồ phải lao ra bên ngoài cửa sổ để tìm đường thoát, rồi vất vả lắm mới tới đây được. Rất nhanh sau đó, người dân trong Bạch Cốt Quốc cũng đuổi tới, nhóm người phải quay xe bỏ chạy.
Vừa chạy, Sa Ngộ Tĩnh vừa nhắc nhở mọi người chú ý không được để bọn chúng cắn vào người, nếu không sẽ bị nhiễm thi khí giống như bát giới. Đám xương khô đuổi theo liên tục, tưởng là bọn chúng chỉ biết di chuyển chậm chạp như xác sống, ai ngờ rằng bọn chúng còn biết leo trèo và tấn công dồn dập. Nhất Hổ cũng bất ngờ vì đám này trước đó không có nhanh nhẹn tới như vậy. Mọi người liên tục phản kích nhưng số lượng thầy khô lại quá đông, vô tình để lọt một tên tiếp cận lại gần Tiểu Vũ. Cô nàng cũng phải bỏ chạy. Chu Bát Giới dùng cái đầu của mình đánh tên thầy khô bay ra xa. Hắn ta sau khi lấy lại tinh thần liền lao tới tấn công Bát Giới. Nhất Hổ thấy vậy đành chờ lớn bằng cách cầm chiếc xe lên, vùng chiếc xe quay vòng vòng đẩy lùi vô số thầy ma. Chu Bát Giới ngồi trên xe bị quay cho hoa mắt chóng mặt. Đã vậy rồi, Nhất Hổ còn ném chiếc xe vào đám xương khô, Chu Bát Giới bị bay vào vách tường. Sa Ngộ Tĩnh sử dụng tuyệt chiêu ngừng tụ ra một cơn lốc cát khổng lồ cuốn bay toàn bộ thầy khô. Tình hình tạm thời được hóa giải, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Mọi người còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, Bát Giới cũng chỉ kịp ngồi dậy thì một đoàn xương khô khác lại đuổi tới. Đám người lại co chân bỏ chạy, đúng là quá khổ sở. Đột nhiên, công chúa Bạch Cốt xuất hiện. Cô nàng này đã ở phía trước chặn đường và cho biết mọi người không cần chạy nữa, hôm nay sẽ không có ai thoát được đâu. Lời này làm cho cả đám lo lắng. Phía trước là cao thủ chặn đường, phía sau là đám thây ma đang trực chờ tấn công. Tình thế lúc này chính là bánh mì kẹp thịt. Công chúa Bạch Cốt nhanh chóng tung chiêu, vỗ một chưởng xuống đất, mặt đất nứt ra, công kích hướng thẳng về phía Bạch Lang. Cậu bỏ phát long hồn cố gắng thoát ra ngoài, nhưng lực lượng hỏa diễm lại không thể đốt cháy bàn tay khô này. Công chúa tiến lại gần khuyên Tiểu Vũ đi theo mình, cô sẽ không làm khó những người khác nữa. Sa Ngộ Tĩnh xông đến ngăn cản, sư phụ đã tin là cô sẽ hướng thiện, vì sao cô lại phụ lòng tin của mọi người? Công chúa Bạch Cốt vừa triệu hoán bàn tay khổng lồ tấn công, vừa cho biết chuyện yêu quái đại đạo này không thể quá thật thà. Sa Ngộ Tĩnh cũng thẳng thắn cho biết nếu đã chấp mê bất ngộ thì hắn xin đắc tội rồi. Hắn cầm kiếm xông lên tấn công, nhưng chiến sĩ Bạch Cốt bất thình lình xuất hiện ngăn cản. Hắn chỉ vung một đường kiếm đã đánh bay Sa Ngộ Tĩnh. Điều này làm cho Ngộ Tĩnh cảm thấy áp lực, nhắc nhở Bạch Lang rằng tên đó không tầm thường, cẩn thận kiếm của hắn. Chiến sĩ Bạch Cốt chủ động nhận kèo đấu này, hắn lao lên giao thủ với hai người Bạch Lang và Ngộ Tĩnh. Thực lực tên này cực kỳ mạnh mẽ, lấy một địch hai, hai người liên tục tấn công dồn dập nhưng vẫn không làm gì được đối thủ. Tên kia chỉ cần chém ra tuyệt kỹ đã đánh cho cả đám sấp mặt, bị cuốn vào lốc xoáy do hắn ta tạo ra. Sau khi ăn trọn chiêu này, pháp thuật của Sa Ngộ Tĩnh đã mất đi hiệu lực, không thể thi triển được nữa. Cơ thể bọn họ cảm thấy nặng nề giống như có thứ gì đó đang đè lên người. Hắn ta lên tiếng mỉa mai, đừng nghe đồn rằng sư đồ Đường Tam Tạng có bản lĩnh cao cường, hôm nay xem ra cũng chỉ có vậy. Tất cả thương thế trên người chiến sĩ Bạch Cốt nhanh chóng được khôi phục lại như cũ. Nếu chỉ có những bản lĩnh này thì Vĩnh Hằng Chi Hỏa coi như là đồ trong tay bọn chúng rồi. Tiểu Vũ hoảng sợ lùi lại, vô tình đụng phải Nhất Hổ. Nhất Hổ chậm rãi quay mặt lại, hắn ta bây giờ cũng đã bị nhiễm thi khí. Tiểu Vũ hoảng hốt chạy tới cầu cứu Chư Bát Giới cứu mình, nhưng xui xẻo cho cô nàng này là Chư Bát Giới cũng bị nhiễm thi khí. Lúc này phía trước lẫn phía sau đều bị bao vây, Tiểu Vũ không còn đường nào chạy trốn và nhanh chóng bị chiến sĩ Bạch Cốt bắt giữ. Chỉ còn lại một người chưa bị ảnh hưởng, đó là Tiểu Thạch Bình. Đáng tiếc là Tiểu Thạch Bình chưa kịp thể hiện sức mạnh thì đã bị đánh bay đi. Chiến sĩ Bạch Cốt kéo tay Tiểu Vũ đi, cô nàng giãy giụa thoát ra nhưng sức phản kháng quá yếu. Công chúa Bạch Cốt chậm rãi tiến lên phía trước, bàn tay âm thầm thi triển sức mạnh rồi đánh về phía chiến sĩ Bạch Cốt một chưởng. Đòn tấn công quá bất ngờ, hắn ta không kịp tránh né nên bị chặt mất một cánh tay. Hắn vô cùng thắc mắc vì sao công chúa lại phản bội, nàng ta xin lỗi vì hành động vừa rồi. Trong lúc này, Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện nên cực kỳ thong dong. Đột nhiên có một tên xương khô tiến lại gần căn phòng. Điều này giúp cho Đường Tam Tạng phát ra chuyện không lành nên mạnh mẽ đá cửa xông ra ngoài. Bên ngoài căn phòng đã tập trung rất nhiều bộ xương khô, bọn chúng không phải là người dân mà là các binh sĩ mặc áo giáp. Đám binh lính này đã bị điều khiển, không thể nói chuyện, chỉ duy nhất có 3 tên tướng là vẫn có suy nghĩ. Cầm đầu là một bộ xương khô có tên Đại Cốt, từng là bạn cũ của Đường Tam Tạng, nhưng dưới mệnh lệnh của Hoàng đế, hắn ta cũng chỉ biết nghe theo. Hắn hô hào binh lính xương cốt xông lên tấn công. Đường Tam Tạng dùng 5 đấm đáp trả và dặn dò Ngộ Không tìm cách phá vòng vây trước, sau đó nghĩ cách hội họp với đám người Tiểu Vũ trước. Đối mặt với kẻ địch đông đảo, Tôn Ngộ Không vẫn giữ thái độ tích cực, không hề nao núng. Cậu vùng ra một gậy quét toàn bộ đám binh sĩ xương cốt, phía Đường Tam Tạng thì vẫn bị bao vây, đám xương khô bị đánh ngã lại đứng dậy. Đường Tam Tạng liên tục bị chèn ép, cứ kéo dài như vậy thì sẽ bị đánh tới lúc kiệt sức.
âm thi chi khí ảnh hưởng tới sức chiến đấu giúp bọn chúng càng lúc càng mạnh. Nắm đấm của Đường Tam Tạng đã không làm gì được tên tướng sĩ, đấm vào ngực hắn giống như đấm vào cục đá. Hắn ta nhanh trí bắt lấy cánh tay của ông, giữ cho ông không thể cử động quá nhiều. Về phía Tôn Ngộ Không, đối mặt với đám xương khô đánh không chết, cậu rất nhanh cũng bị bao vây. Nhìn thấy sư phụ bị khống chế, cậu lao tới mở một con đường máu giải nguy cho sư phụ. Đường Tam Tạng sau một lúc chiến đấu đã mệt mỏi, Tôn Ngộ Không phải bạo phát sức mạnh, đẩy lui đám xương khô lui về sau. Sau đó, đỡ sư phụ chạy vào trong phòng, đóng cửa lại. Đường Tam Tạng cố gắng hồi phục sức lực nhưng không được. Nguyên nhân làm cho ông trở nên suy yếu là bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Bạch Cốt Hoàng Đế. Ông cũng cảm nhận được đám người Tiểu Vũ đang gặp nguy hiểm. Trở lại với phía Tiểu Vũ, Bạch Cốt Công Chúa vẫy tay phóng ra luồng sức mạnh hóa giải thi khí trên người bát giới giúp hai người tỉnh táo lại. Sau đó lại giúp Sa Ngộ Tĩnh và Bạch Lang thoát khỏi pháp thuật giam cầm. Cô lên tiếng xin lỗi vì đã làm cho mọi người hoảng sợ. Đám yêu tình Bạch Cốt Quốc sẽ không làm khó mọi người nữa. Cùng với lời nói này, cô nàng lập tức thi triển pháp thuật hóa giải lực lượng âm thi chi khí trên người đám yêu tình, giúp bọn chúng không bị điều khiển nữa. Sau khi giải thích mọi chuyện, công chúa muốn dẫn mọi người đi tụ hợp với Đường Tam Tạng. Chiến sĩ Bạch Cốt cầm chân nàng rồi khuyên ngăn, không ai có thể thoát khỏi tầm mắt của phụ thân cả. Cô cho biết mình đã tạm thời cắt đứt thi khí, đủ để che giấu một thời gian. Hành động này chính là tự tìm đường chết. Dù là vậy thì cô vẫn không hối hận, cô làm chuyện này vì Đường Tam Tạng. Chính ông đã giúp cho cô hiểu được thế nào là sống có giá trị. Cô không muốn sống như một bộ xương khô không có chút ý nghĩa nào. Có vẻ như chiến sĩ Bạch Cốt cũng có tình cảm với công chúa, hắn gắng gượng lết theo từng bước. Mọi người nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của công chúa. Đáng tiếc là hành động của cô nàng đã bị bại lộ, bọn họ vừa mới đi được vài bước thì hoàng đế Bạch Cốt Quốc đã xuất hiện chặn đường. Chú Bát Giới lúc này mới dùng mình, sớm biết dưới mặt đất có dấu kẻ đáng sợ như vậy thì hắn sớm đã chạy rồi. Bạch Cốt Hoàng Đế nhìn chằm chằm xuống công chúa, ông ta vô cùng phẫn nộ, nàng biết rõ việc đối nghịch với ông ta chỉ có một con đường chết, vậy mà không sợ hay sao? Bạch Cốt Công Chúa thẳng thắn cho biết, mình vốn chỉ là một điểm lần hỏa trong mộ địa, chết cũng chỉ trở lại bộ dạng như lúc trước mà thôi. Ông ta lại thuyết phục, nếu như hành động này là vì Đường Tam Tạng thì ông có thể để cho ông ta ở lại với nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời. Công chúa thẳng thắn từ chối, khi yêu một người, càng nên buông tay hơn. Bất kể ai cũng không có quyền khống chế người khác, mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Cô triệu hồi nhiều khối xương khô tấn công thẳng vào mặt phụ thân của mình. Bù một cái, ông ta bị ăn trọn một chiêu thẳng mặt. Nhưng đáng tiếc là đòn tấn công này lại không làm gì được, thậm chí còn khiến cho ông ta tức giận thêm. Ông vỗ một chưởng xuống đất, công chúa Bạch Cốt tránh né. Cô cho rằng ông sáng tạo ra bọn họ cũng chỉ vì thỏa mãn tham vọng thao túng mà thôi. Cô sẽ không để mặc cho người khác sai khiến nữa. Cô tiếp tục bạo phát sức mạnh tấn công nhưng vẫn không làm gì được. Bạch Cốt Hoàng Đế triệu hoán ra vô số xương khô phóng về phía mọi người. Công chúa ngưng tụ ra một bàn tay xương khô khổng lồ ngăn cản. Tuy nhiên, uy lực chiêu thức của ông ta lại quá mạnh. Bàn tay nhanh chóng bị đánh tan. Không có gì bảo vệ, công chúa Bạch Cốt đã bị một khối xương khô đâm vào người. Mọi người thấy cảnh tượng này liền xúc động. Sa Ngộ Tĩnh biết bọn họ muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đánh bại được tên hoàng đế này. Hắn hô hào mọi người xông lên, Nhất Hổ và Bạch Lang đồng loạt tiến lên, Bát Giới ở phía sau cũng hô hào sẽ không khách khí nữa. Trên miệng nói hùng hồn là như vậy, vậy nhưng còn trong tim đã sợ chết khiếp. Hắn lấy lý do là ở lại bảo vệ cho Tiểu Vũ để không phải xông lên, còn tự biện hộ là thay phiên nhau tấn công tiêu hao thể lực của Hoàng đế Bạch Cốt. Thân hình Bạch Cốt Hoàng đế vô cùng lớn, Sa Ngộ Tĩnh lao lên còn chưa kịp làm gì thì đã bị bắt lại. Ngạo Tuyết sử dụng sức mạnh long hồn đánh một kích xuyên người ông ta. Tuy nhiên, đòn tấn công này lại không hề làm cho ông ta bị thương. Nhất Hổ lao tới, chém một cú vào mặt đối thủ. Hắn cảm giác là thân thể tên hoàng đế này trống rỗng. Đòn công kích của mình giống như đang chém vào không khí vậy. Bạch Cốt Hoàng đế nhanh tay tóm được Nhất Hổ, sau đó đưa hắn ta vào miệng ăn sống. Chứng kiến chuyện này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Sa Ngộ Tĩnh sử dụng pháp thuật biến lớn thành người cát. Đến đây thì thể hình hai bên đã cân xứng với nhau. Người cát vung kiếm tấn công. Lão ta lách người tránh né rồi tăng lại một đấm vào ngực, khiến người cát tan rã. Bạch Lang tức giận lao tới yêu cầu ông ta phun Nhất Hổ ra. Cậu chém một cú móng vuốt người sói vào mặt kẻ địch, nhưng công kích lại không hề đả thương được kẻ địch. Ông ta giơ hai tay vỗ Bạch Lang một nhát, một đòn này làm cho xương cốt trong người cậu vỡ nát. Chú Bát Giới chứng kiến cảnh tượng này liền hốt hoảng, cánh tay cầm bồ cào run cầm cập. Ba người mạnh nhất đã bị hạ gục rồi, chỉ còn lại Tiểu Vũ và Bát Giới nữa mà thôi. Ông ta tiến về phía bọn họ, dù rất hoảng sợ thì Bát Giới vẫn lấy hết can đảm đứng ra bảo vệ Tiểu Vũ. Công chúa Bạch Cốt gắng gượng đứng dậy và yêu cầu Bát Giới dẫn Tiểu Vũ đi tìm sư phụ bọn họ.
Hoàng đế Bạch Cốt có cửu địa âm thi khí vô tận gia trì, rất khó để đánh bại. Cô sẽ cố gắng cản lại, cầu rời cho mọi người. Vốn dĩ yêu quái ở đây không thể đi ra khỏi phạm vi Bạch Cốt Thành, nên chỉ cần bọn họ chạy ra khỏi đây thì ông ta sẽ không làm gì được nữa. Cô rút khối xương ra khỏi bụng, dù đã bị thương rất nặng thì cô nàng này vẫn gắng gượng đến cùng. Cô ngừng tụ sức mạnh tạo ra một bàn tay khổng lồ tóm cổ Hoàng đế Bạch Cốt, cầm chân ông ta lại, hai bên giằng co kịch liệt. Chu Bát Giới không còn cách nào khác là cùng với Bạch Lang và Tiểu Vũ rời đi, nhưng chưa kịp đi được bao xa thì ba tên binh lính đã xuất hiện chặn đường. Trên tay bọn họ là Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng. Hai thầy trò bọn họ đã bị bắt, những người khác không cần đi đâu cả, mau ngoan ngoãn đầu hàng. Bạch Cốt công chúa vẫn gắng gượng chống cự, để thoát khỏi sự khống chế, nếu như nhất định có sự hy sinh thì cô bằng lòng trở thành người đầu tiên. Sức mạnh cô nàng này rất không tầm thường, có thể chèn ép được Bạch Cốt Hoàng đế. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Tam Tạng đã bất tỉnh thì cô đã buông xuôi. Ông ta thừa cơ hội này thoát khỏi khống chế, sau đó phản đòn tấn công. Công chúa bị vô số xương cốt đâm xuyên người, cơ thể suýt chút nữa biến thành con nhím, toàn thân đã bị ghim chặt xuống đất. Ông ta ra lệnh cho Bạch Cốt chiến sĩ canh chừng công chúa, đợi sau khi lấy được Vĩnh Hằng Chi Hỏa sẽ quay lại xử lý sau. Ông tiến về phía Đường Tam Tạng rồi triệu hoán ra vô số xác sống bao vây ba người Tiểu Vũ. Bát Giới là người có địa vị cao nhất tại đây, hắn buộc phải đưa ra quyết định. Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ có thể dùng quy tắc Tây Hành điều thứ 10, đó là đầu hàng. Thế là ba người nhanh chóng cúi đầu đầu hàng. Điều này làm cho Hoàng đế càng thêm vui sướng, có được Vĩnh Hằng Chi Hỏa sẽ khiến ông thoát khỏi trói buộc. Đến lúc đó, ông sẽ có thể giết ra ngoài sơn cốc, chinh phục thiên hạ. Người ngoan ngoãn nghe lời sẽ được khen thưởng, còn kẻ phản bội sẽ phải chịu hậu quả xấu. Ông cầm lấy Đường Tam Tạng, định ăn tươi nuốt sống để trừng phạt công chúa. Nàng ta gào thét van xin trong vô vọng, chỉ mong ông ta sẽ tha mạng cho Đường Tam Tạng, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí lấy cái chết để đền tội. Tuy nhiên, Hoàng đế Bạch Cốt không chịu, ông há miệng định làm thịt Đường Tam Tạng. Đúng vào lúc này, Đường Tam Tạng bất ngờ tỉnh dậy rồi thoát ra. Sau đó bắt đầu ngưng tụ lực lượng vào cánh tay rồi lao xuống đánh một chưởng vào mặt kẻ địch. Đòn tấn công của những người khác không làm gì được ông ta, nhưng chiêu thức của Đường Tam Tạng lại chuyên khắc chế ám hồn. Thấy sư phụ còn sống, mọi người rất vui mừng. Chư Bát Giới lại được đà khoác lác rằng mình đã sớm đoán được, sư phụ nhất định có sự chuẩn bị. Hoàng đế Bạch Cốt cũng không ngờ được chuyện này. Ba tên binh lính tiến lên phía trước. Hóa ra bọn họ cùng một bọn với Đường Tam Tạng. Lúc trước, chiến sĩ Bạch Cốt đã dẫn theo ba người bọn họ tới gặp hai thầy trò rồi trình bày mục đích muốn lật đổ phụ thân mình. Chiến sĩ Bạch Cốt hy vọng ông phối hợp diễn vào tuồng này. Ngay cả công chúa cũng không biết. Nằm ngoài dự liệu là công chúa Bạch Cốt lại chấp nhận hy sinh để cứu các thầy trò. Hành động này làm cho cô bị thương rất nặng, không biết có thể qua khỏi hay không. Tức giận vì bị phản bội, ông ta lập tức tung chiêu về phía Đường Tam Tạng. Tên tướng sĩ cũng ném Tôn Ngộ Không về phía ông ta. Tôn Ngộ Không lao tới nhanh như một cơn gió, cậu biến lớn rồi đấm thẳng vào mặt kẻ địch. Hoàng đế Bạch Cốt bị đấm nằm ngã ngửa, còn chưa kịp đứng dậy thì Đường Tam Tạng đã ở bên cạnh. Ông lao lên không trung, ngưng tụ lực lượng rồi lao xuống đánh một đấm cực mạnh vào ngực hoàng đế. Ông ta chậm rãi đứng dậy, bộ dạng vô cùng tức giận, thề phải chém cả đám người Đường Tam Tạng thành muôn mảnh. Tôn Ngộ Không đáp trả lời khiêu khích này bằng cách xông lên đánh phủ đầu. Thân hình Ngộ Không sau khi biến hóa đã không thua kém đối thủ. Hai bên cứ như vậy, sử dụng nắm đấm phần cao thấp. Chiến sĩ Bạch Cốt đánh tan mấy khúc xương cắm trên lưng công chúa. Hắn lên tiếng cho biết mình sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô. Hắn biết cô luôn không vui vẻ dưới sự áp bách của phụ thân nên bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho công chúa. Chỉ tiếc rằng hắn không phải là người có thể mang lại vui vẻ cho cô mà thôi. Hắn biết bản thân chẳng qua chỉ là một bộ xương trống rỗng, trái tim cũng chỉ là một chén bụi đất. Sự nhiệt tình này làm cho công chúa hổ thẹn, cô cảm thấy mình không đáng để chiến sĩ Bạch Cốt hy sinh như vậy. Chiến sĩ Bạch Cốt lại trấn an, hắn hiểu tấm lòng của công chúa. Dứt lời, liền rút kiếm lao lên tấn công Hoàng đế Bạch Cốt. Những chiến sĩ khác nhanh chóng tiến lại xem thương thế cho cô nàng. Cơ thể cô bị thương không nhẹ, cần một ít thời gian mới khôi phục lại được. Bọn họ đồng loạt bày tỏ nguyện ý đi theo công chúa. Chỉ có cô mới coi bọn họ như người thân, còn hoàng đế thì coi bọn họ như một con rối. Những lời này làm cho công chúa Bạch Cốt vui mừng và có thêm động lực. Các chiến sĩ Bạch Cốt nhanh chóng xông lên tấn công đám thầy ma đang bị hoàng đế điều khiển. Đường Tam Tạng lao lên hỗ trợ Tôn Ngộ Không, ông tặng cho hoàng đế một cú đấm vào mặt. Chiến sĩ Bạch Cốt lao tới, chém liên tục vào người ông ta. Vũ khí của hắn có thể phong tỏa hành động của hoàng đế khiến ông ta không thể nhúc nhích được nữa. Tôn Ngộ Không lao tới đấm thẳng vào đầu hoàng đế, sau đó cầm đầu xé tan cơ thể hoàng đế thành nhiều mảnh. Xương cốt bay tán loạn ra ngoài. Nhất Hồ được giải cứu ra ngoài, đầu óc hắn vô cùng choáng váng,
Nhìn thấy đám thây ma vẫn đang chậm rãi tiến lên, Đường Tam Tạng nhận ra có gì đó bất thường. Thì khí trên người đám thây ma chưa tiêu tán, bọn họ vẫn bị khống chế. Vừa nhận ra được điều không đúng thì cơ thể Tôn Ngộ Không đã ngã xuống. Phía sau lưng bị cắm một thanh kiếm, thanh kiếm này tỏa ra thi khí nồng đậm. Giọng nói phẫn nộ của Hoàng đế Bạch Cốt vang lên, hóa ra người khổng lồ mà bọn họ giao thủ chỉ là thế thân mà thôi. Bây giờ lão ta mới lộ diện mạo của mình là một bộ xương khô giống như mọi người. Lão cho biết chỉ cần mình lấy được Vĩnh Hằng Chi Hỏa thì có thể thoát khỏi sự dựa dẫm và thi khí để rời khỏi nơi này. Tự mình dẫn quân chinh phục thiên hạ, lão tạo ra một cơn lốc bằng thi khí chấn nhiếp toàn bộ mọi người. Đồng thời cho rằng hành động phản bội là quá ngu xuẩn, lão mãi mãi là hoàng đế của Bạch Cốt, tất cả mọi người ở đây đều phải phục tùng mình. Hoàng đế Bạch Cốt giơ kiếm, thanh kiếm bạo phát cửu địa âm chi khí mãnh liệt. Tất cả tướng sĩ đều bị luồng khí này ảnh hưởng, chỉ riêng nhóm người Đường Tam Tạng là không sao. Những người bị ảnh hưởng đều bị điều khiển, bọn họ lao lên tấn công. Sa Ngô Tĩnh triệu hoán ra một trận lốc cát ngăn cản. Hắn sẽ cùng bát giới cố gắng cầu giờ. Bạch Lang và Nhất Hồ được yêu cầu dẫn Tiểu Vũ phá vòng vây. Hai người nghe lệnh lao ra ngoài, định mở một con đường máu. Tuy nhiên, sức mạnh của đám thây ma bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Trước đó, bọn họ dễ dàng đánh bay từng tên thây ma. Nhưng bây giờ, chỉ riêng một tên thôi đã có sức chiến đấu ngang cơ với Nhất Hồ và Bạch Lang rồi. Chiến sĩ Bạch Cốt lao tới tấn công Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhanh trí đánh bay kiếm của hắn ta. Sau đó, hai người bắt đầu giằng co sức mạnh. Ông cố gắng khuyên chiến sĩ Bạch Cốt tỉnh táo lại. Công chúa Bạch Cốt vùng vẫy thoát khỏi khống chế của hoàng đế và tức giận, tuyên bố mình sẽ không làm con rối nữa. Cô vỗ một chưởng xuống đất, tạo ra một bàn tay xương cốt khổng lồ lao về phía phụ thần. Chỉ khi giết chết được ông thì mới có thể cứu được mọi người. Hoàng đế Bạch Cốt vung kiếm. Kiếm khí quá mạnh, trực tiếp phá tan bàn tay xương cốt. Chưa để cho công chúa hết bất ngờ thì ông ta đã dùng tốc độ nhanh như chớp lao tới vung kiếm tấn công. Chỉ một chiêu đã làm cho công chúa bị thương, không đứng dậy nổi. Ông ta chậm rãi tiến lại khuyên nhủ, chỉ cần cô ngoan ngoãn phục tùng mình thì tội này có thể thà chết. Tuy nhiên, công chúa lại thà chết chứ không chịu làm con rối. Thế là hoàng đế đành phải để cho cô được toại nguyện. Ông ném thanh kiếm về phía cô, nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm. Chiến sĩ Bạch Cốt đã lấy lại tinh thần rồi lao tới dùng thân mình ngăn cản. Thanh kiếm đâm xuyên ngực hắn, công chúa thắc mắc tại sao hắn lại làm điều này. Hắn ta nhắc lại lời nói của mình trước đó rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô. Hoàng đế Bạch Cốt thì cảm thấy hành động của chiến sĩ Bạch Cốt đúng là ngu hết chỗ nói. Rõ ràng là chỉ cần hiệu chung với ông ta thì bọn họ có thể có được tất cả. Vậy nhưng hắn sẵn sàng hy sinh vì người khác. Ông giơ tay thu hồi vũ khí rồi liên tục vung kiếm chém ra vô số đường công kích. Chỉ riêng kiếm khí đã khiến cho Đường Tam Tạng cảm thấy áp lực. Thực lực lão già này quá mạnh, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của công chúa, hoàng đế lại thêm tức giận. Ông ta dùng vô số xương cốt đưa mình lên trên cao, rồi bắt đầu thu hồi thi khí trên cơ thể tất cả mọi người. Thi khí phóng lên trời tạo ra vô số thanh kiếm, hàng nghìn thanh kiếm nối đuôi nhau rơi xuống dưới. Công chúa tạo ra bàn tay xương che chắn, Đường Tam Tạng thì lặng lách đánh võng tránh né. Ngao Tuyết sử dụng một miếng đá che chắn cho mình và Tiểu Vũ. Ba giới thì co mình dưới đất với hy vọng là công kích sẽ không rơi trúng người. Màn mưa kiếm quá dày đặc, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ biến thành con nhím. Công chúa gắng hết sức tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ chiến trường. Vô số thanh kiếm bị ngăn cản ở trên không trung. Chỉ cần cứu được mọi người, dù có chết thì cô cũng cảm thấy không hối tiếc. Hoàng đế nghe vậy tức giận, ông sẽ để cho cô phải trả cái giá đắt vì sự lựa chọn của mình. Ông gia tăng sức mạnh, triệu hoán ra thêm nhiều thanh kiếm. Trận mưa kiếm rơi xuống dày đặc hơn, kết giới bị tấn công quá mãnh liệt và nhanh chóng bị xuyên thủng. Công chúa thấy vậy lại gia tăng lực lượng duy trì lại kết giới. Hoàng đế cũng giơ kiếm điều động thêm nhiều sức mạnh thi khí. Một thanh kiếm đâm xuyên kết giới và đâm trúng người công chúa. Bị ăn chiêu này, công chúa Bạch Cốt đã không đứng vững nữa. Kết giới không có người duy trì nên nhanh chóng bị đánh tan. May mà hoàng đế không tiếp tục công kích đám người Đường Tam Tạng. Ông đi xuống trước mặt công chúa, cánh tay cầm kiếm định kết liễu nàng ta. Đường Tam Tạng cầm kiếm lao đến chặn lại đòn công kích. Hành động này làm cho ông ta thêm tức giận. Ông liên tục vung kiếm tấn công Đường Tam Tạng. Tốc độ ra đòn quá nhanh, Đường Tam Tạng hoàn toàn không có cơ hội phản công. Sau đó ăn một đấm bay ra xa nằm bất tỉnh. Hoàng đế nhanh chóng nhắm mục tiêu vào công chúa. Chiến sĩ Bạch Cốt chạy tới che chắn trước mặt để bảo vệ cô. Giờ chỉ cần chém trúng ông ta, hắn tin rằng mình sẽ có cơ hội. Hoàng đế Bạch Cốt vẫn cực kỳ tự tin. Ông ta lấy tốc độ sấm sét lao về phía trước. Chiến sĩ Bạch Cốt chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương vượt mặt.
Hoàng đế vòng qua phía sau định chém công chúa. Rất may là chiến sĩ Bạch Cốt đã phản ứng kịp nên ngăn cản thành công. Điều này làm cho ông ta tức giận, lao tới tấn công chiến sĩ. Ông quá hiểu thực lực của đối phương, tốc độ của tên hoàng đế này quá nhanh. Chiến sĩ chưa kịp phản công thì đã bị chém đứt đôi người, vô số xương cốt bay ra ngoài. Sau đó thì bị ông ta đâm một kiếm kết liễu. Hành động này là để dằn mặt những kẻ dám chống đối lại mình, những kẻ vọng tưởng chuyện đó sẽ có kết cục như thế này. Công chúa Bạch Cốt gắng gượng đứng dậy, cánh tay ngưng tụ lực lượng rồi tuyên bố dù có chết thì cũng sẽ không khuất phục ông. Đi cùng với lời tuyên bố hùng hồn này, cô tạo ra một bàn tay xương cốt khổng lồ tấn công. Cánh tay vào số người ông ta một trưởng, hoàng đế Bạch Cốt vẫn toàn thây. Ông ta chỉ cần vung một đường kiếm đã phá tan bàn tay xương cốt, sau đó xông lên dùng một chiêu đánh bay công chúa. Yêu quái mạnh nhất Bạch Cốt quốc cũng chỉ có thể đỡ được một đòn, thực lực tên này quá mạnh rồi. Ông vừa tiến lại vừa lên tiếng bằng giọng điệu tức giận. Ông vẫn luôn sùng ái cô nhất, vậy mà cô lại vì một người phàm như Đường Tam Tạng mà phản bội. Ba tên chiến sĩ Bạch Cốt nhanh chóng ra mặt bảo vệ công chúa, yêu cầu ông ta im cái miệng lại. Công chúa là bị ông ép nên mới thành bộ dạng như thế này. Hơn nữa yêu tinh ở Bạch Cốt quốc cũng đã bị ức hiếp lâu quá rồi. Ông ta vẫn cho rằng không có mình thì sẽ chẳng có yêu tinh. Bọn họ vẫn phản bác, mạng của bọn họ là thuộc về bọn họ. Vì công chúa, vì bản thân, bọn họ quyết tâm liều mạng. Bọn họ đồng loạt lao lên tấn công, sức mạnh của bọn họ không tầm thường, liên tục chèn ép hoàng đế vào thế khó. Tuy nhiên, hoàng đế Bạch Cốt vẫn chưa hề sử dụng bản lĩnh thực sự của mình. Ông ta vẫn chỉ dùng những đòn tấn công cơ bản mà thôi. Sau khi vận dụng sức mạnh, tốc độ của ông ta đã tăng lên chục lần. Chỉ một cái chớp nhoáng, chưa để cho bọn họ kịp phản ứng thì cơ thể đã bị hoàng đế chém thành hai phần. Ba chiến sĩ đồng loạt bị tiêu diệt. Trước khi tan biến, Bạch Cốt chiến sĩ lên tiếng xin lỗi công chúa vì đã không trợ giúp được gì cho cô. Công chúa vô cùng đau buồn, nhưng cũng bất lực. Ông ta cho rằng bọn họ được mình ban cho cái chết là phúc phần của bọn họ rồi. Còn công chúa, ông muốn dạy dỗ cô thêm lần nữa, cho tới khi cô biết mình đã vô tri cỡ nào. Công chúa vẫn cứng đầu phản bác. Ông ta nghe xong liền đâm một kiếm xuyên người công chúa. Cái chết đối với cô chính là sự giải thoát, chẳng có gì đáng sợ cả. Hoàng đế cho biết, sau khi ông lấy được sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Hỏa thì mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Ông giơ kiếm, định chém đôi người công chúa. Vậy nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì Đường Tam Tạng đã đứng dậy tụng kinh. Cơ thể đại pháp sư tỏa ra sức mạnh chói mắt, vô số kinh thư bay ra ngoài, đám sắc sống bị chúng chiêu liền ngã xuống đất. Hóa ra kinh văn của Đường Tam Tạng có khả năng làm suy yếu ám hồn. Hoàng đế Bạch Cốt là căn nguyên của tất cả oán niệm tại nơi đây, tiêu diệt được ông là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ông ta vẫn không lo lắng, đây chỉ là sự chống cự đến cuối mà thôi. Nếu đã muốn chống cự thì ông sẽ để cho Đường Tam Tạng chết nhanh một chút. Vừa dứt lời, Sa Ngộ Tịnh đã bất ngờ đánh úp. Hoàng đế Bạch Cốt không kịp phản ứng nên bị chém một đường qua bụng, cơ thể bị cắt thành hai phần. Nhưng ông ta lại nhanh chóng khôi phục lại, sau đó bắt đầu phản công đánh cho Sa Ngộ Tịnh sấp mặt. Không còn người cản đường nữa, ông ta nhanh chóng lao về phía Đường Tam Tạng. Đúng vào lúc này, một luồng sấm sét cực mạnh đã giáng xuống. Hóa ra người làm chuyện này chính là Ngao Tuyết. Dù bị ăn trọn một chiều sấm sét thì Hoàng đế Bạch Cốt vẫn không hề hấn gì. Ngao Tuyết thì lao xuống đắc ý vì lại lần nữa cứu được Đường Tam Tạng. Hoàng đế cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Long tộc tại nơi này. Nhưng dù ai thì cũng vậy, hôm nay đều phải chết. Ông cầm kiếm xông lên, Ngao Tuyết phóng ra nhiều luồng sấm sét nhưng tất cả đều bị đối thủ hóa giải. Đường Tam Tạng phóng một luồng kinh thư đâm xuyên người ông ta. Kinh thư có thể làm suy yếu kẻ địch. Ngao Tuyết nghe vậy liền tung ra tuyệt chiêu, giáng một luồng sấm sét thẳng mặt kẻ địch. Đáng tiếc là sức mạnh của tên này quá khủng bố, sấm sét hoàn toàn không làm gì được. Ông ta lao nhanh về phía Ngao Tuyết. Hắn ta chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm vào mặt, thân thể bay ra xa. Ngao Tuyết vô cùng tức giận với Đường Tam Tạng vì nghe theo sư phụ, tin rằng kinh thư làm cho tên kia suy yếu, ai ngờ ông ta vẫn không bị ảnh hưởng, hại hắn bị ăn một đòn đau đớn. Tiểu Vũ chứng kiến chuyện này liền vội vã chạy về phía Tôn Ngộ Không, kêu gọi cậu tỉnh dậy. Sau khi chạm vào cơ thể, ý thức của Tiểu Vũ lập tức tiến vào không gian tinh thần của cậu ta. Trước mặt cô là linh hồn Tôn Ngộ Không đang bị khống chế, bị vô số cánh tay xương cốt giữ lại. Tiểu Vũ gắng gượng tiến lên, cánh tay phóng ra luồng sức mạnh. Sức mạnh này làm cho Tôn Ngộ Không tỉnh lại và nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Ở bên ngoài, Ngao Tuyết đang bị Hoàng đế Bạch Cốt dồn vào thế khó, ông ta nắm giữ hoàn toàn thế tấn công. Đúng lúc Ngao Tuyết sắp bị đâm một lỗ xuyên người thì Tôn Ngộ Không đã vung gậy ngăn cản. Sự có mặt của cậu là hy vọng cho tất cả mọi người. Chỉ cần có Tôn Ngộ Không, các thầy trò đều được giải tỏa áp lực.
Chú bát giới tỏ rõ bộ mặt vui mừng, hắn đã đánh nhau tới mỏi tay, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi một lát rồi. Cậu lao tới chiến đấu với hoàng đế Bạch Cốt. Đường Tam Tạng nhắc nhở, trên thân kiếm lão ta có thi độc, phải cẩn thận đấy. Tôn Ngộ Không vẫn tự tin, ám chiêu của lão đều vô dụng rồi. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng, lão ta cũng bị một gậy bổ vào đầu, cơ thể rơi xuống bên dưới. Chưa để cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi thì cậu đã lao tới tấn công dồn dập, đập cho hoàng đế bay ra xa, khói bụi bay mù mịt. Tưởng vậy là đã chiếm được lợi thế rồi, tuy nhiên tốc độ của tên hoàng đế lại quá nhanh, lão tốc biến ra phía sau, Tôn Ngộ Không chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm xuyên ngực. Tưởng là yêu hầu xong đời rồi, ai ngờ thân ảnh kia lại chỉ là giả, bản thể đột nhiên xuất hiện phía sau lưng rồi bắt đầu phản công đáp trả lại. Hoàng đế Bạch Cốt liên tục bị ăn hành, sau vài lần vung gậy thì lão ta cũng bị cậu đánh cho tan xác. Tuy nhiên, yêu khí xung quanh vẫn chưa tiêu tan, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này có nghĩa rằng lão ta vẫn còn sống. Cánh tay cầm kiếm của lão ta lao tới tấn công. Các bộ phận bị đánh nát nhanh chóng tập hợp lại, thành thân hình hoàn chỉnh. Hoàng đế Bạch Cốt cười lớn, cho rằng Tôn Ngộ Không đã đánh giá lão quá thấp rồi. Lão ta bạo phát sức mạnh, thi khí cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Đám yêu tinh lần nữa bị khống chế, bọn chúng lao lên tấn công các thầy trò. Chư bát giới chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải vật lộn với đàn yêu quái. Bọn chúng bây giờ còn điên cuồng hơn trước. Sấm sét của Ngào Tuyết hoàn toàn vô hiệu, điều này làm cho hắn hoảng sợ. Tôn Ngộ Không cầm gậy lao tới đánh nát cánh tay của hoàng đế. Dù là như vậy thì lão ta vẫn vui sướng. Ở trên địa bàn cửu âm thi địa này, lão ta chính là bất tử. Chỉ cần thi khí còn thì sẽ không chết được. Cánh tay bị chém đứt, nhanh chóng khôi phục lại. Tôn Ngộ Không vẫn không bỏ cuộc. Cậu xông lên, hoàng đế Bạch Cốt bắt đầu phản công, sức mạnh từ bây giờ đã lên một tầm cao mới. Yêu hầu bị đẩy lùi, sau đó bị lão ta cầm cổ ép vào tường và bị quật túi bụi. Thế trận chỉ trong chớp mắt đã bị đảo chiều. Chiến sĩ Bạch Cốt chứng kiến cảnh tượng này cũng thất vọng. Lẽ nào mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy hay sao? Hắn nhìn về phía công chúa. Công chúa Bạch Cốt cũng bị thương quá nặng, cơ thể nằm úp dưới đất. Chiến sĩ gắng gượng lết từng chút. Nếu trận chiến này thua, lý tưởng của công chúa sẽ vĩnh viễn không thể nào thực hiện được nữa. Hắn giơ tay, hút thanh kiếm vào lòng bàn tay. Bây giờ chỉ còn một cách nữa. Dùng hết sức triệu tập thi khí, khôi phục lại cơ thể đã mất, rồi cầm kiếm đến trước mặt Đường Tam Tạng. Cách mà hắn nói chính là truyền sức mạnh vào thanh kiếm. Cơ thể hắn dần dần tan biến. Thanh kiếm này chính là do chiến sĩ Bạch Cốt dùng tính mạng để đổi lấy. Lúc này Tôn Ngộ Không vẫn đang bị chèn ép, hai bên giằng co kịch liệt. Nhìn thấy ám hiệu của Đường Tam Tạng, cậu gắng gượng dùng sức mạnh đẩy lui hoàng đế lên không trung, rồi đánh một kích xuyên cơ thể lão. Cơ thể lão từ từ khôi phục, đây chính là cơ hội tốt. Nhân lúc kẻ địch đang suy yếu, Đường Tam Tạng đã cầm kiếm lao lên đâm một nhát vào bụng lão. Sau khi ăn trọn một chiêu này, hoàng đế Bạch Cốt vẫn ngông cuồng, tưởng như vậy là sẽ tiêu diệt được lão hay sao. Lão đâu biết rằng thanh kiếm này ẩn chứa linh hồn của chiến sĩ Bạch Cốt. Sau khi nhận ra vấn đề thì mới hốt hoảng. Linh hồn chiến sĩ Bạch Cốt cuốn chặt lấy cơ thể lão, không cho lão rút thanh kiếm ra ngoài. Có thể nói rằng, hoàng đế Bạch Cốt giờ đây đã bị phong ấn năng lực hồi sinh, không còn khả năng hấp thụ thi khí nữa. Lão ta chỉ còn một mạng, bị tiêu diệt là xong đời. Tuy không trụ được quá lâu, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Lão ta tức giận bạo phát sức mạnh trong cơ thể. Gió lốc cuồn cuộn, sau đó thi triển tuyệt kỹ, ngừng tụ ra vô số thanh kiếm tấn công Tôn Ngộ Không. Cậu buộc phải bỏ chạy để tránh né. Hoàng đế Bạch Cốt thấy vậy, liền ngưng tụ ra thêm vài trăm thanh kiếm nữa. Tất cả đồng loạt hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhanh trí biến hóa ra vô số phân thân. Vài trăm phân thân cùng nhau lao lên. Hoàng đế Bạch Cốt bị thoa mắt không biết đâu là thật, đâu là giả. Có lẽ là không để phòng kịp thời, nên đã bị ăn đòn và bị Tôn Ngộ Không vùng gậy, đánh bay cái đầu. Vì đã mất đi giáp thiên thần, không còn năng lực hồi sinh nữa, cơ thể lão ta nhanh chóng vỡ vụn, các bộ phận cơ thể tan biến. Hoàng đế Bạch Cốt bị tiễn xuống đất mẹ. Ánh sáng trở lại, người dân không còn bị điều khiển nữa. Bọn họ đều đồng loạt trở lại trạng thái bình thường. Nhìn thấy tình thế hỗn loạn, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ba giới tức giận, cầm bồ cào đuổi theo dõi cho đám yêu quái hoảng sợ. Nhất Hổ thì cảm thấy những thứ này thay đổi bất thường, thả ra rất nguy hiểm. Tiểu Vũ tiến lại khuyên ngăn, thi khí đã tản đi rồi, bọn họ sẽ không tấn công nữa. Chuyện vừa rồi cũng là do bị điều khiển mà thôi. Hắn ta nghe vậy cũng buông tay, tha cho tên yêu tình. Dù đã giành được thắng lợi, nhưng tổn thất là rất lớn. Chiến thắng này dùng tính mạng những người thân của công chúa đánh đổi, cho nên công chúa vô cùng xúc động. Đường Tam Tạng đưa cho cô một đốm lửa, nó là lân hỏa của Bạch Cốt Hoàng đế, có thể giúp cô khôi phục.
Công chúa đã mất hết niềm tin, người thân đều bỏ mạng rồi. Bản thân tiếp tục sống một mình thì còn ý nghĩa gì đâu chứ. Đường Tam Tạng lại khuyên ngăn, bọn họ đều vì tương lai của cô mà tình nguyện hy sinh, cho nên cô càng phải sống tốt hơn, đừng phụ lòng bọn họ. Công chúa nghe vậy, cũng lấy lại tinh thần và quyết tâm sẽ dẫn dắt con dân chế tạo một bạch cốt quốc hoàn toàn mới. Nhìn thấy cảnh tượng quan tâm của Đường Tam Tạng dành cho công chúa, Tôn Ngộ Không cũng cảm thán, sư phụ chỉ là thường quá quan tâm với nữ yêu, cho nên mới thường gây phiền toái. Tiểu Vũ thì đồng cảm với công chúa, cho rằng cậu không thể nói như vậy được. Công chúa đau lòng tới vậy, đại pháp sư quan tâm cũng là điều nên làm. Chư Bát Giới nhanh mồm xen vào, loại chuyện như là quan tâm nữ nhân đó, lão chư hắn cũng rất am hiểu đấy. Chuyện khổ sai cứ để cho hắn làm. Vừa nói vừa định tiến lên an ủi công chúa, tiếc rằng Sa Ngộ Tịnh đã giữ người lại. Trước đó, Ngạo Tuyết đã bị đám yêu tinh truy đuổi và bị cắn vào chân, tưởng là sẽ bị lây nhiễm thi khí. Ai mà ngờ, đột nhiên bị một gói thuốc ném vào đầu. Trên gói thuốc, ghi là thuốc giải thi độc. Hắn cũng dùng thử, không ngờ thế mà thực sự có tác dụng. Đường Tam Tạng yêu cầu mọi người mau chóng thu dọn hành lý rồi rời đi. Tuy rằng tên đầu sỏ đã bị tiêu diệt, nhưng nhìn bộ mặt đám yêu tinh này dường như không có vẻ cảm kích, bộ mặt không có sự vui vẻ. Điều này làm cho cả đám thấy áp lực, càng rời đi nhanh càng tốt. Đột nhiên Ngao Tuyết bị một cục đá ném vào đầu, hắn ta tức giận quay đầu hỏi tên nào làm chuyện đó. Thích chết à? Hóa ra hung thủ là một cô bé. Cô bé này là cháu gái của Cổ Lòng. Sau khi nghe Gia Gia kể lại, có lẽ là tò mò về Ngao Tuyết nên đi xuống nhân gian để tìm hiểu về hắn. Người ném gói thuốc cho hắn chính là cô bé này. 3.000 long chúng đều đã bị ám ảnh khống chế, trở thành nô lệ rồi. Ba giới lao tới chất vấn, bọn họ dựa vào đâu mà tin những lời này. Ai mà biết được có phải cô bé này đến đây để phá đám hay không. Cô bé nghe vậy liền bay xuống trước mặt Ngao Tuyết, đưa cho hắn một chiếc lồng vũ và truyền lại lời nhắn nhủ của Ngao Linh. Chiếc lồng vũ này chính là lồng vũ của cự điểu. Đối với long tộc, lấy được một lồng của cự điểu chính là niềm vinh quang rất lớn. Ngao Linh đang bị nhốt bên trong sắt. Đại ca của Ngao Tuyết là Ngao Kiều đem chứng nhận vinh quang của mình giao cho hắn, hy vọng hắn có thể trở thành người thừa kế của mình. Ngao Kiều bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Giờ chỉ có hắn mới có thể cứu vớt được long tộc. Nàng ta mong Ngao Tuyết trở về kháng địch. Truyền xong lời, cô bé cũng không ở lại nữa. Chuyện kế tiếp nên làm như thế nào thì phải xem chính hắn rồi. Tuy rằng long tộc đã vứt bỏ hắn, hắn cũng không thích phụ thân của mình. Nhưng Ngao Kiều và Ngao Linh cũng là người thân quan trọng. Ngao Tuyết vô cùng đắn đo về sự lựa chọn trở về hay không. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp, báo hiệu điều chẳng lành. Cảm giác áp bách đột nhiên xuất hiện. Tôn Ngộ Không biết rằng không chỉ có long tộc, thiên cung cũng xảy ra chuyện rồi. Thế cục càng lúc càng mất cân bằng. Phía thiên thần vẫn an binh sẵn sàng đối phó, phía ám ảnh thì liên tục khuếch trương thế lực. Điều gì sẽ chờ đón các thầy trò Tôn Ngộ Không? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem các tập tiếp theo nhé!